bé gái thấy vậy trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi khủng hoảng ánh sáng màu đen trên đầu ngón tay lại một lần nữa sáng lên đồng thời thân thể của nó mở đi biến mất phía trên viên tinh thạch nhưng ở phía dưới viên tinh thạch đen nhánh chỉ thoáng cái đã xuất hiện một cái miệng màu đen khổng lồ đầy những răng nhọn đột nhiên đớp một phát liền đem bé gái kia nuốt vào trong đó rồi lập tức hóa thành một đảo ánh sáng lấp lánh bay vụt trở lại một lần nữa chui vào cái miệng khổng lồ của bộ hài cốt chớp mắt đã biến mất tăm. mà lúc này Cơ thể của hai cốt khổng lồ rung lên, tất cả mọi cử động đột nhiên dừng lại. Ở phía đằng xa, lão già phong cách cổ xưa và bà lão áo đen nhìn thấy thế, cả hai trợn mắt há mồm, nhưng sau khi trao đổi mấy câu nhanh chóng, nguyên anh của lão già bỗng nhiên nhoáng lên một cái trở lại cơ thể, thoáng cái đã khôi phục lại như cũ. Sau khi hai người khôi phục xong liền cùng nhau hướng phía trên vực sâu bay vút đi. Sau khi nhìn thấy hai cốt dễ dàng phá vỡ hai đòn sát thủ, hai người tự biết không thể chống lại đối phương tất nhiên chỉ có thể bỏ chạy để bảo vệ tính mạng của mình. Có lẽ chỉ có hai người bảo hoa, hàn lập phía trên, mới có can đảm cùng bộ hài cốt này đánh một trận. Chẳng qua ngay lúc hai người vừa bay đi, bộ hài cốt vốn đang đứng im bỗng nhiên phát ra âm thanh, trong hai hốc mắt to lớn xuất hiện những điểm ánh sáng lấp lánh đang tụ lại, chớp mắt liền hiện ra hai ngọn lửa màu đen cuồn cuộn, rồi nó cười khạc khạc nhìn về phía hai luồng ánh sáng đang bắn đi ở phía xa, bỗng nhiên ngẩng đầu lên trên cao gật liên tục hai cái sau khi hai luồng ánh sáng màu đen chợt lóe lên rồi biến mất, cỗ pháp tác lực vừa biến mất kia lại lần nữa ảo ảo phủ xuống vực sâu. vừa lúc đem hai luồng sáng do lão già phong cách cổ xưa và bà lão áo đen kia tạo thành chặn lại, một tình huống không thể tin được xuất hiện. lão già và bà lão áo đen đang liều mạng bay đi đột nhiên cảm thấy cảnh vật bốn phía trong phút chốc trở nên mờ ảo. bọn họ vừa quay đầu nhìn lại thì phát hiện một cái đầu khổng lồ bằng xương trắng đang ở ngay sát bên cạnh, nó đang dùng ánh mắt không có hảo ý đánh giá bọn họ hai người dưới tác dụng của pháp tắc thời gian, cũng không phát hiện ra rằng bản thân mình đang bay đến phía bên dưới bộ hài cốt kia. Hai người quá sợ hãi, nhưng còn chưa kịp có phản ứng gì thì lúc này bộ hài cốt bỗng há miệng, không chút khách khí ngoạm xuống. Trên không trung biển nước, Hàn Lập lúc này biến ảo thành bộ dáng yêu ma, hắn đang dùng bàn tay lóe lên những linh văn màu bạc của mình bứt ra một cái đầu của con côn trùng đang bị một bộ giáp đầy gai nhọn màu xanh lá bao vây. Con côn trùng to lớn này dài hơn trăm trượng, nhưng trên thân thể nó lại có hai cái chân trước dạng móng vuốt vô cùng khổng lồ nếu so sánh với thân thể nó thì còn lớn hơn mấy lần thoạt nhìn có vẻ cực kỳ dữ tợn mà lúc hàn lập dùng tay nhổ ra cái đầu thì chân trước của con côn trùng to lớn này bỗng phát ra âm thanh xèo xèo hai tiếng rồi đột nhiên teo nhỏ lại nhanh chóng trong phút chốc đã biến thành hai cái chân có hình dạng và kích thước y hết như những cái chân còn lại chân mày hàn lập nhướng lên rút bàn tay về rồi nhìn lướt qua sau khi phát hiện không có chút máu nào chảy ra lông mày hắn không khỏi nhíu lại, trong đầu hắn thoáng qua một tia nghi hoặc. chương 2236, mối nghi ngờ. Hai đầu lông mày của Hàn Lập nhíu lại, dưới mi lóe lên tinh quang, một chùm tơ bắn ra, sau đó lập tức chui vào trong thân mình của con sâu lớn kia. Trong giây lát, một tiếng phanh thoát ra, thi thể con sâu giống như bọt biển, lập tức nổ tung lên thành vô số những chùm ánh sáng màu trắng, sau đó tiêu tán ngay tức thì. Tinh quang lại lóe lên, cuốn sợi tơ trở lại bên trong lông nghi, như chợt hiểu ra mọi chuyện, trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ âm trầm. Ở bên kia, trong hư không, vô số phấn hoa cùng cánh hoa phủ kín cả bầu trời, bên trong không ngừng lóe lên những ánh sáng màu bạc. Không biết từ khi nào, Bảo Hoa đã tới bên cạnh Giải Đạo Nhân, triển khai ra linh vực, cùng liên thủ vây con quái trùng còn lại vào bên trong. Thần thông của con sâu này quái dị nhất chính là ở thần niệm, chỉ tiếc là không thể khắc chế được Giải Đạo Nhân, mà Bảo Hoa ở trong linh vực cũng không bị ảnh hưởng gì. Về phần thiên phú sát lôi của nó, dù là thần thông lợi hại, lại có chứa lực lượng của một tia pháp tắc hủy diệt, có thể phá được cả huyền thiên chi bảo, nhưng giải đạo nhân và bảo hoa cũng rất giảo hoạt. Ngay từ đầu hai người đã không lựa chọn cứng đối cứng với nó mà để cho nó nổi trận lôi đình, có lực mà không thể thi triển được. Đợi đến khi bảo hoa không tiếc nguyên khí, một lần nữa triệu ra huyền thiên linh vực, đem vây nhốt nó ở trong đó, cục diện ngay lập tức thay đổi. Quái trùng thấy tình hình không ổn, ở trong linh vực vẫn cố liều mạng, thúc giục sát lôi màu xám trắng, muốn phá vỡ linh vực để chạy thoát. Nhưng danh khí của Huyền Thiên linh vực đâu phải nhỏ, vốn là thần thông mà chỉ chân tiên mới có thể hoàn toàn nắm giữ, con sâu này muốn rời khỏi thì đúng là không tưởng. Một tầng cánh hoa và phấn hoa màu hồng, dưới sự thúc dục phép tắc của bảo hoa, nhanh chóng phủ xuống, vây chặt lấy con quái trùng tại trung tâm linh vực. Cánh hoa, phấn hoa đầy trời, như vô cùng vô tận. Dù quái trùng có dốc sức liều mạng ngăn cản lực lượng của linh vực nhưng hành động của nó vẫn vô cùng chậm chạp. Giờ phút này nó đem lực lượng của thần niệm hóa thành một tầng bạch tinh tỏa ra hào quang trong suốt bảo vệ toàn thân, từng đạo điện quang màu xám đan vào nhau, nổ vang không ngừng quanh thân thể nó. Nhưng dưới sự công kích của Giải Đạo Nhân và Bảo Hoa, thêm vết thương đầy người, lá chắn này của nó dường như cũng không chống đỡ được thêm bao lâu nữa. Hàn Lập thấy tình hình như vậy thì trên mặt hiện lên một tia dị sắc, rồi đột nhiên tay áo hắn run lên, trường kiếm màu xanh một lần nữa hiện ra, sau khi rung lên, 12 đạo kiếm màu xanh chém ra. Sau một khắc, bên trong huyền thiên linh vực của bảo hoa không ngừng vang lên âm thanh chói tai, 12 đạo ánh sáng màu xanh đột ngột xuất hiện bên cạnh quái trùng, chém xuyên qua người nó. Quái trùng cùng với vòng bạch tinh hộ thân và hồ quang điện ở xung quanh bị một đòn này mà lập tức hóa thành vô vàn ánh sáng màu trắng, tán loạn và cứ thế biến mất, giống như ở chỗ đó chưa từng tồn tại cái gì vậy. Bảo hoa thấy một màn này thì cả kinh, nhưng sau khi dùng thần niệm tra xét trong linh vực, xác định con quái trùng đã không còn tồn tại nữa thì mới cho mày, khoát tay, thu hồi huyền thiên linh vực. Lúc này, không gian ở bên cạnh hơi chấn động, Hàn Lập đã thuấn di tới. Sau đó là một tiếng sét đánh, giải đạo nhân cũng thu lại pháp thân hoàng kim cự giải, hóa thành một đạo hồ quang, lập tức xuất hiện ở sau lưng Hàn Lập. Hàn Lập nhìn qua, thấy trên người hắn ngoài vài chỗ cháy đen thì cũng không có gì đáng ngại, lúc này mới yên lòng. Hàn Huynh thật sự là lợi hại, cái chém vừa rồi, ngay cả thiếp thân, nếu không dùng linh vực hộ thân thì cũng chưa chắc đã chống đỡ được. Bảo Hoa nhìn về phía Hàn Lập, ánh mắt hơi khác thường, chậm rãi nói. Bảo hoa đạo hữu đã quá đề cao hàn mỗ rồi, chiêu vừa rồi chỉ dựa vào lực lượng của bảo vật là chủ yếu. Nếu không phải trước đó hai vị công kích khiến nó như nỏ mạnh hết đà thì tại hạ làm sao có thể dễ dàng đắc thủ như vậy được. Hàn lập mỉm cười, hời hợt nói một câu, sự tình nào có đơn giản như thế. Bảo hoa lắc đầu, nhưng cũng không nói thêm gì mà quay đầu nhìn về nơi quái trùng vừa biến mất, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc hình như đạo hữu cũng phát hiện ra có điều kỳ quặc trong chuyện này rồi rõ ràng là vừa rồi tranh đấu chúng ta cũng không phải đã tiêu diệt chúng hoàn toàn cái hóa thân của nguyên thần minh trùng mẫu không nói mà hình như thân thể của hai đầu quái trùng này cũng không phải là thật làm sao có thể bị diệt sát đơn giản như vậy được ánh mắt hàn lập quét qua nơi đó nói một cách ngưng trọng hoàn toàn chính xác ngay từ đầu thiếp thân đã có một linh cảm rất lạ hai con trùng này không thể nói là chúng không lợi hại nhưng dường như thần thông của chúng lại quá cực đoan. Một con thì có lực lượng thần niệm cường đại khiến chúng ta không dám tới gần. Mà một con thì lại có nhục thân biến thái, chỉ một chảo thôi mà chúng ta cũng phải tránh đi. Nhưng thủ đoạn của chúng lại quá ít nên mới lộ ra nhược điểm khiến chúng ta có thể đánh bại chúng dễ dàng. Nhưng nếu những con trùng này là do minh trùng mẫu đào tạo, thì lại có vẻ không đúng lắm. Với cái đầu rào hoạt của minh trùng mẫu, làm sao có thể tạo ra sai sót như thế được? Bảo Hoa dừng một chút rồi lại nói tiếp. Nhưng đạo hữu có chú ý một điều, khi chúng tách ra, ta và ngươi chỉ cần phí một chút thời gian là có thể đánh bại rồi. Nhưng nếu chúng liên thủ, hoặc chúng có cùng một thần thông. Hàn Lập bỗng nhiên cười hắc hắc nói, đúng vậy, nếu những thần thông này đồng thời thi triển, chỉ sợ là ta và ngươi đã phải chạy bờ vía rồi. Sắc mặt Bảo Hoa tái nhợt, hít sâu một hơi nói, hơn nữa, Bảo Hoa đạo hữu có để ý không, ngay từ đầu dường như cái hóa thân của nguyên thần minh trùng mẫu và hai con quái trùng này không giống như cùng một phe thậm chí còn có định ý với nhau nếu không chúng mà liên thủ lại với nhau thì chúng ta đã bị đánh bại lâu rồi trên mặt hàn lập hiện lên một tia thâm ý nói đúng là kỳ quái rồi nếu chúng cùng được minh trùng mẫu đào tạo thì tại sao lại không nghe theo mệnh lệnh của nguyên thần mà ngược lại còn có vẻ căm thù đôi lông mày của bảo hoa nhíu chặt vẻ mặt đầy sự mờ mịt việc này ta cũng không rõ nhưng vừa rồi nhìn cách biến mất của thi thể hai con quái trùng này ta thấy giống như là được tạo ra bằng cách dùng lực lượng mô phỏng lại vậy hàn lập thản nhiên nói tiếp thân thể mô phỏng ý hàn huynh là có người của giới diện khác đang trực tiếp nhúng tay vào chuyện minh trùng mẫu chỉ là một cái thân thể dùng lực lượng để mô phỏng lại mà có thể tranh đấu cùng chúng ta nhiều năm như vậy không lẽ là chân tiên tiên giới thân sắc của bảo hoa đại biến khuôn mặt trở nên vô cùng khó coi cái này cũng khó nói ta cũng chỉ là đoán mò mà thôi, có thể là không chính xác đâu. Nhưng nếu thật sự là như vậy thì ở đây có chút phức tạp hơn rồi. Nếu không, đạo hữu thử liên lạc với phong ấn chi linh xem có tìm ra được đầu mối gì không. Hàn lập xoa xoa cầm, thở dài một hơi, nói tiếp. Vì vận dụng quá nhiều lực lượng nên phong ấn chi linh đã suy yếu lắm rồi. Dù cho ta có cố gắng thì cũng không thể gọi nó hiện thân đâu. Trừ phi đạo hữu muốn thượng cổ phong ấn hoàn toàn mất đi tác dụng. Bảo Hoa cười khổ trả lời. Thế thì còn phiền toái hơn, sắc mặt Hàn Lập cũng biến hóa theo, dù thế nào đi chăng nữa, đã tới bước này rồi, chúng ta cũng không có cách nào quay đầu lại. Hai vị đạo hữu kia tới giờ vẫn không có tin tức gì, có lẽ đã gặp chuyện thật rồi. Ta và ngươi chỉ còn cách tự mình xuống xem xét một phen thôi. Sau một hồi suy nghĩ, Bảo Hoa cắn răng nói: "A, à, Bảo Hoa đạo hữu định phiêu lưu một phen sao? Căn cứ vào ước định giữa ta và ngươi, ta tất nhiên sẽ xuống đó với ngươi." Nhưng nói thẳng nếu xuống dưới đó mà gặp phải tình huống ta không thể đối phó được, thì ta cũng sẽ không liều mạng đâu. Hàn Lập gật gật đầu, tỉnh táo nói, cái này tất nhiên rồi, nếu sự tình thật sự quá khó khăn, thiếp thân cũng không dại mà đùa với tính mạng mình. Hơn nữa, ta cũng không cố làm, nếu không có phượng linh bàn, đạo hữu cũng khó lòng mà rời khỏi nơi này được. Bảo Hoa thản nhiên cười nói, đạo hữu đã hiểu rõ việc này là tốt rồi, chúng ta xuống dưới thôi. Hàn Lập gật đầu, sau đó mang theo giải đạo nhân tiến vào trong nước ánh mắt bảo hoa quét qua mọi nơi sau khi thấy không có gì dị thường mới biến thành một đoàn hư ảnh tiến xuống phía dưới mà một thời gian sau khi hai người tiến xuống nước trên bầu trời tối tăm mù mịt truyền tới một hồi chấn động nhỏ từng vòng ánh sáng ngũ sắc dần dần hiện ra nhanh chóng ngưng tụ tại một chỗ từ xa nhìn lại dường như nó đang hình thành nên một cặp mắt ngũ sắc khổng lồ ở giữa không trung cùng lúc này trong vực sâu dưới đáy biển hai cốt của con sâu lớn kia vẫn lơ lửng trong nước, không hề nhúc nhích, nhưng trong hai hốc mắt trống rỗng của nó lại cháy rực hai ngọn lửa ma, hơn nữa càng lúc càng sáng hơn. Ở bên cạnh hai cốt, có mấy thứ đồ vật đã bị phá hỏng đang lơ lửng, hào quang thỉnh thoảng lại lóe lên một cách yếu ớt. Trong đó, có một thứ là một ngọc bài đã vỡ, thứ còn lại là một đoạn thương màu đen, trên thân đầy những vết rạn nứt. Hai thứ này vốn là trí bảo hộ mạng của lão già ăn mặc theo lối xưa và người phụ nữ áo đen, hiện tại lại như rác thải bị vứt bỏ ở nơi này có lẽ hai vị cường giả đại thừa đỉnh đỉnh đại danh tám chín phần là đã biến mất khỏi thế gian này rồi hai nơi trên đỉnh đầu hài cốt hơi chấn động sau đó hai luồng ánh sáng trắng đồng thời hiện ra ánh sáng trắng càng lúc càng dày đặc sau một lúc đã biến ảo ra thân hình một con sâu béo ú to lớn rồi lại thêm một đoàn ánh sáng nữa tiếp tục ngưng tụ ra một con sâu thứ hai với thân thể trong suốt có thể nhìn xuyên qua được hai con sâu này chính là hai con mới bị Hàn Lập và Bảo Hoa đánh chết trước đó không lâu. Nhưng lúc này thân hình chúng mơ hồ hơn trước rất nhiều, khí tức cũng đã giảm đi quá nửa, giống như hai hư ảnh vậy. Bỗng nhiên ma diếm trong hốc mắt khổng lồ của hài cốt bừng bừng cháy lên, một nữ tử mặc đồ màu bạc từ trong đó bay ra. dáng người ả thướt tha, sắc mặt đờ đẫn gương mặt giống đứa bé gái đã bị cắn nuốt tới bảy, tám phần, nhưng thành thục hơn rất nhiều. Giống như đứa bé gái khi trước, phút chốc đã thành thiếu nữ 17, 18 tuổi. Hai hư ảnh quái trùng vừa thấy nữ tử mặc quần áo màu bạc này thì thân hình nằm sấp xuống, hướng nữ tử này vái lại. Nữ tử nhìn tới hai hư ảnh này, ánh mắt lạnh lùng, sau đó sắc mặt trầm xuống, hừ một tiếng. Phế vật, có mấy tên đại thừa của hạ giới mà cũng không đối phó được. Nhưng cũng may là bọn chúng đã đả thương nguyên thần của minh trùng mẫu, nếu không làm sao ta có thể dễ dàng cắn nuốt hắn sạch sẽ như vậy được. Bây giờ nguyên thần ta đã khôi phục non nửa, hai người các ngươi cũng vô dụng rồi, nên đem lực lượng trả lại cho ta đi thôi." Nữ tử áo bạc nói xong, không chút tình cảm nào, nâng một ngón tay lên điểm về phía hai hư ảnh trước mặt. Chương 2237, tranh đấu về lĩnh vực. Hai cái ảo ảnh của hai con sâu không lồ phóng đi bất chấp sợ hãi, có vẻ như chúng đang muốn bỏ trốn ngay tức thì. Nhưng ngón tay của thiếu nữ che mạng màu bạc tỏa ra hào quang màu đen điểm đến, hai khối cầu được tạo bởi vô số ký hiệu bắn ra. Sau khi quay vòng chúng liền bắn thẳng tới thân thể của hai con sâu với tốc độ nhanh không tưởng được. Cả hai con sâu hét thảm thiết, thân hình của chúng cố gắng vặn vẹo để chống lại uy lực của khối ký hiệu màu đen nhưng căn bản là không thể. Bên ngoài cơ thể của chúng bắt đầu xuất hiện những sợi tơ tỏa hào quang màu đen, thế rồi chúng dần siết chặt. Một lát sau, ở nơi đó chỉ còn lại độc nhất hai khối cầu sáng đang lẳng lặng trôi nổi giữa không trung. Thiếu nữ có tấm mạng màu bạc che trước mặt khẽ phất tay lên, hai khối cầu liền tự động bay trở về. Tiếp đó nàng há miệng, hai quả cầu tỏa ra quay tròn vòng vòng rồi hóa thành hai vệt sáng trắng muốt bị người thiếu nữ hút vào trong miệng. Xong rồi nàng thở dài rồi khẽ nhắm mắt lại, một lần hào quang cứ liên tục chạy khắp cơ thể. Thế rồi một lúc sau khí tức do nàng tỏa ra dường như lại tăng lên khá nhiều. Lại một lúc lâu qua đi, người thiếu nữ hừ khẽ rồi chậm chậm hé mở mi mắt. Lúc này khí tức trên cơ thể nàng trong nháy mắt liền trở về bộ dạng như ban đầu. Bỗng nhiên nàng như sực nhớ tới điều gì đó nên lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trên cao của cái vực sâu này. Hình như trên đó có thứ gì đánh động làm cho khuôn mặt nàng chợt hiện lên một nỗi bực bội. Nàng vội hóa thành một ngọn lửa bay về, khẽ nhoáng lên đã mau trong chui tọt vào hốc mắt của cái xác con sâu đang chìm giữa biển lửa hừng hực. Ngay sau đó, bộ xác chết vốn đã nằm im bất động từ rất lâu lại bất ngờ ngửa cổ rú lên một tiếng cực kỳ thê lương. Ở gần đó đột nhiên xuất hiện một khối máu rồi mau chóng mọc ra những sợi tơ máu lướt tới quấn kín lấy toàn bộ cái xác vô số các tia máu bao bọc kín lấy thân thể của con sâu cứ một tầng lại trồng lên một tầng thế rồi thoáng chốc những sợi tơ này tỏa ánh sáng trong suốt biến thành máu thịt thực sự thậm chí bên ngoài cơ thể con sâu cũng bắt đầu xuất hiện những mảng da mịn màng được phủ lên bởi những lớp phải cứng trong chớp mắt cái xác sâu chết ban đầu liền biến thành một con sâu mới có ba đầu hai lớn một nhỏ hình dáng khác nhau trong ba cái đầu của của con sâu trừ bỏ cái ở giữa là khuôn mặt của con người, hơn nữa lại chính là khuôn mặt của người con gái che mạng màu bạc khi nãy, còn hai cái đầu còn lại đều giữ tợn cực kỳ. Trên mỗi cái đầu này mọc ra vô số con mắt lớn nhỏ bất đồng, còn những chỗ còn lại thì được che kín bởi vảy nhọn năm màu sặc sỡ. Khắp thân thể của con sâu sáng bóng như gương, trông thật giống như nó được điêu khắc từ thủy tinh vậy. Trên lưng thân hình khổng lồ của nó có bốn đôi cánh trắng ngà ngà như cánh ve. Mặt ngoài của chúng sáng lấp lóe, hơn nữa còn có thêm các ký hiệu năm màu như ẩn như hiện, xinh đẹp lạ thường. Đến khi thân thể to như cả một ngọn núi của nó được tu bổ hoàn thành, cái đầu ở giữa của nó ngửa lên, nhìn chằm chằm về phía trên cao không nói lời nào. Còn hai cái đầu khác vẫn nhắm chặt mắt không nhúc nhích, một chút biểu cảm cũng không có, cứ y như là vật chết vậy. Một lát sau, phía trên cao của cái vực có ba đạo hào quang phóng tới như bay. Khi ánh sáng chói mắt tắt đi, nơi đó liền hiện ra hình dáng của ba người. Thì ra bọn họ là Hàn Lập, Bảo Hoa và Giải Đạo Nhân. Trong khoảng cách gần như vậy nên tất nhiên bọn họ đã nhìn thấy thật kỹ càng thân hình của con sâu trắng tinh to như ngọn núi ở dưới. Lúc này cả bọn đều ngẩn ngơ, thân thể của con sâu sau khi được tu bổ lại hiện ra trước mắt mọi người lại y hệt cái xác đã bị bọn họ tiêu diệt ở phía ngoài. Chúng cực kỳ giống nhau, thậm chí giống đến nỗi như hai mà là một vậy. Càng làm cho bọn họ kinh hãi hơn chính là khuôn mặt ở giữa của con sâu lại hao hao giống với đứa bé khi trước lúc này nó đang nhìn chằm chằm về mọi người. Đây chính là thân thể thực sự của Minh Trùng Ngẫu, xem ra chúng ta đã đến chậm mất một bước rồi. Vẻ mặt của Bảo Hoa hơi khó coi, nàng khẽ thì thào. Tuy rằng ngoại hình hơi khác lạ nhưng chắc chắn là nó. Hàn Lập nhìn chằm chằm vào cái đầu ở giữa của con sâu, sắc mặt trở nên nghiệm nghị đáp lời. Nếu đúng là nó hoàn toàn yên ổn không hao tổn chút nào thì xem ra hai vị đạo hữu kia đã thực sự nằm lại rồi. Bảo Hoa khẽ thở dài một hơi, ánh mắt Hàn Lập lóe lên, liền nhìn thấy được bên cạnh con sâu có vài mảnh đồ vật không trọn vẹn trôi nổi bất động, thần sắc hắn khẽ động, hơi gật đầu không nói thêm gì. Chính là ba tiểu gia hỏa các ngươi làm phân thân của ta bị thương, còn lại dám quấy rối việc nghỉ ngơi điều dưỡng của ta. Chiếc đầu có mặt người của con sâu ở dưới nhàn nhạt mở miệng, thanh âm nghe rất êm tai, phảng phất giống như giọng nói của một thiếu nữ kiều mị. Các hạ thật sự là minh trùng mẫu rồi, lúc trước đồng bạn của chúng ta có phải đã gặp phải độc thủ của ngươi? trong lòng bảo hoa suy nghĩ nhanh chóng nhưng miệng lại bình tĩnh hỏi lại một câu khanh khách chính là hai gã đại thừa ở hạ giới lại dám ở trước mặt ta động tay động chân tất nhiên là đã sớm biến thành một phần trên thân thể ta rồi tốt rồi hai người các ngươi không muốn trả lời câu hỏi của bổn tọa vậy thì hãy cùng đi làm bạn với bọn hắn đi trên mặt của con sâu lớn lại hiện lên một nụ cười kiều diễm nhưng lợi nói lại vô cùng ác nghiệt vừa dứt lời nó hé cái miệng nhỏ ra lập tức một chùm tơ màu xám được bắn ra sau khi tả ra liền biến thành một cái lưới lớn rồi chụp về phía ba người ở trên. Những chỗ tia lưới đi qua để lại một mùi hôi tanh đập vào mặt, làm cho người ta ngửi thấy liền buồn nôn. Trong sắc mặt ba người bảo hoa cùng hàn lập rất bình tĩnh, nhưng đối mặt với bản thể của minh trùng mẫu, tất nhiên đã sớm hết sức tập trung cẩn thận. Cái lưới màu xám vừa chụp đến, lập tức trong miệng bảo hoa quát lên một tiếng, ra tay. Dứt lời nàng liền nhấc một cánh tay, khẽ lật, lập tức ánh sáng xanh biếc lóe lên, một cây cổ thụ nhỏ bé hiện ra, ký hiệu quay cuồng xung quanh. Thoáng một cái liền hóa thành cái cây lớn màu phấn hồng, sau khi vô số cánh hoa màu phấn hồng phất phới, lập tức trải rộng khắp hư không rồi đem bao phủ toàn bộ khu vực phía dưới. Cùng lúc đó, thân hình giải đạo nhân xoay một vòng, ngay tại chỗ hóa thành một con cua màu vàng óng lớn cỡ trăm mẫu, bên ngoài thân hồ quang chấp động, bắn ra một cái lưới điện khổng lồ, trực tiếp hướng về cái lưới màu xám mà bắn đi. Về phần hàn lập, căn bản đối không quan tâm đến hành động của hai người bảo hoa cùng giải đạo nhân, tay áo run lên, năm ngón tay đánh một chảo, ánh sáng xanh vừa lóe lên, thanh huyền thiên trảm linh kiếm đã nắm chặt trong tay. Thân hình hàn lập bỗng nhiên tăng vọt cực lớn, sau lưng phạm thánh pháp tướng ba đầu sáu tay hiện ra, lập tức hóa thành kim thân hướng về phía bản thể bên trên nhập vào, sau một tiếng gầm nhẹ, da thịt lập tức xuất hiện lân phiến màu tím vàng. Đồng thời ở bên ngoài thân hiện ra vô số linh văn màu bạc đan chéo vào nhau, ngưng tụ thành những trận văn lớn nhỏ không đều, cổ tay lại đột nhiên run lên. Trong vực sâu đột nhiên hiện ra vô số ánh sáng năm màu, như thủy chiều hướng tới trường kiếm mà cuốn đến. Trên thân kiếm xanh biếc hiện lên một đoàn ngân văn sáng ngời, pháp tắc chi lực lúc này nhộn nhạo. Sau một chém, 12 tia màu lục lập tức bay ra. 12 tia màu lục gần như hợp thành một đường, sau một cái chớp động, đã kéo dài qua khoảng cách trăm trượng, tiến đến chỗ gần con sâu trong gang tấc, cuồn cuộn lao xuống. Hiển nhiên lúc ở trên đường, đám người bảo hoa, Hàn Lập cũng đã thương lượng một số kế sách đối ứng tốt khi đối mặt với Minh trùng mẫu cho nên tại lúc vừa mới động thủ liền lập tức đồng thời phân công nhau sử dụng thần thông mạnh nhất. Một người phụ trách ngăn cản công kích của Minh trùng mẫu, một người bao vây cản trở con trùng mẫu này. Còn có một người lại phụ trách tấn công chém giết đại địch khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi từ đáy lòng này. Nếu như là đại thừa bình thường đối mặt với loại một kích liên thủ không chê vào đâu được này thì sợ rằng chỉ có thể đành chịu nhắm mắt chờ chết mà thôi. Thế nhưng con trùng mẫu này cũng chỉ khẽ nhảy lông mày trên khuôn mặt đầu người một cái, sau khi trên người nổi lên một cổ chấn động rất quỷ dị lại để cho tất cả ảo ảnh cánh hoa màu hồng phấn ở lân cận đều tách ra. Một cánh tay người độc nhất vô nhị vừa dơ lên lập tức một ngón tay trắng nõn cũng điểm chỉ ra. Ánh sáng màu đen lóe lên, một quả cầu được tạo bởi vô số ký hiệu tỏa sáng liền được bắn ra từ ngón tay rồi vô cùng chính xác bắn chúng vào một tia màu lục ở phía trước nhất. Xì một tiếng, quả cầu ký hiệu màu đen liền quay tròn một vòng rồi bùng nổ ra, một cổ lực lượng pháp tắc khủng bố cuộn ra. 12 tia màu lục vừa mới tiếp xúc đến cổ lực lượng pháp tắc này liền lập tức bị ngưng lại rồi sau khi run động một cách không thể tưởng tượng được liền bỗng chốc bắn ngược lại. Ánh sáng xanh biếc chợt lóe, tia màu lục liền đến trước mắt đám người Hàn Lập một cách rất quỷ dị. Lần này không chỉ bảo hoa mà sắc mặt Hàn Lập cũng bỗng chốc đại biến. Hắn không suy nghĩ thêm, trường kiếm trong tay đột nhiên run lên rồi nhanh như chớp mà chém ra, lại có 12 tia màu lục trợi lóe ra. Sau khi vang lên mấy tiếng phốc phốc khó chịu, 24 tia màu lục cùng va chạm vào nhau rồi đồng thời chợt tắt. Nhưng ngay tức khắc lại có một cổ chấn động vô cùng khủng bố cuốn về phía đám người Hàn Lập. Hàn Lập dựng Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm trong tay lên, hoa văn màu bạc bên ngoài chợt sáng lên liền lập tức hút tất cả chấn động đánh tới vào trong, đồng thời thân thể Hàn Lập sau khi rung động thì không tự chủ được mà lùi lại mấy bước. Nhưng hắn liên tục hành động sử dụng Huyền Thiên chi bảo như vậy lại làm cho sắc mặt hắn trắng bệch, pháp lực cũng vì vậy mà mất đi một lượng lớn. Đây cũng là do bản thân Hàn Lập có pháp lực hùng hậu vượt xa đại thừa bình thường, nếu như đổi lại là tu sĩ đại thừa khác thì chỉ sợ đã ngay tại chỗ mất hết pháp lực và gặp phải sự cắn trả của huyền thiên chi bảo rồi. Đây không phải là lực phản bình thường mà là lực phản nghịch của thời gian pháp tắc. Bảo Hoa thấy tình hình này liền không nhịn được mà thất thanh kêu lên, nhưng nàng lập tức cắn răng vung một tay xuống lại cầm trong tay một cành cây thô to của cây hoa rồi bẻ xuống sau đó nhanh chóng vung về phía hư không. Nhưng mà Minh Trùng mẫu dường như đã sớm đề phòng tới việc này, nó sau khi cười lạnh một tiếng thì bỗng nhiên quầng sáng màu trắng xám trên người phóng lớn ra rồi đồng thời có từng vòng lực lượng quỷ dị cuộn ra bốn phương tám hướng. Cuối cùng giải ảo ảnh cánh hoa màu hồng phấn cũng bị sức mạnh của quầng sáng cứng rắn đẩy ra, một quả cầu đầy ký hiệu màu trắng xám quỷ dị phân bố trên hư không lập tức hiện ra ở lân cận con sâu khổng lồ. Ầm một tiếng, một cổ lực lượng pháp tắc hung hăng đánh tơi, cùng lúc này, cổ lực lượng pháp tắc bóng chốc hung hăng đánh vào quầng sáng rồi lập tức ổ tung ra, cuối cùng lại bị cứng rắn bài xích ra, còn quấn sáng màu trắng xám lại hoàn toàn không bị tổn hao gì. Bảo Hoa nhìn thấy cảnh này thì trên khuôn mặt xinh đẹp lập tức hiên ra vẻ không thể tin được. Ha ha, huyền thiên linh vực, thật sự không nghĩ tới một tên đại thừa ở hạ giới cũng có thể lĩnh hội được thần thông này. Đáng tiếc người cũng chỉ vừa mới hiểu được một chút bề ngoài, hơn nữa cũng chỉ là hình thành được ngụy linh vực mà thôi. Muốn đối phó ta, đó chỉ là mơ mộng hão huyền. Như vậy đi, trước khi bọn người hóa thành máu thịt của ta, Bổn tọa sẽ để cho các ngươi kiến thức một chút về Huyền Thiên Linh vực chân chính là dạng như thế nào a." À. Minh trùng mẫu âm u cười, bỗng nhiên hai chân trước của nó bấm pháp quyết đồng thời miệng thì lẩm bẩm, quần sáng màu trắng xám trên thân thể liền nhanh chóng bắt đầu xoay tròn, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Sau một thoáng mơ hồ thì toàn bộ ánh sáng trong vực sâu đều trở nên âm u, quần sáng bỗng nhiên chợt lóe rồi biến mất không thấy nữa. Chương 2238, ác chiến, một tiếng oanh vang lên, cả vực sâu như rung chuyển nước biển bốn phía thoáng cái đã biến mất sạch sẽ trên bầu trời đen kịt một màu như mực phía dưới tăm tối âm u thỉnh thoảng có những điểm sáng lóe lên rồi lại biến mất giống như những vì sao lấp lánh trong đêm đen bốn phía nổi lên thanh âm như quỷ gào khóc một trận gió lạnh thổi tới cuốn toàn bộ những điểm sáng lập lòe kia lên đám người bảo hoa tập trung quan sát sau đó không tự chủ được mà sợ hãi kêu lên những điểm bạch quang này không ngờ là những cái đầu lâu trong hai mắt và miệng đều có lửa ma đang cháy Số lượng đầu lâu nhiều tới kinh người, nhìn vô cùng khủng bố. Đây cũng là linh vực, khi những đầu lâu này xuất hiện, Hàn Lập cảm thấy không gian bốn phía như đang siết chặt lại, cảm giác nguy hiểm mỗi lúc một rõ ràng trong lòng hắn, nhưng sau đó lại không có dị biến nào phát sinh trên người hắn cả. Sau khi liếc mắt nhìn qua Bảo Hoa, hắn lập tức hiểu ra vấn đề. Chỉ thấy lúc này, hai tay Bảo Hoa không ngừng bấm niệm pháp quyết, gương mặt đẹp như ngọc lộ rõ vẻ ngưng trọng cơn mưa hoa trải rộng cả ngàn mẫu bây giờ đã bị rút nhỏ lại cả trăm ngàn lần chỉ còn vài lớp đang bao phủ lấy bọn người hàn lập sau khi linh vực được thu nhỏ lại hư ảnh của cánh hoa màu hồng tỏa ra hào quang lấp lánh hương thơm cũng theo đó tăng thêm mấy lần hơn nữa tốc độ xoay càng nhanh hơn giống như tuyết rơi đầy trời nhưng lại không ảnh hưởng gì tới đám người hàn lập nhưng bên ngoài hoa vực thân hình khổng lồ của minh trùng mẫu cũng đột ngột không thấy đâu nữa mà chỉ còn hình ảnh của những chiếc đầu lâu Lửa ma và cánh hoa màu hồng va chạm với nhau tạo ra những chấn động quỷ dị, giống như thủy hỏa, hai lực lượng tương khắc đang giao tranh với nhau vậy. Nhưng sau mỗi lần va chạm, sắc mặt bảo hoa ở trung tâm hoa vực lại tái thêm một chút. Sau một thời gian, mồ hôi trên người nàng đã đổ đầm đìa, thần quang trong mắt cũng nhanh chóng ảm đạm. Hàn lập thấy vậy thì khẽ dùng mình, Hàn huynh, mặc dù ta đã thu nhỏ linh vực lại, nhưng cũng không thể kiên trì được lâu nữa. Bảo hoa nói nhanh, trên mặt lộ rõ vẻ khẩn trương. Ta biết rồi, để ta thử phá xem thế nào, ta không tin hắn có thể thi triển được Huyền Thiên Linh vực chân chính. Đây không phải tiên giới." Hàn Lập trả lời, sau đó phân phó cho giải đạo nhân rồi lùi lại một chút, cả người hóa thành con vượn màu vàng cao hơn 10 trượng. Đầu vai của con vượn màu vàng này rung lên một cái, lập tức biến thành bộ dáng ba đầu sáu tay dữ tợn. Sáu bàn tay nắm chặt lại, hắn gầm nhẹ một tiếng và đánh ra bên ngoài vực. Ánh sáng màu vàng lại lóe lên, sáu quang cầu lớn bằng đầu người từ trong sáu bàn tay bắn ra, sau khi xuất hiện bên ngoài vực hoa, tất cả đều đồng loạt nổ tung giữa đám đầu lâu. Một tiếng nổ như trời long đất lở vang lên, sáu quả cầu ánh sáng thoáng một cái hóa thành một giải hào quang màu vàng minh mông. Đám đầu lâu bị giải hào quang này chạm tới, lập tức biến thành cho tàn. Sau một đòn này của Hàn Lập, bên ngoài vực hoa trở thành một nơi trống rỗng. Bảo Hoa lập tức cảm thấy lực lượng pháp tác bên ngoài huyền thiên hoa vực đã giảm đi một chút, trên mặt không giấu nổi sự vui mừng nhưng gương mặt đẹp vừa mới hiện lên một chút vui vẻ thì đã lập tức cứng ngắc. Hư không vừa rồi còn trống rỗng, sau khi vài điểm sáng màu trắng lóe lên, vô số đầu lâu lại hiện ra, hơn nữa dường như còn vô cùng tức giận. Lửa ma do chúng phun ra một lần nữa va chạm với giải ánh sáng màu vàng, khí tức so với lúc trước cũng mạnh hơn mấy phần. Quả nhiên là bất tử bất diệt, vậy thử cái này xem. Thấy một màn này, sắc mặt hàn lập cũng chẳng hề biến đổi. Hắn thì thào một chút, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, một tay điểm vào hư không một cái. Một tiếng nổ vang lên, hào quang màu vàng lập tức tán ra, hóa thành vô số phù văn màu vàng tụ lại một chỗ, sau đó một vòng xoáy có đường kính lớn hơn một trượng xuất hiện. Nguyên khí trong thiên địa dao động kịch liệt, vòng xoáy xoay tròn một cách điên cuồng. Sau một hồi phản âm vang lên, từ vòng xoáy tỏa ra một lực hút kinh người, lập tức đem đám đầu lâu ở xung quanh hút vào sạch. Tại chỗ những đầu lâu biến mất lóe lên một hồi, sau đó lại có vô số đầu lâu xuất hiện, khí tức cũng cường đại hơn vài phần nhưng lực hút của vòng xoáy màu vàng cũng dường như không bao giờ ngừng lại, cứ liên tục hút những đầu lâu vào. Từ sau đó, dù những đầu lâu có hiện ra nhiều thêm bao nhiêu thì cũng đều bị vòng xoáy có một không hai này hút vào rồi nghiền cho nát bấy. Ồ, hiên nguyên thần quang. Không, không phải, chỉ là một thần thông bắc trước. Ha ha, nếu là thần quang kia thì ta còn e ngại vài phần, chứ thứ hàng giả này mang ra dọa ta sao? Ta chỉ cần tiện tay cũng có thể hủy rồi. Trong hư không vang lên tiếng cười của minh trùng mẫu. Không gian chấn động một chút, một giải phù văn màu đen lóe lên, bắn thẳng vào trong vòng xoáy màu vàng. Một cỗ lực lượng pháp tắc lập tức tỏa ra, phốc, vòng xoáy màu vàng có đường kính hơn 10 trượng, sau khi bị phù văn màu đen chui vào thì nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một điểm sáng màu vàng rồi biến mất hoàn toàn. Thời gian pháp tắc, sắc mặt Hàn Lập trở nên vô cùng khó coi. Lực lượng pháp tắc của đối phương gần như khắc chế mọi lực lượng pháp tắc khác, điều này làm cho hắn cảm thấy hơi đau đầu. Cùng lúc ấy, Bảo Hoa và Giải Đạo Nhân cũng không hề nhàn rỗi. Bảo Hoa thì dốc sức, liều mạng thúc giục pháp lực duy trì hoa linh vực để đối kháng với huyền thiên chi vực của đối phương. Mà Giải Đạo Nhân thì không ngừng vung cái càng lớn lên, từng lôi cầu lớn như mưa ảo ảo đánh lên mạng lưới cực lớn do minh trùng mẫu răng ra từ đầu khiến cho nó không tài nào hạ xuống thấp được. Cái mạng lưới này cũng không biết được ngưng tụ từ thần thông gì mà trên những sợi tơ óng ánh tỏa ra khí thức vô cùng khủng bố mặc dù giải đạo nhân vận dụng lực lượng của lôi điện tới cực hạn rồi nhưng cũng không thể làm nó hư hao gì chỉ có thể ngăn nó không hạ xuống thấp được mà thôi cả hai người không vận dụng bảo vật nào khác hiển nhiên đều hiểu rõ đối phó với đại địch này bảo vật căn bản không có tác dụng gì tốt nhất là nên vận dụng thần thông của chính bản thân mình là hơn sau một hồi trầm mặc hàn lập bỗng hướng về nơi xa trong hư không nhàn nhạt nói thời gian pháp tắc của các hạ thật sự quá lợi hại nhưng không biết các hạ có thể thi triển nó mấy lần. Ta không tin ngươi có thể thi triển loại thần thông nghịch thiên này một cách không hạn chế. Vừa nói xong, sáu tay của hắn lại một lần nữa vung lên, vô số quyền ảnh màu vàng nhưng gió lốc đánh ra, lập tức chui vào giữa biển đầu lâu rồi nổ tung bên trong. Vô số phù văn màu vàng lại bắt đầu ngưng tụ, hóa thành 10 cái vòng xoáy màu vàng. Sau một tiếng nổ vang, cả 10 vòng xoáy lại bắt đầu chuyển động điên cuồng. Một tiếng hử lạnh vang lên, trong hư không, có hơn 10 phù văn màu đen được bắn ra, chuẩn xác chui vào trong những vòng xoáy kia. Một màn đồng thời xuất hiện, vòng xoáy màu vàng lóe lên, sau đó biến mất một cách quỷ dị. Nhưng Hàn Lập cũng không để ý gì tới chuyện đó, cự viên tiếp tục đánh ra quyền ảnh như vũ bão, những vòng xoáy màu vàng lại tiếp tục hình thành, bắt đầu chuyển động. Tiểu bối, người dám, minh trùng mẫu cuối cùng cũng không nhịn được, hét lên một tiếng chói tai. Phù văn màu đen không bắn ra nữa, tất cả đám đầu lâu rít gào một tiếng sau đó tụ hợp lại một chỗ, hợp thành một bộ khung xương người cao trăm trượng. Bề mặt ngoài của khung xương do đầu lâu xếp thành, bộ xương vặn vẹo uốn éo khiến cho người ngoài nhìn vào đều không tự chủ được mà ra đầu run lên. Dưới lực hút điên cuồng của những vòng xoáy màu vàng, hai tay của khung xương khổng lồ bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Sau khi tinh quang lưu chuyển trên thân, nó lại vững vàng ở vị trí cũ, dường như không bị ảnh hưởng gì từ lực hút. Quỷ dị nhất chính là bộ khung xương này lại phát ra chàng cười quái dị, sau đó trên người xuất hiện cuồng phong, bên trong có vô số phù văn màu xám trắng chuyển động rồi hóa thành một tên mặc cốt giáp óng ánh, tay cầm một cái mâu lớn làm từ xương người. Tên giáp sĩ khổng lồ này có thêm hỗ trợ từ lực lượng của linh vực nên khí thức trên người vô cùng cường đại, dường như không hề thua kém tu sĩ đại thừa chút nào. Trong miệng nó gầm lên giận dữ, cái mâu lớn trong tay hóa thành vô số đoàn ánh sáng màu trắng, lao thẳng vào trong những vòng xoáy. Một tiếng nổ lớn vang lên, vòng xoáy màu vàng phình lên rồi lại co rút lại một cách không ổn định, sau đó đồng thời nổ tung lên. Sau khi đánh một đòn này, cái mâu lại xuất hiện trở lại trong tay bộ xương khổng lồ kia. Nó lại tiếp tục đánh ra thêm một đòn nữa. Lần này, mục tiêu của nó là bảo hoa trong huyền thiên hoa vực. Bảo hoa thấy tình thế này thì sắc mặt trắng bệch, nhưng đang phải chống đỡ cả tòa linh vực nên cũng không thể phân thân được. Nhưng sau khi chứng kiến uy lực của cái mâu khổng lồ kia khi phá vỡ những vòng xoáy, Hàn Lập sao có thể chịu để hắn đạt được mục đích? trong tay cử viên chợt lóe huyền thiên trảm linh kiếm lặng lẽ hiện ra hắn lập tức huy động một kiếm do hơn 10 sợi màu lục hợp thành bổ tới oanh hư không vì một kiếm này mà chấn động lục tuyến và cây mâu bằng xương người đồng quy vô tận cùng tiêu tán trong linh vực nhưng một chiêu này cũng khiến cho pháp lực của hàn lập tiêu hao rất nhiều chỉ sau một khắc thôi mà mặt hắn đã tái xanh lại cánh tay của giáp sĩ xương kia lại vung xuống cây cốt mâu một lần hiện ra hơn nữa khi thức càng mạnh hơn mà tu vi dường như cũng tăng lên ánh sáng đen chấp động trên cây mâu, dường như có chứa cả lực lượng pháp tắc. Hàn Huynh cẩn thận, ta đến giúp Huynh một tay, ngay cả huyền thiên linh vực cũng không có khả năng chính thức nghịch chuyển pháp tắc thiên địa. Ta đoán đây có thể là đòn tấn công cuối cùng của đối phương. Chỉ cần tiếp được đợt tấn công này, linh vực của đối phương cũng không thể nào duy trì thêm nữa. Bảo Hoa sau một chút hoảng sợ thì quát lên một tiếng nhắc nhở. Nàng dứt lời, trên mặt xuất hiện một tia tàn khốc, tay cuốn một cái, một cái đinh màu vàng xuất hiện chính là thổ hoàng đinh. Bảo hoa cầm cái đinh lên, sau đó nhanh như thiểm điện cắm nó lên nhánh cây đang chống đỡ cả hoa linh vực của mình làm cho ánh sáng màu vàng tỏa ra chói mắt. Cây hoa vốn đã tiêu hao gần hết linh lực của bản thân, gần như đã héo rũ, sau khi bị cây đinh găm lên thân thì lại lập tức tản mát ra sinh khí vô cùng lớn, tinh quang lưu chuyển trên cành lá, màu xanh mướt ướt át cũng nhanh chóng khôi phục, mà thể thích của nó cũng đột nhiên tăng non nửa. Chương 2239, thực lực của chi khu. Cây hoa phát sinh dị biến khiến cho Huyền Thiên Hoa vực cũng bị ảnh hưởng. Số lượng cánh hoa trong hoa vực tăng lên gần một nửa. Cánh hoa xoay tròn như múa, từng cánh hoa màu hồng lớn bằng lòng bàn tay, bao bọc bảo vệ mọi người ở bên trong. Hàn Lập đang trong hình dáng con vượn ba đầu sáu tay, bên ngoài có văn trận màu bạc phát ra âm thanh vù vù, hắn hít sâu vào một hơi, một giải ánh sáng năm màu tràn ra, theo sáu cánh tay tràn tới Huyền Thiên Trảm Linh kiếm. Trường kiếm màu xanh lúc này có thêm cả ngân văn bao phủ. Sáng chói cả mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Khi hào quang tắt đi, linh kiếm đã biến thành bộ dạng lớn hơn 10 trượng, ngân văn bên trên lúc phình ra, lúc co lại, nhìn giống như một vật sống vậy. Miệng quát khẽ, Hàn Lập trong bộ dạng con vượn lớn vung kiếm chém một cái, một đạo kiếm khí màu xanh bắn ra xung quanh theo hình vòng cung. Cùng một lúc, bên kia, những tên giáp sĩ xương khẽ cử động cánh tay, cây mâu lớn bằng xương cũng hung hăng đánh tới. Tiếng xé gió nổi lên, trên mũi mâu có một đám khí màu đen hắc mang chấp động khiến cho người ta có cảm giác nó vô cùng sắc bén và nguy hiểm. Mà cốt mâu vừa vung ra, trên người đám giáp sĩ xương kia cũng truyền ra một tràng âm thanh như tiếng pháo nổ, lực lượng trên cơ thể biến mất, cơ thể phình lên rồi nhanh chóng biến thành bột phấn. Sau một khắc, những cây cốt mâu đâm thẳng vào kiếm quang hình cung đang lớn lên ở phía trên. Một tiếng nổ rung trời vang lên, khí đen và ánh sáng màu lục đan vào một chỗ với nhau, lực lượng pháp tắc trong hư không cũng đảo qua đảo lại khiến cho nguyên khí thiên địa cũng theo đó hỗn loạn một phen. Uy lực của một kiếm này hàn lập chém ra là vô cùng lớn, nhưng đối mặt với hắn lại là một kích hợp nhất của hàng trăm tên có tu vi tương đương với đại thừa kỳ, làm sao mà hắn có thể chống đỡ được. Kiếm khí màu xanh chỉ chống đỡ được một chút, sau đó cùng với quá nửa số cốt mâu đồng quy vô tận, đồng thời biến mất. Còn lại hơn 10 cây cốt mâu không bị ảnh hưởng gì, sau một hồi sấm sét vang lên, chúng lập tức biến thành hơn 10 đạo ánh sáng màu đen, điên cuồng chui vào bên trong hoa vực đang xoay tròn. Biến mất hoàn toàn, ánh mắt của bảo hoa ngưng tụ lại, bàn tay ngọc trong tay áo khẽ động, một chút dao động xuất hiện. Lúc này, bên trong hoa vực đang xoay tròn đột một xuất hiện 10 quả cầu ánh sáng màu đen kịt. Những quang cầu màu đen này vừa xuất hiện đã dung hợp lại với nhau, lập tức làm cho hư không bên trong hoa vực bị nhuộm thành một màu đen như mực, sau đó cả hai đồng thời biến mất. Linh vực của Minh Trùng mẫu vốn bao phủ toàn bộ chốn này dường như cũng tiêu hao hết mọi uy năng nên dần biến mất để lộ ra cảnh vật của đáy vực sâu dưới biển này. Hai quả cầu, một xanh, một vàng từ trong nước biển lóe sáng lên, tản mát ra lực lượng pháp tắc, bên trong là bảo hoa, hàn lập và giải đạo nhân. Bảo hoa và hàn lập, một người một tay đang cầm một cái đinh cổ đã dì xét, một người tay cầm kiếm, mặt không có biểu tình gì. Một kích va chạm vừa rồi, cả hai người được sự bảo vệ của huyền thiên chi bảo nên được bình an vô sự, nhưng huyền thiên hoa vực thì đã bị phá hủy hoàn toàn rồi. Về phần giải đạo nhân đã sớm khôi phục lại hình người từ bao giờ, lúc này đang đứng ngay bên cạnh Hàn Lập, lực lượng của lôi điện vẫn còn chớp động ở xung quanh người, còn cái mạng lưới trên không trung thì đã biến mất từ bao giờ. Không rõ là cái mạng lưới đó bị trùng kích bởi một cú va chạm vừa rồi mà tán đi hay do giải đạo nhân thi triển thủ đoạn huyền diệu gì hóa giải nữa. Ở một chỗ cao đối diện với ba người, thân hình khổng lồ của Minh Trùng Mẫu vẫn vững vàng, lơ lửng trong nước, nhưng hai mắt lại có kim quang chấp động, nhìn chầm chầm vào ba người, lộ ra một tia dị sắc. Không nghĩ tới ba người mà có tới hai kiện huyền thiên chi bảo, lại còn hiểu một chút về huyền thiên linh vực. Khó trách hai cố hóa thân khi trước của ta không thể làm đối thủ của các người. Tên ngụy Tiên bảo kia không nói, hai người các ngươi chắc cũng phải là những nhân vật xuất chúng của hạ giới A. Minh Trùng mẫu chậm rãi nói, trong âm sắc và trên mặt không giấu nổi một tia ngưng trọng. Được các hạ tán thưởng, thiếp thân đây được yêu ái mà sợ rồi. Nếu không phải do nguyên khí của các hạ chưa khôi phục, huyền thiên chi vực vừa rồi không phát huy được hết huy lực, sợ rằng dù có huyền thiên chi vật trong tay, chúng ta cũng không thể phá vỡ được linh vực của các hạ. Xem ra do bị ép tỉnh lại nên tu vi của các hạ cũng không còn được bao nhiêu. Bảo Hoa thở khẽ một hơi, hàn quang trong mắt chợt lóe lên, nói. a à, nghe ý tứ của nhà đầu ngươi thì hình như ngươi đã cho rằng mình chiếm thượng phong trong lần giao đấu vừa rồi. Minh trùng mấu cười khanh khách, nhõng nhẽo nói, trên mặt lại biểu lộ ra vẻ khinh thường không hề che giấu. Vừa rồi có chiếm được thượng phong hay không ta không biết, nhưng hiện tại đạo hữu không thể thi triển ra thần thông gì nữa là điều chắc chắn. Sau khi trầm mặc một chút, Bảo Hoa nói tiếp, lời này của ngươi là có ý gì, cái gì, đây là vật gì, Minh trùng mẫu biểu môi, nhưng sau đó sắc mặt khẽ biến, chân trái nâng lên, kinh hãi hỏi. Chỉ thấy ở trên chân trước của ả, à, không biết từ khi nào đã có một cái châm nhỏ màu vàng nhạt, quá nửa đầu châm đã chui vào trong chân, trên thân châm còn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt đầy nhu hòa. Bảo Hoa cười một cách quỷ dị, cầm thổ hoàng đinh trong tay lên, hướng về phía đối diện, khẽ lắc lắc. Ánh sáng màu vàng trên đinh lóe lên. Sau khi Bảo Hoa lấy ra thổ hoàng đinh, cây châm nhỏ trên chân trước của Minh trùng mẫu lập tức biến thành một cây đinh dài hơn một thước, trên thân tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, một cỗ lực lượng pháp tắc tỏa ra, vô số phù văn màu vàng cũng theo đó tuôn ra. Một màn kinh người xuất hiện, giữa vô số phù văn đang dao động con trùng vốn lớn như một quả núi, dưới ảnh hưởng của lực lượng pháp tắc đã thu nhỏ chỉ còn mấy trượng mà thôi. Huyền Thiên Chi Vật, các ngươi vẫn còn một kiện Huyền Thiên Chi Bảo, lại dám động tay động chân lên người bổn tỏa Ta nhớ ra rồi, vừa rồi lúc thiên địa pháp tắc va chạm, ta có cảm thấy một chút không ổn. Hóa ra khi đó người vụng trộm ám toán ta. Minh trùng mẫu dù trời sinh có tính độc ác nhưng dưới tình cảnh này cũng phải lắp bắp kinh hãi. Ả à vội thúc giục pháp lực nhưng lại phát hiện ra quá nửa pháp lực trong cơ thể không sao điều động được, sắc mặt càng trở nên âm trầm đáng sợ. Hắc hắc, kiện huyền thiên tri bảo thứ ba sao, lời này của các hạ sai rồi, thổ hoàng đinh này vốn có một cặp, cả hai chúng nó hợp lại mới phát huy đầu đủ uy năng được. Bảo hoa trầm ngâm nói, sau đó cổ tay run lên, cây đinh trong tay lập tức bắn đi, hóa thành một đạo ánh sáng lóe lên như chớp. Sau một khắc, trên đỉnh đầu của minh trùng mẫu khẽ chấn động, ánh sáng màu vàng xuất hiện, chiếc thổ hoàng đinh thứ hai như một ảo ảnh lập tức bắn xuống. Minh trùn mẫu mặc dù thần thông quảng đại nhưng nếu bị cả hai chiếc thổ hoàng đinh cùng chế trụ, chỉ sợ một tia pháp lực cũng không thể điều động. Đối với công kích bất ngờ của bảo hoa, Minh trùng mẫu chỉ hừ lạnh một tiếng, chân trước trở nên mơ hồ. Một tiếng phanh vang lên, cây thổ hoàng đinh bị đánh bay, không có cách nào tiếp cận được Minh trùng mẫu nữa. Tiếng xé gió lại vang lên, một cánh tay do chân trước biến ảo dơ ra, bắt lấy cây đinh màu vàng vào trong tay, nhẹ nhàng đem nó thu lại. Ta đang tự hỏi tại sao huyền thiên chi bảo của ngươi lại có uy lực nhỏ như vậy, hóa ra vốn có một đôi. Vừa vặn lúc này bổn tỏa thiếu một ít pháp bảo hộ thân, đôi thổ hoàng đinh này hay là để ta sử dụng một chút đi. Minh trùng mẫu đánh giá cây đinh cổ đang dẫy dụa trong tay một chút, trong mắt tràn đầy vẻ nhạo báng, nhưng trong lời nói cũng không giấu nổi vẻ hoang mang. Không thể nào, chân ngươi đã bị khóa chặt, tại sao còn có thể làm chuyện này? bảo hoa nhìn chòng chọc vào minh trùng mẫu ở phía đối diện cứng cả họng không dám tin vào hai mắt mình nữa ngay từ ban đầu nàng giấu đi cây thổ hoàng đinh thứ hai nghĩ rằng có thể đánh ra chiêu cuối cùng đánh chết đối phương nhưng không ngờ một phen bày mưu tính kế lại biến thành thế này điều này làm cho lòng nàng trùng xuống không còn một tia tin tưởng nào chiến thắng đối phương nữa mà hàn lập ở một bên thấy minh trùng mẫu không hề hấn gì đánh bay thổ hoàng đinh thì lông mày khẽ trao lại trên mặt cũng xuất hiện vẻ giật mình cũng coi như các người vận khí không tốt, nếu đụng phải ta sớm thêm vài trăm năm thì một chiêu vừa rồi có thể đã thành công. Nhưng hiện tại ư, hắc hắc, dù là toàn thân ta không có một tia pháp lực nào, nhưng muốn giết ba người các ngươi cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Minh trùng mẫu một tay nắm chặt chiếc đinh cổ đang không ngừng vặn vẹo, lười biếng nói ra một câu, khí tức khủng bố trên người sớm đã biến mất không còn, nhưng thay vào đó là một uy thế vô hình bao trùm lên bọn người hàn lập, bảo hoa ở phía xa, làm cho cả ba cũng không dám tùy tiện ra tay mỗi một lời nói ra, rơi vào trong tai bảo hoa càng làm cho sắc mặt nàng tái đi một phần, bộ dáng cũng có thêm chút trần trừ. Đạo hữu tự tin như vậy, chẳng lẽ là tụ tin vào thân thể cường hoành của mình sao? Ánh sáng trong mắt hàn lập lóe lên, nhàn nhạt hỏi một câu. Người có vẻ hiểu chuyện đấy, rốt cục cũng nhìn ra điểm này. Người cho rằng bổn tọa chịu bị nhốt ở đây chỉ là đợi khôi phục tu vi, phá tan phòng ấn thôi sao? Ha ha, nói thật cho các người biết, từ hơn 10 vạn năm trước, ta đã sớm làm được chuyện này rồi. Sở dĩ ta tình nguyện bị giam giữ ở đây mà không thèm ra ngoài, chỉ là muốn mượn lực lượng huyền diệu của thượng cổ phong ấn này để luyện chế ra ngọc cốt chân khu, rồi luyện tiếp thành chân cực chi khu. Hôm nay chân khu đã thành, ta đứng tại chỗ cho các ngươi dùng mọi thủ đoạn để công kích cũng không thể làm thân thể ta tổn thương chút nào. Có chân cực chi khu này, bổn tỏa có thể tung hoành các giới, duy ngã độc tôn rồi. Minh trùng mẫu cười vang một hồi, đắc ý giải thích. Lời vừa dứt, cả bốn chân của minh trùng mẫu khua lên không trung một cái sau một hồi thanh âm nổi lên vô số điểm màu trắng xuất hiện sau đó những khe nhỏ màu đen xuất hiện từ trong những cái khe đó xuất hiện lực hút đem hết đám phủ văn màu vàng cùng lực lượng pháp tác đang bao phủ trên người hút vào sau một lúc tất cả các khe hở lại khép lại như ban đầu mà sau đó một khắc bàn tay của con sâu lớn có cái đầu hình người khẽ vỗ về phía trước một cái liền đem cây đinh trong chân nhổ ra không có khả năng này được Thổ Hoàng Đinh đã sớm bị ta tế luyện qua vô số năm tháng, làm sao lại có thể bị hắn rút ra dễ dàng như vậy được. Mặt bảo hoa lúc này đã sám như cho, lẩm bẩm tự hỏi. chương 2240, Huyền Tiên, Hàn Lập vừa nghe qua câu nói này tức thời đồng tử hơi có rút lại, nhưng ngược lại trên mặt hắn lại không thất sắc quá mức giống như bảo hoa. Giải đạo nhân vốn luôn trầm mặc không nói tiếng nào bỗng nhiên mở miệng, và với những gì gã thốt ra nhất thời khiến cho nội tâm của Hàn Lập khẽ động. Chân cực chi khu, không phải chỉ có huyền tiên mới có được chân cực chi khu sao. Giải đạo nhân bình tĩnh nói ra, ô, ngươi chỉ là một cỗ ngụy tiên bảo vệ mà cũng biết được chân cực chi khu của ta, phỏng trừng chủ nhân ban đầu của ngươi hẳn là người trong tiên giới rồi minh trùng mẫu vừa nghe câu nói đó hơi bất ngờ liền liếc xéo qua giải đạo nhân mà lên tiếng. Hàn lập nhướng mày rồi hỏi thẳng, huyền tiên là gì? Không lẽ là một cấp bậc tiên nhân của tiên giới à? Huyền tiên cũng không chính thức xem như một tiên nhân cấp cao được, mà đó là một hiện hữu khác biệt trong tiên giới. Bình thường bọn họ không tu luyện chân nguyên tiên lực, chỉ điên cuồng rèn luyện nhục thân mà thôi, rõ ràng đường lối tu tiên của bọn họ rất khác biệt so với những tiên nhân bình thường, mặc khác họ đều bị những tiên nhân khác gọi là luyện tiên, nếu so sánh về thần thông và thực lực với những tiên nhân đồng cấp thì thật sự bọn họ mạnh hơn rất nhiều. Riêng chân cực chi khu hầu như là một trong những tiêu chí của huyền tiên. Tuy nhiên đối với những người đi theo con đường huyền tiên này, rõ ràng lúc còn là tiên nhân cấp thấp thì hầu như lợi hại vô cùng, nhưng sau này khi tiến vào cảnh giới tiên nhân chung, cao cấp sẽ gặp hết sức khó khăn trong quá trình tu luyện, nên rất ít người có thể tu luyện đến cảnh giới cực cao. Vì thế tuy huyền tiên có tiếng tăm rất lớn ở tiên giới, nhưng trên thực tế số người chấp nhận chọn con đường này để tu tiên lại rất hiếm hoi, ngay tại tiên giới cũng khó gặp được những người này giải đạo nhân nghe hỏi bèn trả lời một cách ngây ngô. Luyện tiên à, nghe qua thì dường như hơi giống với lực sĩ của nhân tộc chúng ta, nhưng dù là không phải tiên nhân cấp cao đi nữa, nhưng đạo hữu có nghĩ rằng chúng ta có thể xuất lực đánh thêm một trận với đối phương hay không? Còn thần thông chính thức của ta thì có lẽ đạo hữu cũng biết được đôi chút mà thần sắc của Hàn Lập âm trầm lạ thường, bỗng nhiên lỗ tai hắn nhận được chút dao động, tức khác trong mắt chợt lóe lên một tia sáng rồi cười cười hỏi lại. Nếu có thể khóa được chân nguyên của ả à này, lại khiến cho ả à không cách nào vận dụng được pháp lực mà chỉ dùng tới nhục thân để đối kháng mà thôi, lúc đó với bản lãnh của đạo hữu có thể có được ba phần cơ hội, Đương nhiên ta phán đoán sự tình chỉ dựa trên minh trùng mẫu vừa mới tu thành chân cực chi khu không bao lâu mà thôi, vẫn còn chưa chắc chắn lắm tia sáng trong mắt của giải đạo nhân sau một hồi lưu truyền, rồi trầm mặc thêm một lúc nữa mới hạ giọng nói ra. Bảo Hoa, đạo hữu đã nghe đấy. Nếu như dốc sức liệu mạng đánh một trận thì chúng ta có ba phần cơ hội chiến thắng, còn không muốn tận lực thì cũng chỉ có thể tách riêng ra chạy trốn mà thôi. Đừng hy vọng rằng con sâu hung ác này lại ban cho chúng ta một con ngựa để tiến khách, hầu như không có khả năng xảy ra đâu tối thiểu một trong hai chúng ta sẽ có một người ngã xuống tại đây vừa rồi ta đã dùng bí thuật để dò xét qua một lần tại đáy vực sâu này dường như đã bị một lực lượng nào đó bao phủ rồi trên cơ bản hiệu quả của phượng linh bản kia không cách nào vận dụng được thậm chí ta cũng đã âm thầm thử qua vài loại bí thuật hầu như cũng không có cách nào xé rách hư không để trực tiếp bỏ chạy đi lúc này hàn lập thở dài một hơi rồi quay đầu nói với bảo hoa minh trùng mẫu nghe qua lời trao đổi giữa hàn lập và giải đạo nhân chỉ cười khỉnh vài tiếng rồi đứng nguyên tại chỗ dùng đôi bàn tay hình người trà sát liên tục hai cây thổ hoàng đinh, làm cho vẻ ngoài sáng bóng dần dần bị mờ đi, dường như không hề quan tâm đến cuộc trao đổi giữa bọn hắn mà trước hết chỉ tập trung thu phục cặp huyền thiên chi bảo trong tay. Ta hiểu, nếu đã như vậy cũng chỉ còn cách ra tay đánh cược một lần thôi. Mặc dù ta có cách giúp người một tay, nhưng nhất định phải nhờ tới giải huynh hỗ trợ thêm mới được. Hơn nữa một khi thi triển ra thì hai người chúng ta đều không thể rảnh tay phụ đạo hữu thêm điều gì nữa bảo hoa thoáng do dự chốc lát mới cắn răng bảo, ha ha như vậy đủ rồi thôi đừng nói lời thừa thải nữa hãy ra tay đi chẳng lẽ đợi đến lúc hà thu phục được cặp bảo vật rồi đạo hữu mới động thủ hà nét mặt của hàn lập hiện ra tia kỳ dị sau đó thản nhiên nói ra được giải huynh đạo hữu cho ta mượn dùng toàn bộ pháp lực một chút đi bảo hoa cũng là người hết sức dứt khoát lập tức trên mặt thấp thoáng hiện lên một tia đỏ hồng rồi mới hô lớn với giải đạo nhân một tiếng giải đạo nhân vốn đã được hàn lập truyền âm phân phó trước rồi vì thế sau khi nghe được liền không chút do dự bấm niệm pháp quyết, tức khắc thân hình khẽ nhoáng lên một phát rồi quỷ dị xuất hiện sau lưng bảo hoa. Sau khi nghe một tiếng sét từ trên người gã, thoáng xuất hiện vô số tia trắng bạc thô kịch lượn lờ xung quanh, đồng đôi bàn tay tựa như mơ hồ di chuyển, cuối cùng đã đặt song song lên bờ vai của bảo hoa. Bất chợt tiếng ầm đùng nổi lên, những luồng lôi quang trên người giải đạo nhân bỗng hóa thành từng con rắn bạc nhỏ nhắn tuôn vào bên trong cơ thể của bảo hoa. Bảo hoa cảm nhận được hai đầu vai dần nóng lên, Tức thời hai luồng linh lực như tràng giang đại hải cuồn cuộn tuôn vào cơ thể, lúc này pháp lực bên trong cơ thể vốn đã bị khô kiệt thoáng chốc đã dồi dào trở lại. Thậm chí khuôn mặt tái nhợt của nàng cũng trong nháy mắt trở nên hồng hào tươi tắn như trước. Đương nhiên Bảo Hoa hiểu rõ một điều, loại pháp lực được rót từ bên ngoài vào thế này chắc chắn sẽ không thể nào ở lại bên trong cơ thể được lâu, chỉ một lát nữa thôi nó sẽ trực tiếp tỏa ra ngoài cơ thể rồi tiêu tan trong hư không. Tuy nhiên dù chỉ có hiệu quả trong chốc lát, cũng đủ cho nàng thi triển một đòn sát thủ mà đáng lý ra nàng cũng không muốn dùng tới nó. Khi nàng dùng đến pháp thuật này sẽ phải trả một giá rất lớn, chẳng những cảnh giới hiện tại tiếp tục trở nên bất ổn, mà rất có khả năng tu vị sẽ tụt xuống dưới mức đại thừa, chưa kể còn đắc tội với vị chủ nhân chân chính của thổ hoàng đinh kia nữa. Năm xưa nàng thật vất vả mới kết giao được với người đó, nói không chừng do lần này mà mối giao tình đó sẽ tan tành mây khói. Bảo Hoa vừa nghĩ tới đây thì trong thâm tâm lại không dằn được mà thở dài một hơi có ai nghĩ tới minh trùng mẫu thật sự đáng sợ đến như thế lại tu luyện thành thần thông của tiên nhân nữa chứ mà không phải xem kỹ minh trùng mẫu này mới được rốt cuộc đối phương có phải vẫn là hung thủ hủy diệt mấy giới diện hay không dường như sự tình có điều gì đó còn mơ hồ lắm dù sao thì nàng và hàn lập cũng đều chẳng phải kẻ ngốc nên đã sớm nhìn ra chỗ khả nghi của minh trùng mẫu này rồi nhưng tính tới thời điểm hiện tại cho dù bọn họ có biết gì đi nữa nhưng cũng hơi sức đâu mà đi thắc mắc mấy chuyện này dù sao bây giờ đối phương đang ở trước mặt bọn họ đây cũng không ngại ngùng mà tiết lộ ra nhiều bí mật đương nhiên ả à, tuyệt đối sẽ không thả cho bọn họ bình yên rời khỏi nơi này cho nên chỉ còn cách gắng sức đánh một trận liều mạng vậy việc này xem như gặp phải trung phó xa cung tên đã kéo lên nên không thể không bắn bảo hoa nghĩ như thế bèn nhếch miệng cười khổ đồng thời động tác trên tay cũng không chậm chạp chút nào một tay nàng chạm nhẹ nhàng vào một pháp ấn cổ xưa nào đó lập tức bên ngoài rực rỡ hẳn lên có vô số phản văn năm màu từ bên trong pháp ấn đó tuôn ra, rồi từng vòng ánh sáng lập lòe đan vào nhau, trong thoáng chốc đã biến ảo thành 13 tầng vòng ánh sáng xinh đẹp. Lúc này bản thân bảo hoa đang đứng giữa những vòng ánh sáng này, bộ dáng nàng đang cúi đầu tựa như rất phục tùng, làm hơi thở đượm mùi đàn hương khẽ lan ra từ miệng nàng, nhất thời nghe được rõ ràng từng đợt phản âm lạ thường. Giai điệu âm nhạc này tựa như đến từ trời cao bỗng chốc dần dần truyền ra xung quanh, đồng thời xuất hiện một sợi dây dài phủ từ trên đầu xuống hông cách đó ba thước, thoáng chốc từ dưới gốc kéo lên trên bị gãy ra từng đoạn một, luồng ngân quang trên hai chân mày chợt lóe lên. Tức thời từ dưới ra nhô ra một quả màu bạc mờ nhạt. Trong nháy mắt khí tức trên người nàng biến hóa cực lớn, tức thời xuất hiện một hóa thân nữ tu sĩ trẻ tuổi xinh xắn nhưng có khí tức lạnh lùng, từ trên người nàng phát ra một luồng khí tức thần thánh mà không thể xâm phạm được. Phạm âm từ trên người nữ tu sĩ này phát ra càng ngày càng lớn, khi nàng ngẩng đầu làm tôn lên dáng vẻ thanh nhã, từ trong thân hình nàng bỗng nghe phốc một tiếng lập tức tỏa ra mùi hương hoa nồng nàn, sau đó từ trong cơ thể trộn rộn sinh trưởng ra một cành cây dài tua tuổi những đóa hoa hồng phấn. Hiện tại nàng đang đứng bên trong những vòng ánh sáng, còn hóa thân biến thành một cây hoa thụ trông rất sống động, từ xa nhìn lại thật sự thấy vô cùng quỷ dị. Bỗng nhiên bảo hoa nâng lên một cành cây chứa đầy hoa, rồi hơi hợt điểm về phía minh trùng mẫu một phát. Sau khi trên mặt hiện ra một tia cười nhẹ thì tức khắc toàn bộ những đóa hoa to trên người đều bị héo khô tàn úa mà hóa thân của bảo hoa chợt phát ra tiếng ửng ực, cả người như bức tượng gỗ điêu khắc thoáng chốc rơi xuống phía dưới, rồi trực tiếp rớt vào nơi sâu thẳm nào đó trong vực sâu này mà không còn thấy bóng dáng đâu nữa. 13 tầng vòng sáng xung quanh bảo hoa dường như không chờ thêm được nữa, rốt cuộc chúng mãn nguyện hóa thành một đoàn ánh sáng lưu ly li rồi vỡ vụn ra từng mảnh. Còn xung quanh giải đạo nhân lúc này nghe một tiếng nổ vang, tức thì quầng điện quang trên người không còn lại chút nào, riêng bản thân nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại bắt đầu điều tức lúc này mới có thể phát hiện ra, vừa rồi tựa như trong khoảng thời gian cực ngắn nhưng khiến cho giải đạo nhân vốn là ngụy tiên bảo lại hầu như tiêu hao hết toàn bộ năng lượng có sản. Trong chốc lát khí tức trên người trở nên lúc có lúc không, bất cứ khi nào cũng có nguy cơ bị tiêu tan hết sạch. Bảo hoa sau khi dùng toàn lực điểm ra một ngón tay, kẻ đối diện chính là minh trùng mẫu vốn đang cố gắp áp chế thổ hoàng đinh trong tay bỗng nhiên giật mình cảnh giác. Lúc này hai cây thổ hoàng đinh đang bị hắn kềm chế dữ dội trong tay đột nhiên bừng lên ánh hào quang chói mắt, kế tiếp vô số phù văn bảy màu phóng ra ngoài, rồi có hai sợi xích lửa tuần tự bắn ra. Hai sợi xích lửa này vừa lúc cuốn phăng đôi bàn tay của ả, trong thoáng chốc đã biến thành cho tàn. Hai cây thổ hoàng đinh vừa được tự do tức khắc xít lên một âm thanh bén nhọn, rồi đồng thời biến thành hai con rắn dài bảy màu, chúng xông thẳng đến thân hình minh trùng mẫu nhanh tựa tia chớp. Từ trong miệng minh trùng mẫu phát ra một tiếng kêu nhẹ ồ, lập tức đôi bàn tay vốn đã bị hóa thành đám cho tàn bỗng chốc chấp động một cái liền biến ảo nằm ngay ngắn trở lại trên cánh tay. Rồi không thể ngờ tới, bất chợt cánh tay đó vung chảo xuống bên dưới mà không chút chậm trễ, mục đích muốn cướp lại hai cây thổ hoàng đinh kia. Chợt vang lên hai tiếng, phốc phốc, bỗng nhiên hai cây thổ hoàng đinh mơ hồ nhoáng lên tựa như đôi bàn tay ngăn cản nọ không ảnh hưởng gì tới chúng, mà hư ảnh tựa như trực tiếp xuyên thủng qua, chỉ thấy chớp lóe lên đã chui thẳng vào trong thân hình của Minh trùng mẫu. Trên mặt Minh trùng mẫu lộ vẻ cả kinh, à vội vàng khoát tay qua một lượt ngay chỗ mới vừa bị xuyên thấu thế nhưng bên ngoài vẫn không phát hiện chút thương tổn nào cả sau đó sắc mặt trở nên thâm trầm rồi thám tra qua hình hình bên trong cơ thể nhất thời trên khuôn mặt ả thoáng hiện lên nét dư tợn bởi vì lúc này trong cơ thể ả xuất hiện khối tinh hạch đen như mực thì ra hai cây thổ hoàng đinh đã bất ngờ biến thành hai khối óng ánh dài gần một tấc chúng bám chặt lên mặt trên hơn nữa còn có từng tầng sợi tơ màu vàng chằng chịt bao bọc xung quanh khiến cho không thể điều động được chút pháp lực nào được được lắm ta thật không ngờ tới các ngươi lại có bản lĩnh trực tiếp thúc dục lực bổn nguyên của hai kiện Huyền Thiên chi bảo này. Nếu làm như thế, tuy rằng có thể trong nhất thời làm tăng uy lực lên rất nhiều, nhưng sau này muốn khôi phục trở lại tình trạng ban đầu thì ít nhất phải cần tới mười mấy vạn năm, thật xa vời. Dù gì các ngươi đã dám làm ra chuyện này thì lại càng chọc giận bổn tọa. Kế tiếp ta sẽ xé nát từng tấc một toàn bộ bọn ngươi, rồi luyện hóa nguyên thần các ngươi thành đám khôi lỗi để sai bảo, chọn tiếp không được siêu sinh trên khuôn mặt của Ả à Minh trùng mấu hiện ra vẻ tàn khốc. Ả à hét lớn một tiếng rồi đột nhiên nhấc chân trước vẽ lên hư không ở phía trước mặt. Chợt vang lên một đạo phá không, tức thời một đạo sương mù quét đến nhanh hơn cả tiếng hét, sau một khắc chấp động lập tức xuất hiện ngay trước mặt giải đạo nhân, có lẽ ả à muốn chém gã đang ngồi xếp bằng kia ra thành hai mảnh thì phải. chương 2.241 Kiên cường chiến đấu Một tiếng phành kỳ quái vang lên, nắm đấm màu vàng rực mạnh mẽ đập đến làm những lưỡi đao khí trắng xóa tan nát tả tơi. Lúc này thân hình con vượn khổng lồ do Hàn Lập biến thành đã bất ngờ chắn trước mặt của giải đạo nhân rồi chậm rãi thu lại nắm đấm vừa mới đánh ra. Minh trùng mẫu vừa thấy cảnh này thì trong lòng chợt thấy nao nao. Những lưỡi đao khí vừa rồi nhìn thì có vẻ tầm thường, nhưng thực tế là nó được một loại lực lượng vô hình rất lớn ngưng tụ thành. Đừng nói là các loại bảo vật cao cấp, đến ngay cả linh bảo bình thường cũng không thể làm gì được. Vậy mà ta lại coi thường ngươi, không ngờ xương thịt của ngươi lại mạnh mẽ đến vậy, ta nhớ ra rồi trong lũ bị ta sử dụng pháp thuật giam lại kia có một tên đại thừa sau khi thi triển thần thông biến thân cũng có chút hao hao với ngươi có phải các ngươi cùng luyện một loại công pháp không minh trùng mẫu vừa nói vừa chớp chớp nghi mắt lóng lánh lạnh ngắt như băng nó chẳng thèm để ý đến giải đạo nhân hay bảo hoa mà dồn tất cả tâm trí vào hàn lập ở trước mặt a à, người mà người nhắc đến chắc là niết bàn thánh tổ phạm thánh chân ma công của ta tuy hơi khác biệt nhưng cả hai đều có mối quan hệ sâu xa với nhau Mặt khác ta cũng không ngại nói cho các hạ một lời thật lòng, tuy ta có vô số bảo vật cũng như thuần thục rất nhiều các loại thần thông nhưng quan trọng nhất có trang chính là thân thể này thôi. Hàn lập lạnh nhạt trả lời vài câu thế rồi đột nhiên sáu cánh tay của con vượn đồng loạt bấm niệm thần chú. Hào quang vàng rực sáng lên khắp toàn thân, trên thân bắt đầu mọc ra những tấm vảy màu tím vàng, tiếp theo đó là vô số các loại linh văn màu bạc tràn ra múa lượn chi chít quanh mình. Trong phút chốc, sau lưng của con vượn trợt hiện lên các loại ảo ảnh rất lớn của kim long thải phượng lôi bằng thanh loan rồi lóe lên nhập thẳng vào trong tấm thân khổng lồ vàng rực cơ thể của con vượn điên cuồng căng ra dưới vô số những ký hiệu màu bạc đang lượn lờ thân thể của nó trông giống như một pho tượng của quỷ thần cao đến hàng ngàn trượng mà trên lớp da của nó cứ mỗi tấm vảy kết hợp với các linh văn màu bạc ngưng tụ thành một bộ chiến giáp vàng óng tinh xảo như được khảm vào cơ thể vậy chiến giám bao bọc kín lấy toàn thân rồi tỏa ra một cỗ sát khí cực kỳ kinh khủng làm cho người ta phải khiếp sợ đồng thời sâu bên trong cơ thể hắn có một người tí hon giống hệt như hàn lập đang khoanh chân ngồi niệm thần chú sắc mặt nghiêm nghị bên ngoài thân thể của đứa bé tí hon này có một tầng lửa bạc hừng hực bao phủ thỉnh thoảng còn trào ra cỗ khí thực mạnh không lường được vậy mà nguyên anh của hàn lập lại liều lĩnh vận dụng đến chân nguyên hỏa làm như thế này cũng chính là cách giúp cho pháp lực cũng như thân thể của mình được gia tăng mạnh mẽ nhưng chắc chắn về sau này sẽ để lại hậu họa khôn lường hơn nữa phương pháp này cũng không thể vận dụng lâu được minh trùng mẫu thấy được tình hình này khuôn mặt trên cái đầu ở giữa của nó trở nên méo mó niết bàn thánh thể của ma tộc không phải hình như không chỉ vậy a à, đây đây là bách mạch luyện bảo quyết làm sao ngươi lại có bí thuật của bách tạo sơn ở tiên giới a à, hiểu rồi người lấy được phương pháp tu luyện này từ tay tên Bách Tạo Sơn năm đó phản bội xuống hạ giới. Ha ha, cứ cho là vậy đi, mà ngươi không có chân tiên ở Bách Tạo Tông chỉ dạy thì chỉ có thể hiểu được một ít mà thôi, ngươi cho rằng như thế là đủ đối kháng được với ta sao? Đầu tiên con sâu này kinh ngạc thốt lên vài tiếng, sau đó con mắt nó đảo đảo vài lượt rồi chấn định trở lại, cuối cùng nó còn tỏ vẻ khinh miệt nhạo báng. Ngay sau đó trên thân hình trắng như ngọc của con sâu chúa hiện lên rất nhiều các loại ký hiệu cả vàng lẫn bạc, tiếp đó nó lớn phổng lên. Trong nháy mắt, nó đã to không thua kém chút nào so với con vượn khổng lồ. Hai con quái vật khổng lồ đứng một phải một trái như chia đôi vực biển này ra làm hai nửa, chúng con liên tục tỏa ra khí tức cực kỳ khủng khiếp. Thật vậy sao, có đối kháng được với chân cực khu của các hạ hay không thì hàn mỗ phải thử một lần mới biết được. Hàn lập hư lạnh, ba cái đầu chợt lóe lên hào quang chói mắt dưới một tầng giáp màu bạc bao trùm chỉ lộ ra sau con mắt to vĩ đại đang lóe sáng lạnh lẽo ba cái đầu của con vượn đồng loạt giống to từ trong cơ thể bay ra ba khối cầu sáng có màu sắc khác nhau nhìn kỹ lại thì ra đây chính là ba ngọn núi nhỏ nhắn rất sống động ba ngọn núi nhỏ xíu vừa xoay chuyển đã phát ra tiếng nổ oành đinh tai nhức óc cả ba liền lập tức hợp lại với nhau tạo thành một khối cầu sáng mờ mờ khổng lồ bàn tay vàng rực của con vượn đỡ lấy khối cầu rồi bắt đầu nhào nặn chỉ thoáng sau, khối cầu đã biến thành một cây côn màu đen lớn như một cái trụ chống trời. Cây côn này thô ráp vô cùng, trên bề mặt của nó được trải đầy chi chít những linh văn năm màu tỏa ra muôn ngàn tia sáng. Thoạt nhìn nó có vẻ nặng nề vô cùng, cáng tay của con vượn bắt lấy cây côn đen, sáu ánh mắt sắc nhọn như dao của nó nhìn về phía con sâu ở trước mặt. Đột nhiên cả sáu cánh tay múa lên, rồi hóa thành một trận lốc xoáy cuốn đến. Ngọn côn chưa đánh đến mà hư không đã vang lên tiếng rít chói tai. Toàn bộ không gian phía trước chợt hiện lên vô số viết sách nhập nhằng màu bạc, tiếp đó là một cỗ áp lực vô hình như gió hùng hổ áp xuống. Nếu chỉ đơn thuần là biến thân thứ ba trong niết bàn thánh thể như lúc nãy đã làm cho thân thể của Hàn Lập cứng rắn đến độ có thể sánh ngang với các loài chân linh mạnh mẽ. Vậy mà lúc này hắn còn vận dụng đến cả chân nguyên hỏa khiến cho lực lượng của hắn lúc này có thể xẻ trời san đất. Vì vậy mà một côn nhẹ nhàng của hắn đã làm cho bầu trời bị xẻ ra thành một cái khe thật lớn. Con sâu chúa ở phía dưới thấy vậy liền nhíu chặt hai mi mắt. Nó không thèm để ý đến áp lực trên không trung đang đè xuống mỗi lúc một gần mà ngược lại còn bắt chéo hai cái chân trước đen thui rồi đưa lên cao trực tiếp đón lấy ngọn côn như một cái trụ trống trời đang phang xuống. Oanh, một tiếng nổ vang rền như trời sụp, từ chỗ va chạm bỗng tràn ra một làn sáng bảy màu chói mắt. Toàn bộ đáy biển sâu chấn động, từ giữa trung tâm trận va chạm bắt đầu lan ra thành một vòng hồng thuy khổng lồ điên cuồng quyết về khắp nơi nhưng thân hình của cả con vượn khổng lồ và con sâu đều chỉ hơi chấn động sau đó lại đứng vững chãi như núi đá mà sau khi làn sáng trói mắt trên bầu trời tan đi lúc này người ta có thể nhìn thấy rõ ràng là cây côn khổng lồ đang chạm với hai chân trước đen thui của con sâu cả ba đang không ngừng đè áp lẫn nhau nhưng tất cả bọn chúng đều không thể nào hạ xuống thêm cũng chẳng thể nào tác rời nhau ra một chiêu vừa rồi vậy mà lại ngang ngửa với nhau trong lòng hàn lập chờ thấy phát hoảng tuy vậy con vượn vẫn gầm lên giận dữ sáu cánh tay đồng thời múa lên cây côn to lớn trong tay hắn nhòa đi tiếp đó nó đã hóa thành vô số bóng ảo ảnh rồi từ bốn phương tám hướng điên cuồng cuốn đến đối phương minh trùng mẫu vẫn một mực giữ vẻ mặt âm trầm không buông tiếng nào hai chân trước của nó cũng mở đi làm giấy lên vô số tiếng xé gió khắp quanh mình rồi tràn ra bốn phía tiếp đó ở mọi chỗ trong hư không gần nó bắt đầu xuất hiện vô số các ảo ảnh lờ mờ của hai chân trước Vậy mà cả hai chẳng đụng đến chút pháp lực nào mà dùng chính thân thể mạnh mẽ của mình đối chiến với nhau. Những tiếng ầm ầm kèm lẫn vô số âm thanh véo véo nổi lên dồn dập. Từng cơn lốc tràn ra từ dưới là nước làm không gian giấy lên từng trận nhộn nhạo, kéo theo đó là rất nhiều vệt sách màu bạc bạc bất chợt hiện ra giữa hư không. Dưới mặt nước lúc này là một cơn sóng khổng lồ tràn lên đến tận trời cao. Dưới trận đấu của hai con quái vật khổng lồ, toàn bộ vùng biển sâu bị biến trở thành cảnh tượng trời sụp đất lở. Phanh, Minh Trùng mẫu chỉ hơi sơ hở một tí đá bị ngọn côn đen thui đánh chúng lên tấm eo lưng trắng muốt như ngọc. Một cỗ lực lượng khổng lồ ập tới, hất nó vang ra xa đến mấy trăm trượng. Nhưng ngay lập tức con sâu này giống lên giận dữ, thân hình của nó thoáng mơ nhạt đi rồi phóng vút trở về nhanh như tên bắn. Chỉ trong chớp mắt mà con sâu đã lại cách hàn lập trong gang tấc, hơn nữa 10 cái chân của nó đồng loạt múa lên hóa thành muôn trùng lưỡi đao khí sắc ngọt chém đến. Những lưỡi đao khí này ẩn chứa uy lực cực kỳ to lớn, với lại chiêu thức được đánh ra một cách bất ngờ trong khoảng cách gần cho dù con vượn vàng rực có không sợ hãi nhưng sáu cánh tay múa côn cũng bị dọa một trận phải luống ca luống cuống phập phấp hai nắm đấm trắng như ngọc kín đáo ẩn nấp trong những lưỡi đao rồi lựa khi hàn lập không đề phòng bất ngờ đánh lên ngay trước ngực con vượn với khí thế cực kỳ mạnh mẽ tàn nhẫn ánh sáng tím vàng chói lóa trên thân hình của con vượn chiến giáp trước người nó lúc này đã có thêm hai cái hố thật to thân thể của nó chấn động bị đánh văng về phía sau rồi ngã xuống lăn lộn mấy vòng rồi mới chật vật đứng thẳng trở lại được. Mà chỉ chờ có vậy, Minh Trùng mẫu cười lạnh lẽo rồi những cái cánh sau lưng run lên, thân hình nó chợt phóng sát tới nhanh như ma quỷ. Tiếp đó hơn 10 cái chân đen thui như mực của nó liền biến hóa thành những cái lưỡi hái hoa lên, lao về phía thân thể của con vượn. Cùng lúc đó, một bàn tay giống như bàn tay của người cũng lẳng lặng men đến gần hai con mắt ở đầu giữa của con vượn. Với độ mạnh mẽ về cơ thể của Minh Trinh Mẫu, nếu đòn ránh lần này của nó thành công thì có dù con vượn do hàn lập hóa thành có thần thông rất lớn nhưng chỉ sợ việc bị trọng thương là không thể tránh khỏi thế nhưng có vẻ như hàn lập đã có phán đoán từ trước ngay khi thân thể hắn vừa trụ vững thì cây côn đang cầm chặt trên tay đã được hắn hoành lại chắn ngang trước người hào quang của nó lóe sáng lên cây côn lập tức trở về hình dạng của ba ngọn núi như ban đầu rồi vững vàng che kín lấy thân hình của hàn lập vào phía sau véo véo những ảo ảnh các cái chân của minh trùng mẫu hoa lên rồi bắn ra tung tóe rất nhiều tia lửa. Trên bề mặt ngoài của ba ngọn núi lúc này đã xuất hiện thêm hơn chục rãnh nước thật sâu. Nhưng bàn tay to lớn giống như tay người của con sâu chúa lại chẳng gặp cản trở nào, nó phá ra tiếng rú chói tai rồi tiếp tục sấn tới. Bàn tay chợt mờ đi nhưng lại linh động như tia chớp vòng qua tránh các quả núi, thế rồi hai ngón của nó nhắm thẳng vào hai mắt của con vượn cắm xuống. Trận gió sắc nhọn đã ấp tới tất nhiên là con vượn màu vàng đang mặc bộ chiến giáp không hề nghĩ tới minh trùng mẫu còn có thêm chiêu này, dù muốn tránh nhưng đã chẳng thể kịp nữa rồi. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể mau chóng vận dụng thật nhiều pháp lực trong cơ thể làm cho bộ chiến giáp tỏa ánh sáng chói lóa, đồng thời hai mí mắt mau chóng khép lại. Phập phập, hai ngón tay của minh trùng mẫu xuyên qua các ký hiệu trên mặt của con vượn, tiếp rồi lại mạnh mẽ đâm thẳng lên hai mí mắt của nó. Cho dù con vượn vàng óng đã có sự chuẩn bị nhưng nó vẫn cảm thấy hai mắt mình như bị hai quả búa tạ nện mạnh vào, trời đất như tối sầm đi, tiếp đó trong nền đen là vô số trang sao bay lượn vòng vòng khắp nơi. Từ con người của hắn truyền đến một trận đau rát không sao có thể chịu được. Thế nhưng con vượn ngược lại còn cười rộ lên vui sướng, ba ngọn núi khổng lồ đang lơ lửng ở trong hư không chợt biến mất tiêu. Mà trên bề mặt chiến giáp của con vượn chợt phát ra hào quang cả vàng lẫn bạc cực kỳ rực rỡ. Vô số các loại linh văn màu bạc từ đó tràn ra, bất ngờ trào đến thân hình của con minh trùng mẫu. Con sâu chúa hoảng hốt như muốn phản kháng nhưng lại cảm thấy thân thể mình nặng trịch. Tiếp đó vô số sợi xích to tướng chợt hiện lên, mới chút mà đã trói nó chặt cứng không sao nhúc nhích được. chương 2242, thần niệm liên và hình phạt chi lôi. Dây xích màu bạc tỏa sáng rực rỡ, đồng thời lại như ẩn như hiện tượng như không phải là vật thực sự thân thể minh trùng chi mẫu giấy ruộng mãnh liệt nhưng sau vài lần liên tiếp vẫn không tài nào thoát khỏi dây xích này. Đây là thần niệm chi liên, không thể nào. Ngươi, ngươi còn tu luyện cả môn thần thông luyện thần thuật này nữa sao? Môn bí thuật này sao có thể lưu lạc xuống hạ giới được chứ? Ánh mắt dữ tợn của minh trùng chi mẫu sau khi nhìn đi nhìn lại dây xích vài lần, lần đầu tiên trên khuôn mặt nó lộ ra thần sắc khó tin, thậm chí mơ hồ còn có vẻ sợ hãi. Lúc này cử viên do hàn lập biến thành cũng không hề có phản ứng, hắn không nói lời nào, sáu cánh tay đồng loạt tự động bấm quyết từ trong miệng lầm dầm truyền ra chú ngứa cổ xưa nào đó trong khoảnh khắc dây xích màu bạc liền siết lại lập tức chói minh trùng chi mấu còn chặt hơn trước vài phần cho dù người có luyện thần thuật thì đã sao chứ chỉ với một chút lực lượng thần niệm ấy mà tưởng có thể chói buộc chân cực chi khu của bổn tọa được thật hay sao dù sao minh trùng chi mấu cũng không phải hạng tầm thường chỉ trong chốc lát nó đã bình tĩnh trở lại nó quát lớn một tiếng những phù văn năm màu ở ngoài thân thể sáng bừng lên hai cái đầu còn lại đột nhiên mở mắt, ánh mắt âm trầm băng giá. Chỉ trong chớp mắt, thân thể minh trùng chi mẫu toát ra hai luồng khí tức cực kỳ xa lạ, pháp lực dao động vốn đã biến mất nhưng giờ phút này lại bắt đầu chậm rãi khôi phục. Chứng kiến biến hóa kinh người của minh trùng chi mẫu, khuôn mặt cử viên do hàn lập biến thành bỗng tỏ ra cực kỳ cổ quái, chợt nó lạnh lùng nói một câu khiến trùng mẫu cảm thấy vô cùng khó hiểu. Vốn ta cũng không mong nhờ thần thông này mà có thể chuyển bại thành thắng, nhưng chỉ cần vây ngươi lại một lát là đã đủ rồi. Ngươi nói vậy là có ý gì? Minh trùng chi mẫu ngẩn ra, đảo mắt khắp nơi nhưng ở khắp bốn phía, ngoại trừ giải đạo nhân đang ngồi khoanh chân bất động ra làm gì có bóng dáng người thứ ba nào. Nhưng vừa nói dứt câu này thì phía trên vực thẳm có tiếng sấm trầm muộn truyền tới. Một vầng hào quang diễm lệ trói mắt bừng lên, một lôi trụ năm màu gồm vô số điện hồ đan vào nhau hung hăng bổ xuống. Không, đây là thiên phạt chi lôi, tên khang lão quỷ kia, người vẫn còn chưa chết sao? minh trùng chi mẫu vốn trước vẫn còn coi là khá bình tĩnh nhưng vừa thấy lôi trụ này lập tức giống lên như hồn phi phách tán đến nơi khuôn mặt nó tỏ ra không thể tưởng tượng nổi cái đầu thứ ba đột nhiên rung động mãnh liệt một tầng hỏa diễm đen như mực cuồn cuộn bốc lên ở ngoài cơ thể viên tinh thạch đen nhánh trong cơ thể lại phát ra tiếng vo vo mãnh liệt con trùng mẫu này dưới tình thế cấp bách không còn lựa chọn nào khác đành phải tự bạo tinh hạch để liều mạng dây xích màu bạc vốn trói buộc vị trùng mẫu này chặt chẽ giờ phút này bị tầng hỏa diễm màu đen kia cuốn lấy lại cho thấy đang bị tan dần ra có thể thấy rõ là minh trùng chi mẫu sắp sửa thoát ra khỏi đó đến nơi rồi nhưng đúng vào lúc này một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên lôi trụ năm màu hạ xuống với một tốc độ không thể tưởng tượng được nó mạnh mẽ bổ xuống thân hình khổng lồ của trùng mẫu trong khoảnh khắc vô số điện hồ chập trờn đan sen vào nhau chôn vùi minh trùng chi mẫu vào trong lôi quang năm màu một tiếng thét chói tai vang lên thân thể tưởng như không gì phá nổi của minh trùng chi mẫu giờ này vỡ vụn thành từng mảng dưới điện quang năm màu những mảnh vỡ chỉ gắng ngượng được vài hơi thở liền hóa thành cho bụi rồi biến mất lô trụ năm màu lóe sáng vài lần rồi bỗng biến mất hoàn toàn nó chỉ có thể kéo dài trong một khoảng thời gian cực ngắn mà thôi mà ở bầu trời trên mặt nước một khóm mây năm màu như một con mắt vĩ đại vừa mới mở ra cũng lặng lẽ từ từ tiêu tán cả bầu trời lại trở về một màu mơ hồ tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra hết cả vậy cùng lúc đó trên bãi đá trong thạch lâm thần bí ở địa cung có tiếng kêu rên trầm thấp vang lên khiến mấy sợi xích núi những cổ đăng gần nhau bỗng đong đưa kịch liệt cổ đăng duy nhất còn sáng đặt trên đồng trụ nhất thời chập trần một lát ánh đèn lập tức lại càng trở nên ảm đạm tựa như thể có thể dập tắt hoàn toàn bất cứ lúc nào vậy đúng là hơi quá sức một chút một đòn vừa rồi đã hao tổn đến chín phần lực hồn niệm của ta khi còn sống rồi nếu tiểu tử này không thể trợ giúp ta thì đúng là lỗ lớn rồi có điều có thể hoàn toàn giết chết được con tiện nhân kia cũng coi như là báo được đại thù năm đó dám ám toán ta. Con tiện nhân đó sợ là không bao giờ có thể tưởng tượng được ta còn sống đến tận bây giờ. Ha ha, tính ra ta còn phải đa tạ tên tiểu tử hạ giới này rồi, nếu không có hắn thì không biết đến bao giờ mới báo được thù này đây. Nam tử kia cười lên như điên dại, trong tiếng cười đó, người ta cảm nhận được nỗi hận thấu xương, lại có chút tiếc thương đến phát lạnh. Lúc này, Hàn Lập cũng bất chấp để tâm đến chuyện Minh Trùng Chi Mẫu có thể bị đánh chết dễ dàng như thế hay không. Cự viên do hắn biến thành đang ôm đầu lăn lộn tại chỗ, miệng hắn cũng rú lên đau đớn vô cùng. Thân hình khổng lồ kia vừa lăn lộn vừa thu hồi pháp tướng biến nhỏ lại, áo giám tử kim khắp người biến trở lại thành lân phiến màu vàng tím với tốc độ mắt thường có thể thấy được, rồi một lần nữa lại biến mất. Chưa đầy thời gian cạn một chung trà, Hàn Lập lại một lần nữa khôi phục nguyên hình, miễn cưỡng đứng dậy, đồng thời cũng lắc lắc đầu đang nặng như chỉ một cách mờ mịt. Lần biến thân vừa rồi chẳng những khiến chân nguyên hắn hao tổn rất nhiều, việc biến ảo ra thần niệm chi liên càng khiến cho lực lượng thần thức gần như tiêu hao hoàn toàn. Cũng lâu lắm rồi hắn chưa từng đánh trận nào thảm liệt như vậy. "Giải huynh, ngươi không sao chứ?" Hàn Lập nhìn về phía Giải đạo nhân còn đang ngồi khoanh chân nhắm mắt ở phía xa, hỏi một câu, giọng hắn hơi khàn khàn. "Ta không sao, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt một thời gian ngắn là khỏe thôi. Nhưng trong mấy tháng về sau ta không thể động thủ với người khác được." nếu không thì cỗ thân thể này sẽ tổn thương đến độ không thể nào tu bổ được nữa giải đạo nhân mở hai mắt ra chậm rãi nói ta hiểu rồi như vậy đi trước tiên ngươi đến linh thú hoàn của ta nghỉ ngơi một thời gian ngắn đi mọi việc sau này cứ để ta xử lý là được hàn lập hiểu ý gật đầu đáp lời lại cũng được hiện giờ ta không có khả năng tự vệ là mấy ở lại bên ngoài ngược lại trở thành gánh nặng cho ngươi giải đạo nhân chỉ thoáng nghĩ một chút rồi cũng không hề có ý phản đối nói sau đó hắn lập tức đưa một tay bấm niệm pháp quyết, ngân quang ngoài cơ thể lưu chuyển một trận rồi lập tức thu nhỏ lại vài lần, cuối cùng biến thành một con cua vàng nhỏ trứng cỡ một bàn tay. Tay áo hàn lập run lên, một phần sáng năm màu cuốn ra lập tức thu cua vàng vào trong tay áo, đưa vào trong một thú hoàn tinh xảo. Lúc này hắn mới lật tay ra sau, hướng về một phương xa khác lạnh lùng nói một câu. Bảo hoa đạo hiếu, người ở đó quan sát cũng lâu rồi, nên hiện thân ra đi bí thuật vừa rồi ngươi sử dụng mặc dù cực kỳ hao tổn nguyên khí nhưng cũng không đến nỗi khiến ngươi không còn chút khả năng tự vệ nào đi thần niệm của hàn huynh quả nhiên vượt xa đám bọn ta có điều huynh nói vậy đúng là hiểu nhầm thiếp thân rồi ở hư không bên đó thoạt nhìn như trống rỗng bỗng dao động bảo hoa hiện thân ra nhưng sắc mặt tái nhợt vô cùng vừa xuất hiện nàng đã cười khổ một tiếng trả lời hàn lập pháp lực của thiếp thân hiện giờ đích thực là chẳng còn bao nhiêu bí thuật ẩn nặc này kỳ thực là do sử dụng một loại bí phù do một vị hảo hữu tặng cho mới làm được đấy. Mặc dù nàng này luôn miệng giải thích như vậy, nhưng ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập không tài nào che giấu được thần sắc khiếp sợ. Hiển nhiên trận chiến giữa Hàn Lập và Minh Trùng Chi mẫu lộ ra thần thông kinh người khiến cho vị thủy tổ ma tộc cao cao tại thượng này cũng cảm thấy hoảng sợ, tự thẹn còn khuya mới bị kịp được. Cho nên khi nàng một lần nữa đối mặt Hàn Lập thì mặc dù ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bất giác có ý kiêng kỵ rất sâu đậm. Đạo hữu hẳn là rất rõ ràng, đánh chết con minh trùng chi mẫu này không phải là công lao của ta mà là do có người khác ra tay. Hàn lập lắc đầu, lấy từ trong ngực ra một bình thuốc, từ đó đổ ra vài viên đan dược xanh biếc nuốt vào rồi mới chậm rãi nói. Nhưng nếu không phải nhờ hàn đạo hữu có thần thông kinh người đến độ có thể vây khốn con minh trùng chi mẫu này trong chốc lát thì cho dù hình phạt thiên lôi kia có lợi hại mấy đi nữa cũng không thể nào đánh chết được con trùng mẫu này được. Có điều nói đi phải nói lại, người có thể điều khiển thiên lôi này rốt cuộc là người phương nào mà chẳng những có thể biết hết mọi việc phát sinh ở nơi này lại còn có biện pháp truyền âm trực tiếp cho hai người chúng ta nếu không phải có người này truyền âm tới thì vừa rồi sợ là ta và ngươi thật sự muốn bỏ trốn mất dạng rồi hàn huynh có suy đoán gì về thân phận của người này không bảo hoa khẽ nhíu mày lại nghiêm túc trở lại nói ta cũng vừa mới biết được sự tồn tại của người này có điều một khi đã có thể thúc giục được thiên lôi kinh người như vậy thì hiển nhiên là không phải người hạ giới rồi. Hơn nữa nơi đây là vùng đất phong ấn từ thời thượng cổ, mà người nọ dường như lại hiểu rõ về con minh trùng chi mẫu này đến vậy thì thân phận của người này hẳn cũng dễ đoán được rồi. Bảo Hoa Đạo Hiếu, người thông minh đến vậy, phân nửa là cũng nghĩ đến điểm này rồi chứ. Hàn Lập trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười hắc hắc nói. Xem ra Hàn Huynh suy nghĩ cũng không khác thiết thân là mấy quá nửa là người nọ là một trong hai tên chân tiên phong ấn con trùng mẫu này từ thời thượng cổ rồi. Nếu không thì không thể nào lý giải được mọi chuyện, mà con minh trùng chi mẫu hiện tại dường như cũng không phải là con lúc trước rồi, nguyên thần bên trong cơ thể nó dường như cũng vô cùng hiểu rõ về tiên giới, chẳng lẽ lại là nguyên thần một tên chân tiên khác của tiên giới chiếm lấy thân thể con trùng mẫu này sao? Bảo Hoa gật đầu, nhưng rồi lại tỏ ra khó hiểu lầm bẩm nói. Hàn lập sờ sờ cầm, khuôn mặt cũng tỏ ra hơi do dự. Nếu hai vị tiểu hữu muốn biết nguồn cơn mọi việc thì tại sao không đến chỗ Bần Đạo một chuyến, làm vậy không phải mọi việc đều sẽ sáng tỏ hay sao? Từ bầu trời trên vực sâu bỗng truyền tới tiếng nói của một nam tử, nó bình thản mà ôn hòa hiền hậu, hiển nhiên là người khi trước truyền âm cho hai người Hàn Lập. Hàn Lập và Bảo Hoa nghe vậy hơi biến sắc mặt, không khỏi đều có chút kiêng kỵ nhìn nhau một cái. Xem ra hai vị vẫn còn chưa yên tâm hoàn toàn về Bần Đạo. Vậy cũng không sao, Minh Trùng chi mấu kia giờ đã bỏ mình hư không mà nó sử dụng lực lượng tao ra tự nhiên cũng sắp sụp đổ rồi. Không lâu sau đó hai vị cũng sẽ gặp bần đạo thôi. Nam tử kia cũng không thèm để ý đến sự trần trừ của Hàn Lập và Bảo Hoa, ngược lại khẽ cười một tiếng nói. Tiền bối, người nói vậy là sao? Bảo Hoa dùng mình, vội vàng mở miệng hỏi, nhưng hư không bốn phía im lìm như chết, tiếng nói của nam tử nọ cũng đột nhiên ngưng bật lại không hề có gì truyền đến nữa. Mà gần như cùng lúc này, từ dưới đáy vực sâu truyền đến tiếng ầm ầm trầm đục, nước biển khắp bốn phía chấn động mãnh liệt. Chương 2243, cấm thuật của tiên giới. Không ổn, nơi này đang chuẩn bị sụp đổ, xem ra lời của người vừa nãy không phải là giả. Khuôn mặt xinh xắn của Bảo Hoa trở nên hơi khó coi. Còn Hàn Lập lại hơi nhíu mày, ánh mắt đảo nhanh về chỗ Minh Trùng Mẫu mới bị đánh chết rồi đứng từ xa chụp tới. Véo, ở giữa không trung hoàn toàn trống giống như không có vật gì tồn tại vậy mà bỗng nhiên giấy lên dao động một hạt trâu màu đen trong veo bỗng nhiên xuất hiện, nó hơi lắc lư rồi bắn vụt vào lòng bàn tay của hắn. Ô, vật này như, bảo hoa thấy vậy liền sửng sốt, vừa lúc nàng đang định thốt ra điều gì đó thì toàn bộ vực biển sâu liền rung chuyển như trời long đất lở. Khắp mọi nơi bắt đầu xuất hiện rất nhiều vết rách màu trắng, rồi với mắt thường cũng có thể trông thấy những cái khe này càng lúc càng lớn thêm. Khuôn mặt của bảo hoa tái đi, nàng giơ tay lên, trong tay liền xuất hiện một cái trận bàn màu đỏ đậm sáng ngời. Nó liền phát ra những tiếng kêu ù ù rồi tràn tới một trận dao động quỷ quái lan theo cánh tay của nàng. Cái trận bàn đang quay tròn chuyển động nhưng bất chợt hào quang của nó tắt ngấm đi thế rồi trở nên yên lặng, không còn phát sinh thêm điều gì nữa. Không được rồi, quả là người nọ đã ra tay, hai người chúng ta lúc này không thể dễ dàng rời đi được. Sắc mặt của Bảo Hoa trở nên hơi âm trầm, điều này cũng không có gì đáng lạ, một khi người đó đã nói vậy thì tất nhiên là có thể nắm chắc 10 phần giữ chân chúng ta lại rồi tuy vậy nhưng vẻ mặt của hàn lập vẫn hết sức bình tĩnh bảo hoa hừ lạnh như muốn nói thêm điều gì nhưng đột nhiên bốn phía quanh nàng xuất hiện một làn sáng màu xám làn sáng giống như một cái pháp trận trực tiếp bọc lấy hai người bọn họ vào trong cả hàn lập và bảo hoa đều dùng mình nhưng cả hai vẫn không làm ra điều gì để phản kháng pháp trận bằng ánh sáng chợt lóe thân hình của hai người liền biến mất tăm hơi khỏi vực sâu trong nháy mắt mà cũng ngay cùng với lúc đó toàn bộ vực sâu phát ra một tiếng nổ long trời lở đất rồi hoàn toàn bị sụp đổ ô không 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 ô, ở một nơi khác, Hàn Lập lấy lại bình tĩnh sau một lúc hoa mắt vì bị truyền tống bất ngờ. Hắn phát hiện ra mình đang ở trên một tế đài cao khoảng chục trượng đỏ như máu, thoạt nhìn dáng vẻ vô cùng bình thường. Còn bên cạnh hắn là bảo hoa đang lấy lại bình tĩnh rồi cũng dùng vẻ mặt ngượng trọng quan sát bốn phía. Ở bên trên tế đàn được đặt một cái bát tối đen như mực, còn xung quanh là tám cái cột trụ bằng đồng xanh cao ngất ngường. Bên trên còn có thêm một ngọn đèn cổ kính đỏ như máu. Chỗ này hình như là một loại loại cấm chế vô cùng huyền diệu có từ thời rất xa xưa, có vẻ nó cùng cùng nguồn gốc với cái phong ấn cổ, cả hai đều có hiệu quả cực kỳ thân kỳ. Bảo Hoa quan sát một lát rồi không nhịn được thì thảo tự nhủ. Không ngờ được đến cả người ở hạ giới cũng có thể nhìn ra đôi phần của bát nguyên tỏa hồn đại trận. Không sai, đúng là trận pháp này có liên hệ với tòa cấm chế phong ấn minh trùng mẫu. Thậm chí có thể nói đây là một bản thu nhỏ cực kỳ tinh xảo cũng không sai âm thanh quen thuộc của người đàn ông khi nãy lại vang lên. Ánh mắt của Hàn Lập và Bảo Hoa như ngưng lại, cả hai đang chăm chú nhìn lên chiếc bát để trên tế đài. Rõ ràng là giọng nói của người đàn ông phát ra từ trong đó. Tiền bối khen quá lời rồi. Chẳng qua là vãn bối từng trấn thủ ở tòa phong ấn ngoài kia một thời gian nên mới có thể nhìn ra đôi nét tương đồng. Còn nói đến sự hiểu biết về trận pháp thì hàn đạo hiếu ở đây hơn ta rất xa. Bảo Hoa cười ngượng ngập, ô, thì ra là mấy năm nay bộ tộc các người vẫn không quên lời dặn dò của bần đạo lưu lại khi trước đã nhiều năm cứ tu bổ tòa phong ấn này như vậy cũng coi như có chút công lao người đàn ông nhẹ nhàng nói tiền bối người là một trong hai chân tiên năm xưa đã phong ấn minh trùng mẫu ư mặc dù trong lòng đã sớm có phán đoán nhưng lúc này lại nghe đối phương chính thức nói ra khiến cho bảo hoa cảm thấy giật mình nàng thốt lên thất thanh ha ha bần đạo thực không ngờ lần đó tự mình xuống hạ giới rồi kẹt lại lâu như vậy mà còn trở thành bộ dáng như thế này. Lần này có thể tiêu diệt được con minh trùng mẫu kia cũng có công lớn là nhờ con bé nhà ngươi hỗ trợ. Ta có một vật tặng ngươi làm quà chia tay, cũng coi như không uổng một phen ngươi đã liều mình. Người đàn ông cười hiền hòa rồi từ giữa cái bát chợt hiện ra vết nứt. Từ trong đó chợt có một vật bay đến. Bảo Hoa nghe vậy liền cảm thấy vui vẻ nâng tay chụp tới đem vật đó bắt lấy, thế rồi nàng mới chăm chú nhìn kỹ. Đây là một vật giống như một cây châm cài tóc bằng gỗ màu vàng nhạt hết sức bình thường của phụ nữ mặt ngoài của nó xù xì, thậm chí còn có vết nứt vỡ. Tuy vậy nhưng ngón tay của nàng vừa mới chạm đến đó thì trong nháy mắt đã cảm thấy một làn khí mát lạnh truyền tới, thâm nhập vào cơ thể, tràn đi khắp mọi nẻo kinh mạch khiến cho toàn thân nàng ấm áp giạt rào, thần thái cảm thấy cực kỳ thoải mái. Đây chính là kim dương mộc, đa tạ tiền bối đã ban thưởng, bảo hoa quan sát một lát rồi tròn xoe hai mắt, nàng nhìn về phía đại tế rồi cúi thật sâu để cảm ơn, giọng nói như vui mừng đến phát run. Tuy kim dương mộc ở tiên giới không được tính là gì đó quý giá nhưng đối với tình hình của ngươi lúc này thì nó rất hữu dụng. Có nó tầm bổ những thương tổn đang tiềm tàng trong cơ thể người sẽ có thể khỏi hoàn toàn. Tốt rồi, phần thưởng đã có, người hãy ra ngoài trước đi. Trong cái bát màu đen xì truyền tới tai một âm thanh điềm tĩnh nhẹ nhàng lạ thường, nhưng câu nói cuối cùng lại khiến cho cõi lòng của bảo hoa núi tiếc nao nao. Thế nhưng không để nàng kịp có ý kiến gì, cái bình đen kịt chợt lóe hào quang, dưới chân của bảo hoa liền hiện ra một cái pháp trận rồi trong nháy mắt nàng đã bị truyền tống đi đến một nơi khác. Cũng chẳng thể nào đoán được là đi tới đâu, cuối cùng nơi tế đàn chỉ còn lại mỗi mình bóng dáng trơ trọi của Hàn Lập. Hai mắt của Hàn Lập hơi nhíu lại nhưng hắn vẫn không thể hiện ra điều gì khác thường mà chỉ một mực nhìn về cái bát không nói năng câu nào. Các hạ thật là người có dũng khí, người không sợ bần đạo đưa ngươi đến đây là có ý đồ bất lợi hay sao? Người đàn ông cười khẽ rồi hỏi Hàn Lập một lời bâng quơ nếu tiền bối có ý đồ không tốt cho vãn bối thì cần gì phải giúp ta tiêu diệt minh trùng mẫu lại càng chẳng phải nhọc lòng đưa ta di chuyển tức thời đến nơi đây hàn lập cũng mỉm cười cũng trả lời với bộ dáng thong dong ngươi nói vậy là có chút hơi miễn cưỡng rồi nhưng cũng có thể cho là như vậy mà thực ra cũng đúng quả là bần đạo hoàn toàn không có ác ý gì sở dĩ đưa hai ngươi đến đây là bởi vì muốn gặp ngươi một chút còn đưa bé khi nãy chỉ là tiện tay mà thôi ta hỏi ngươi Ngươi có phủ nhận việc mình tu luyện môn bí thuật luyện thần thuật hay không? Người đàn ông hừ lạnh rồi hỏi một câu khiến cho Hàn Lập cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Tiền bối biết được việc này là bởi nghe được lời của Minh Trùng Mẫu đúng không? Hàn Lập trầm ngâm một lúc mới mạnh dạn hỏi lại. Lúc ngươi vừa mới tiến vào trong cung điện thì cũng chính là lúc ta thông qua tòa pháp trận nơi này mà biết được việc ngươi tu luyện luyện thần thuật. Ngươi có biết trước đây khi còn ở tiên giới ta đã đảm nhiệm chức vụ gì không? Là một sứ giả chuyên tuần tra và giám sát chỉ cần ngươi có tu luyện môn luyện thần thuật này một khi đối mặt với những sứ giả như ta thì những dao động thần niệm sẽ tuyệt đối không thể giấu giếm trước thần thông đặc thù của người giám sát được giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ của người đàn ông truyền ra từ trong chiếc bát cớ sao những sứ giả ở tiên giới các ngươi lại chú ý đặc biệt đến môn bí thuật này như vậy hàn lập nghe vậy sắc mặt liền hơi đổi xấu đi ngươi đã tu luyện thành công luyện thần thuật hơn nữa lại có thể luyện đến tầng thứ hai không vướng trở ngại gì Ta cũng chẳng biết được liệu đây là cơ duyên hay là tai họa của ngươi nữa. Ngươi phải biết là luyện thần thuật vốn là một loại bí thuật bị nghiêm cấm tu luyện lại khu vực tiên giới mà chúng ta quản lý. Tuy rằng không có điều lệ rõ ràng nhưng nếu tu luyện loại bí thuật này nếu để cho các thế lực cầm quyền biết được thì nhất định sẽ bị giết ngay lập tức. Tuyệt đối phải là như thế." Giọng nói của người đàn ông trở nên lạnh lùng, "Nói như vậy thì luyện thần thuật có điều gì đó không ổn hay sao?" Sắc mặt của Hàn Lập càng lúc càng trở nên khó coi phải mất một lúc thật lâu sau hắn mới thở dài hỏi ha ha đâu chỉ đơn giản là không ổn người có biết tiên giới rộng lớn có bao nhiêu vùng to nhỏ không không nói đến những nơi không có danh tiếng gì hoặc là mấy chỗ quá hẻo lánh xa xôi nhưng hễ là những khu vực có danh tiếng thì phải nói đến con số hàng ngàn mà đếm vào hàng ngàn vạn năm trước đây đúng thời điểm luyện thần thuật được sáng lập ra được coi là phương pháp tăng cường thần niệm cực kỳ hữu hiệu người tu luyện bí thuật này nhiều vô số kể nhưng chỉ trải qua trăm vạn năm sau thì số người tu luyện nó lại vô cùng thưa thớt hơn nữa toàn là những kẻ thường xuyên lẩn trốn không dám lộ mặt người đàn ông thở dài não nề giọng nói của hắn như mang theo nỗi niềm khác thường nào đó hàn lập đứng bến nghe vậy sắc mặt thay đổi liên tục không ngừng thế nhưng hắn cũng không hỏi tiếp điều gì bởi trong lòng hắn biết rõ một khi đối phương đã nói ra như vậy thì chắc rằng sẽ kể ra ngọn ngành đầu đuôi quả nhiên là một lúc sau giọng nói của người đàn ông lại loáng thoáng vang lên sở dĩ có chuyện này cũng bởi vì hễ là người tu luyện môn luyện thần thuật về sau tâm trí đều trở nên thất thường cuối cùng không áp chế nổi tâm ma rồi nổi điên mà chết hơn nữa người nổi điên đều đã mất hết lý trí nên trở thành khát máu vô cùng chẳng những thế mà còn không có cách nào có thể chữa trị được chính vì vậy mà thiếu chút nữa gần nửa tiên giới đã bị hủy diệt theo họ cho nên cuối cùng luyện thần thuật trở thành một loại bí thuật bị nghiêm cấm tu luyện ở tiên giới đương nhiên cũng có vài người tự cho là mình có khả năng hơn người vẫn ôm lòng cầu may mà vụng trộm tu luyện nó nhưng bọn họ đều bị các sứ giả bọn ta bắt được với năng lực ở tiên giới các ngươi mà còn không thể hoàn thiện được nó hay sao hoặc chẳng lẽ từ xưa đến nay chưa có người nào tu luyện môn bí thuật này đến đại thành công hoặc chưa có ngoại lệ nào khác sao cuối cùng hàn lập cũng âm trầm thốt lên hỏi môn luyện thần thuật này thực ra chính là một cách kích phát tiềm lực trong cơ thể để tăng cường phóng đại thần niệm Người sáng lập ra nó trước đây vốn là một người có danh tiếng cực kỳ vang dội ở tiên giới. Nếu người khác muốn hoàn thiện được nó nào phải chuyện dễ dàng. Nhưng dựa vào nó làm cơ sở thì có một số người sáng lập ra nhiều môn thần thông khác cũng có hiệu quả tăng cường thần niệm. Những bí thuật tăng cường thần niệm này so ra thì an toàn hơn nhiều, có điều là hiệu quả của nó lại như một trời với một vực. Còn ngươi hỏi có ai tu luyện thành công hay không ư? Quả đúng là từ xưa đến nay có, mà không chỉ là một người duy nhất. Nhưng những người này không người nào không có những cơ duyên cùng kỳ ngộ, nếu không kết cục của bọn họ cũng đã như ta nói rồi. Giọng nói của người đàn ông trở nên nghiêm nghị, nếu như vậy ở tiên giới chỉ có vô ý tu luyện, hoặc phải trốn đi một nơi nào đó rồi tu luyện, còn không thì phải tự mình phế bỏ môn thần thông này đi đúng không? Hàn lập nhân mày thì thào, chương 2244, chuyện của tiên. Ha ha, tự phế bỏ thần thông của mình, nếu chỉ cần làm vậy là xong thì tiên giới bọn ta cần gì phải xếp luyện thần thuật vào hàng ngũ những pháp thuật bị cấm đoán. xem ra ngươi không biết rồi. một khi bắt đầu tu luyện môn bí thuật này thì chỉ có thể một mực tiến về phía trước, tuyệt đối không thể dừng chân. với người đang ở tầng thứ hai như ngươi nếu trong vòng vạn năm nữa mà vẫn chưa tiến đến tầng thứ ba thì lúc đó nơi thức bể nhất định sẽ không thể chứa nổi lượng thần niệm khổng lồ nữa, cuối cùng chỉ tự mình nổ tung mà chết thôi. trong tình hình thế này cho dù người có đoạt xá người khác để làm lại một lần nữa cũng chẳng thể nào may mắn thoát được. Người đàn ông cười lạnh lẽo, nói ra một chuyện khiến cho cõi lòng của Hàn Lập trở thành lạnh buốt. Vạn năm ư, tốt thôi, ít nhất vẫn còn chút thời gian để tại hạ nghĩ cách ứng phó với chuyện này. Nhưng tầng thứ ba, không phải là môn thần thông này chỉ có ba tầng thôi sao? Ánh mắt của hắn chấp động mấy lượt rồi mới thở dài hỏi thêm. Tất nhiên là hắn không thể mới nghe mấy lời của đối phương mà đã hoàn toàn tin tưởng ngay, trước hết phải hỏi cho ra lẽ một số đầu cua tai nheo ở đây đã. Ba tầng, ai bảo ngươi luyện thần thuật chỉ có ba tầng? a à, bần đạo hiểu rồi, ngươi chỉ chiếm được một nửa đầu tiên của công pháp này, nửa còn lại thì vẫn chưa lấy được. Luyện thần thuật có tất cả bảy tầng, hiện tại ngươi đã tu luyện đến tầng thứ hai. Nếu muốn giữ lại mạng sống thì đạo hữu còn phải tu luyện dài dài. Người đàn ông hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức sau đó như sực đoán ra điều gì. Đa tả các hạ đã chỉ bảo, không biết các hạ có giữ mấy tầng tu luyện về sau này nữa hay không." Hàn Lập thở dài rồi chợt hỏi bâng quơ như vậy, mặc dù ở tiên giới luyện thần thuật không phải là loại phương pháp tu luyện quý hiếm gì nhưng các loại pháp thuật bình thường khác cũng không thể sánh bằng. Thêm vào đó là các tầng lớp thượng lưu ở tiên giới luôn luôn không cho phép lưu truyền hay mua bán, mà ta lại là một sứ giả chịu trách nhiệm tuần tra nên đáng tiếc là ta không biết đến phần sau của nó như thế nào. Nhưng đạo hữu hãy chờ sốt ruột chỉ cần ngươi tu luyện thành công tầng thứ ba của nó thì lại có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa, chỉ ít cũng hơn 3-4 vạn năm. Mà lâu như vậy, lại với trí lực hơn người của đạo hữu hẳn là đã phi thăng lên tiên giới rồi. Lúc đó mới tìm phương pháp giải quyết khác vẫn chưa muộn. Người đàn ông trả lời hết sức thâm thúy, phi thăng lên tiên giới sao, đó là việc không dễ dàng gì. Nếu thực sự có thể làm được như thế thì biết bao đạo hữu đâu phải ngày đêm chịu vây khốn ở cảnh giới đại thừa kỳ làm gì hàn lập nghe vậy không nhịn được đành cười tự diếu ha ha đó là khi chưa gặp được bần đạo chớ quên là trước mặt ngươi có một vị chân tiên hàng thật giá thật nếu như có sự trợ giúp của ta thì ngươi sẽ nắm chắc thêm hai ba phần phi thăng thành công so với ban đầu giọng nói của người đàn ông lại vang lên sau tiếng cười nhẹ nhàng với thân phận là chân tiên của tiền bối nếu đã chỉ dạy cho ta đôi điều thì đúng là ta sẽ có một hy vọng mong manh sẽ phi thăng thành công nhưng tiền bối đưa ta tới đây chắc không chỉ đơn thuần là giúp ta thôi chứ hàn lập trầm ngâm đắn đo một lúc thật lâu rồi mới nói ngươi quả là người hiểu biết nếu ngươi là thứ vô dụng đối với ta thì việc gì ta phải giúp ngươi tiêu diệt con minh trùng mẫu lại còn bận rộn tay chân đưa ngươi đến đây ta làm vậy là có nguyên nhân bởi vì muốn ngươi sử dụng năng lực của mình để giúp ta làm một việc chỉ cần ngươi làm được thì ta sẽ giúp ngươi tu luyện thành công luyện thần thuật tầng thứ ba cùng với phương pháp chống lại thiên kiếp khi phi thăng ý của ngươi thế nào người đàn ông chẳng hề có ý giàu giếm mà cứ nhẹ nhàng nói thẳng ra vì sao tiền bối lại muốn tìm ta? Bảo hoa đạo hữu khi nãy cũng là thánh tổ ở dưới này, nếu so sánh ra thì nàng càng thích hợp hơn ta nhiều. Cớ sao cứ nhất định phải là vãn bối? Hàn lập cảm thấy hơi bất ngờ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ cực kỳ bình tĩnh hỏi lại. Ha ha, nếu mấy đứa có tu vi đại thừa kỳ ở dưới hạ giới có thể giúp đỡ được bần đạo thì ta cần gì phải chịu khổ sở đến nhiều năm như vậy? Cứ tùy tiện chọn đại vài tên đại thừa cứ thỉnh thoảng đến khu vực cái phong ấn này từ nhiều năm trước đây có phải nhanh hơn không? người đàn ông lạnh nhạt hỏi lại vậy ý của tiền bối là hàn lập cảm thấy hơi dùng mình sắc mặt cũng nhăn thêm vài phần một khi đã nói đến đây thì bần đạo cũng không muốn giấu giếm thêm nữa sở dĩ ta tìm tới hàn đạo hữu bởi vì nhìn chúng công pháp nghịch thiên luyện thần thuật mà ngươi tu luyện mấy đứa tu sĩ đại thừa khác ở hạ giới này dù có giỏi hơn ngươi đến đâu đi nữa nhưng đối với ta cũng đều vô dụng lời mà người đàn ông thốt ra làm cho hàn lập trở nên sửng sốt cái gì tiền bối tìm ta bởi vì ta tu luyện luyện thần thuật sao? Hàn lập trở nên luống cuống, đúng vậy, tuy ta không nói với người tình huống năm đó, nhưng hoàn cảnh trước mắt thế nào chắc người cũng đoán được vài phần. Người đàn ông cười gượng gạo, đúng như tiền bối vừa nói, đối với việc năm đó xảy ra thế nào vãn bối rất cũng tò mò, mong tiền bối hãy kể cho ta nghe đôi điều. Hình như nguyên thần của con minh trùng mẫu mà ta chém chết khi nãy đã không còn là nguyên thần vốn có của nó. Đương nhiên nếu tiền bối không tiện kể ra bì cứ bỏ đi cũng chẳng sao. Hàn lập trần chờ đôi chút rồi cẩn thận đáp lời. Chuyện cũ năm xưa nhớ lại còn khiến ta kinh hãi, nhưng kể cho ngươi nghe một ít cũng không sao. Năm đó khi Minh Trùng mẫu tàn sát bừa bãi ở hạ giới thì bị các tiên sử giám sát ở tiên giới phát hiện. Lập tức bọn họ phái ta cùng một người nữa xuống đây tiêu diệt con yêu nghiệt này. Đương nhiên khi đó để cho chân tiên có thể đi xuống hạ giới là việc vô cùng khó khăn, nhưng thông qua một vài thủ đoạn đặc biệt chúng ta vẫn có thể làm được. Chiếc bát đen như mực cứ im yên lặng như thóc, thế rồi một lúc thật lâu sau nó mới truyền ra giọng kể chậm chậm của người đàn ông. Tất nhiên không phải bất kỳ gã tu sĩ đại thừa kỳ nào cũng có thể được nghe một gã chân tiên đích thân kể lại chuyện của mình đã trải qua, vì thế Hàn Lập cố gắng chấn chỉnh lại tinh thần của mình rồi nghiêm nghị chờ đợi. Đâu ngờ rằng vào đúng lúc bọn ta sắp sửa giết chết minh trùng mẫu thì trời đất đột nhiên xảy ra một vụ nổ làm ảnh hưởng đến hầu hết các giới diện bên trong việc này khiến cho bảo vật để trở về cùng với những thần thông của chúng ta bị áp lực của giới diện áp chế tình thế đổi trắng thay đen ngay khi pháp lực của ta bị áp chế đã thiếu chút nữa thì bị con sâu chúa đó cắn chết cuối cùng hai người bọn ta chỉ còn biết chọn cách đánh lưỡng bại câu thương sử dụng một loại bí thuật của tiên giới tự kích nổ thân thể của mình mới có thể làm con sâu bị thương nặng tất nhiên là đã đến bước đó thì chúng ta không còn cách nào để tiêu diệt luôn tấm thân gần như bất tử của minh trùng mẫu nữa mà đành phải nhờ vào hai tên tu sĩ cao cấp của ma tộc huy động người xây dựng một tòa phong ấn thật lớn ở nơi này, sau đó để lại mấy lời dặn dò nữa thôi. Mà cũng ngay lúc đó ta liền phát hiện ra, vì quy luật của trời đất thay đổi nên bọn ta cũng hoàn toàn mất đi liên hệ với tiên giới, không còn tìm ra cách trở về nữa. Sau đó đành phải nhờ vào thân phận một số tên đại thừa nổi tiếng ở các giới diện khác nhau âm thầm tra xét mọi chuyện. Nhưng bởi trận biến đổi khi đó quá lớn làm áp lực cách giới tăng vọt lên rất nhiều lần sau cùng vẫn không thể nghĩ ra được cách nào khả quan rơi vào đường cùng bọn ta cũng chỉ có thể trở lại cái giới diện được bố trí phong ấn này rồi ôm theo hy vọng đợi một vài bạn bè chi kỷ nghĩ cách phá giới xuống đây cứu thế rồi cứ mỗi ngàn năm hai người chúng ta lại thức dậy để đón nhận lấy nỗi thất vọng cực kỳ mà trong thời gian dài đằng đẵng như thế giữa ta và người kia rốt cuộc đã nảy sinh ra tranh chấp kết quả là sau một lần cãi cọ to tiếng với nhau đến lâu tiếp theo ta tỉnh lại thì đã thấy nàng ra tay với ta rồi lúc đó nguyền thần của ta đã bị nàng phong ấn vào cái bát này trong khắp tế đàn liên tục vang lên âm thân của người đàn ông thỉnh thoảng giọng nói của hắn còn mang theo nhưng dao động cảm xúc khác thường chính nàng ta mang theo loại dầu thắp dùng để duy trì cho ngọn lửa cháy mãi trên ngọc thanh đăng trong trận pháp đi tìm con sâu chúa kết cục cuối cùng thế nào thì vào thời điểm minh trùng mẫu bị diệt chính mắt ngươi đã được thấy rồi đấy còn bần đạo ở bên này nếu không phải trước đó có đề phòng trừ lại một ít dầu để đốt đèn thì chắc chắn linh hồn đã tan theo mây khói rồi mà nàng làm như vậy chắc cũng bởi muốn dùng thân thể của minh trùng mấu tu luyện thành chân cực khu rồi tự mình mạnh mẽ đột phá áp lực cách giới để trở về tiên giới thôi. Cũng có thể nàng còn lý do khác nữa, nhưng như thế nào thì bần đạo không sao biết được. Người đàn ông kể sơ lược về toàn bộ những sự việc đã xảy ra năm xưa. Thì ra năm đó đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, thảo nào mà tiến bối vẫn bị nhốt ở nơi này. Việc tiền bối muốn ta giúp đỡ chắc là giúp người thoát khỏi sự vây khốn của cái pháp khí này sao? Hàn Lập nghe xong trong lòng không ngừng suy nghĩ kỹ lưỡng lại toàn bộ sự việc, thế nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh rồi hỏi tiếp. "Ha ha, đúng là ta bị phong ấn vào trong hắc đàn bát này nhưng trải qua vô số năm tự mình nỗ lực thì này đã có thể thoát ra được một nửa rồi. Nếu không như vậy khi nãy đã chẳng thể giúp được ngươi. Chuyện ta muốn nhờ ngươi làm chính là tu luyện luyện thần thuật để tăng cường thân nghiệp, rồi sau đó giúp ta kích phát một lá bùa. Một khi tấm bùa này được kích hoạt thì nó sẽ truyền tin trở về cho một người bạn tốt của ta ở tiên giới." với quan hệ tốt đẹp của chúng ta năm xưa một khi biết được ta đang lâm nguy thì chắc là hắn sẽ nghĩ cách giúp ta quay trở về thật ngoài với phán đoán của hàn lập giọng nói của người đàn ông trở nên hết sức nghiêm trang tiền bối có bùa có thể truyền tin tới tận tiên giới sao hàn lập nghe vậy liền tỏ ra kinh ngạc ngươi không cần phải tỏ vẻ giật mình nếu chỉ đơn thuần là bùa chú bình thường thì tuyệt đối không thể làm được chuyện này tấm bùa mà ta có vốn là của một vị tiên quân có tiếng tăm lừng lẫy ở tiên giới nó được lưu truyền cực kỳ thưa thớt hơn nữa ngay cả các chân tiên tầm thường có thần niệm yếu kém cũng không thể kích hoạt được nó. Chính vì thế nên ta mới cần nhờ đến Hàn đạo hữu. Người đàn ông tỏ ra hơi bất đắc dĩ, theo lời tiền bối thì lúc này ta đã tu luyện luyện thần thuật nên có thể kích phát được nó sao? Hàn lập nhăn mày, thần niệm của ngươi lúc này tuy có thể nói là rất mạnh, gấp xa mấy lần so với những tên cùng cấp với ngươi. Nhưng nếu so với ta lúc bình thường thì chẳng thấm tháp vào đâu cả ý của ta là chỉ khi ngươi tu luyện thành công tầng thứ ba của luyện thần thuật mới có thể miễn cưỡng làm được việc này. Người đàn ông cười khẽ rồi đáp, chương 2245, trợ giúp, tu luyện đến tầng thứ ba của luyện thần thuật, muốn thành công thật chẳng dễ dàng chút nào, năm đó lúc ta tu luyện tới tầng thứ hai đã phải dùng hết mọi phương pháp rồi. Lúc này còn muốn tiến thêm một tầng nữa trong thời gian ngắn thực là không có khả năng. Hàn lập không cho là đúng, vừa nãy thông qua trận pháp từ xa ta thấy ngươi đánh một trận với chân cực khu của minh trùng mẫu độ mạnh mẽ về thân thể của ngươi thật chẳng thua kém bao nhiêu so với đám huyền tiên có điều kiện như vậy lại kèm thêm sự chỉ dẫn của ta thì việc tu luyện thành công tầng thứ ba sẽ không quá khó khăn như ngươi tưởng tượng tuy rằng năm đó ta chưa hề tu luyện qua công pháp này nhưng vốn là một sứ giả chịu trách nhiệm tuần tra nên tất nhiên đã từng bắt được vài tên biết loại cấm thuật này bắt bọn chúng nói ra một vài bí quyết tu luyện cũng là chuyện khá dễ dàng dường như người đàn ông đã đoán trước được ý của hàn lập tiền bối làm cho tại hạ cảm thấy thật khó xử tu luyện môn pháp thuật này sẽ đem lại hậu họa vô cùng muốn tiến thêm một tầng nữa thì phải cân nhắc thật kỹ lưỡng thiệt hơn mới được nếu chẳng may ngay lúc tại hạ vừa mới phi thăng đã bị người ta đến giết chết thì sao đây hàn lập do dự một lúc mới gượng gạo cười đáp ta hiểu đạo hữu còn chưa thực sự tin tưởng ta nhưng không sao với tu vi của ngươi như lúc này nếu nhanh thì thì trăm năm Chậm thì khoảng ngàn năm là ngươi sẽ phát hiện ra điều không ổn trong thức hải mình. Đến lúc đó tất nhiên là ngươi sẽ phải tìm ta, còn việc phi thăng mà đạo hữu lo lắng lúc này liệu có quá sớm hay không? Chẳng bằng tính toán cách thoát khỏi nguy hiểm hay dùng cách nào để phi thăng chẳng phải sẽ thực tế hơn sao? Người đàn ông nhẹ nhàng đáp lời, hoàn toàn không có ý muốn cưỡng ép Hàn Lập. Đa Tạ Tiền Bối đã thông cảm, việc này ảnh hưởng rất lớn đến con đường tu đạo của Vãn Bối nên phải cẩn trọng đắn đo thật nhiều vãn bối cần một thời gian nữa để cân nhắc lại mọi chuyện tin rằng sẽ sớm có câu trả lời đến tiền bối nhưng ta vẫn còn một điều muốn hỏi hàn lập trầm ngâm đến cả buổi mới nói ra ý của mình ô người muốn biết chuyện gì người đàn ông không cảm thấy bất ngờ trước câu trả lời của hàn lập mà còn bình tĩnh hỏi lại ta muốn biết tiên giới có hình dáng như thế nào ánh mắt của hàn lập chợt lóe ha ha tiên giới thế nào ư ừ, lúc này nói với ngươi vẫn hơi quá sớm nếu đúng là ngươi muốn biết nó thế nào thì vào trước lúc phi thăng ta sẽ nói cho ngươi một vài nội dung cụ thể còn bây giờ chỉ có một chữ rộng mà thôi khi đến tiền giới ngươi mới hiểu được độ rộng lớn của các khu vực ở đó chính vì vậy cho dù đạo hữu có tu luyện luyện thần thuật đi nữa nhưng nếu không đến những nơi trọng điểm thì rất hiếm khi chạm mặt đám sứ giả tuần tra như bọn ta tóm lại là cũng khá an toàn người đàn ông trả lời nhẹ nhàng nghe được lời vừa rồi của tiền bối vãn bối cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn vài phần Hàn Lập nghe xong liền mỉm cười. Dù thế nào thì những tài nguyên quý hiếm để tu luyện ở tiên giới cũng hơn xa rất nhiều so với hạ giới. Nếu không bần đạo cũng chả phải ngày đem đau đầu tìm kiếm phương pháp trở về. Được rồi, người không lập tức đồng ý giao dịch với ta, ta cũng chẳng giữ ngươi lâu làm gì. Ta có một vật đối với tình trạng của ngươi lúc này rất hữu dụng, tạm thời coi nó là thù lao cho việc đánh chết con sâu chúa đi. Ha ha, cả đời bận đạo xưa nay chưa nợ nhân tình của ai bao giờ vừa dứt lời, một tiếng véo vang tới, từ trong chiếc bát đen thui bỗng phun ra một làn sáng màu trắng. Thần niệm của Hàn Lập quét nhanh qua, vẻ mặt hơi đổi, hắn phất tay lên nhanh chóng chụp lấy vật đang bay về. Nhìn kỹ lại thì ra đây là một mảnh ngọc trong suốt có hình dáng giống như tờ giấy, mặt ngoài của nó được khảm chi chít những ký tự vàng và bạc rất nhìn thật quen mắt. Đúng là chúng được viết bằng chữ ngân khoa và kim triện nổi tiếng ở tiên giới. Đây là một lá bùa quý mà năm đó ta mang xuống bên trong nó ẩn chứa một giò tử vân tinh rất quý hiếm ở tiên giới có nó chắc chắn sẽ đủ để bù đắp những tổn thương về chân nguyên của ngươi giọng nói của người đàn ông trong chiếc bát chẳng hề mang theo chút cảm tình nào từ đầu ngón tay hàn lập cảm ứng được từng đạo tiên khí đang tỏa ra hoàn toàn khác hẳn với linh khi thường thấy trong lòng hắn cực kỳ vui mừng lập tức cất tấm bùa đi rồi chắp tay cúi mình cảm ơn ngươi có thể đi rồi đợi khi nào quyết định tiếp tục tu luyện luyện thần thuật thì hãy quay lại gặp bần đạo Tiếng nói của người đàn ông vừa dứt thì một cái pháp trận sáng rực đã xuất hiện dưới chân của Hàn Lập. Trong chớp mắt hắn đã bị truyền tống ra khỏi nơi này. Đã tu luyện môn bí thuật đó rồi còn muốn dừng lại sao? Thế gian làm gì có loại chuyện tốt đẹp như vậy, theo tình hình lúc này thì ta nên ngủ tiếp một thời gian nữa, mong là khi tỉnh dậy cũng chính là lúc gặp lại hắn đi. Một lúc thật lâu sau giọng nói của người đàn ông mới lại vang lên từ trong chiếc bát Tiếp đó cả đài tế chấn động kịch liệt, những cây trụ bằng đồng xanh ở xung quanh nổ vang rền rồi truyền đến khắp mọi nơi trong rừng đá đang biến ảo thành mô hình của tòa trận pháp. Ánh sáng lóe lên rồi tắt đi, cho dù là rừng đá hay các cột trụ bằng đồng đều như ảo ảnh tan biến mất. Nơi này hoàn toàn trở lại dáng vẻ trống trải hệt với ban đầu. Ô không 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 ô, một năm sau, trên một đỉnh núi cao hàng vạn trượng cách khu vực Thủy Ấn không biết bao xa ở ma giới có một người thanh niên mặc áo bảo đen đang ngồi trên mỏm đá, hai mắt khép hờ. Thời gian trôi qua không biết đã bao lâu, nét mặt của người thanh niên đó chợt đổi, cặp mắt liền mở to. Chẳng những thế từ hai con ngươi của hắn còn tỏa ra những tia sáng màu tím nhạt. Người đến sao lại là, sắc mặt hơi đổi, miệng hắn thì thào một câu, hơn nữa giọng điệu còn mang theo đôi chút e rè. Chốc lát sau, ở phía chân trời vang lên từng tiếng xé gió. Một vệt cầu vồng màu xanh sáng chói mắt đang vạch ngang nền trời bay đến, sau vài lượt chấp động, nó đột ngột dừng lại ngay phía trên đỉnh ngọn núi này. Nguyên yểm đạo hiếu, vậy là ngươi thực sự ra tay, hơn nữa còn đến sớm hơn hai canh giờ so với ước định nữa. Vệt sáng dừng lại, trong làn hào quang màu xanh mờ mờ đang dần tan đi hiện ra hình dáng của một gã thanh niên khoảng độ 20 tuổi. Hắn liếc mắt nhìn xuống phía tảng đá bên dưới, khóe miệng nhếch lên một nụ mỉm cười. Người thanh niên này đúng là Hàn Lập, còn đang ngồi trên tảng đá phía dưới chính là Nguyên Yểm, một trong những thủy tổ của ma tộc. Hẹn ta đến đây không phải là các hạ, bảo hoa đang ở nơi nào cho đến cùng thì mưu kể của ả này vẫn không chê vào đâu được vẻ mặt của nguyên yểm chẳng thay đổi chút nào mà giọng nói của hắn cũng lạnh băng như thường lúc này bảo hoa đạo hữu đang ở cốc phỉ vân cách đây cả trăm vạn dặm mà ta đến đây cũng bởi lời hẹn đó tạm thời mời đạo hữu nán lại đây một thời gian rồi hãy nói chuyện khác sau hàn lập mỉm cười vậy mà hắn lại nói trắng ra mục đích của mình với người ở phía dưới cốc phỉ vân đó chính là nơi lục cực đang dưỡng thương vậy là bảo hoa đã quyết định ra tay rồi à chuẩn bị đoạt lại ngôi thủy tổ đã mất. Mà xem ra cũng đã có người cầm chân niết bàn ở nơi khác. Ở đây ngoài các hạ gia thì người có đủ tư cách làm việc này cũng chỉ có thể là lão già đồng nha đó thôi. Thật chẳng biết bảo hoa đã cho các ngươi những lợi ích gì mà các ngươi chịu giúp đỡ. Khuôn mặt của Nguyên Yểm tỏ vẻ hơi phức tạp, mà cũng thật lạ, chẳng những hắn ta không hề nổi giận mà còn vô cùng bình tĩnh hỏi chuyện với Hàn Lập. Ta vẫn chưa hỏi đến việc ai lo chuyện cầm chân niết bàn, nhưng chắc hẳn là lão già đồng nha rồi. Còn lợi ích sao? Tất nhiên là hàn mố cũng thu được vài điều, nếu không thì sao ta lại dễ dàng đắc tội với một gã thủy tổ cơ chứ? Hàn lập trả lời không chút hoang mang. Hừ, nghe người ta nói lúc giết chết con sâu chúa kia có mấy người cùng nhau ra tay nhưng thần thông của ngươi lại lớn nhất. Xem ra sau khi tiến cấp lên đại thừa kỳ ngươi đã có thể đứng ngang hàng với bọn ta. Tuy vậy nếu như ta thực sự muốn rời đi thì ngươi cho là có thể ngăn cản được sao? Những tia sáng màu tím nhạt trong mắt của Nguyên Yểm chấp động liên tục, lời do hắn nói ra cũng dần trở lên lạnh lẽo. Giết chết minh trùng mẫu là do nhiều người cùng nhau ra tay, tuy hàn mẫu cũng góp sức một phần nhưng vẫn không dám dành hết công lao về mình. Còn nếu đạo hữu cảm thấy có thể rời đi khi đã ra tay với ta thì cứ việc thử một lần đi. Hàn lập thấy biểu hiện của đối phương như vậy nhưng vẫn điềm nhiêm đối đáp. Nguyên yểm nghe xong sắc mặt liền trở nên tức tối, thế nhưng trong mắt hắn vẫn còn như ẩn như hiện đôi chút do dự khó quyết. Phải qua khoảng một tuần trà đắn đo sau hắn mới thở dài rồi nói mặc kệ thế nào nhưng lần này ta có thể thoát ra từ trong phong ấn cũng là nhờ công của bảo hoa dẫn người đến cứu giúp dựa vào mối ân tình đó thì ta sẽ không can thiệp vào lần hành động này của ả nếu ả thành công thì ta cũng thừa nhận bảo hoa đã trở về vị trí thủy tổ như trước kia còn như thất bại thì ta cũng sẽ không cho ả cơ hội thứ hai dù sao thì ở thánh giới chúng ta các thủy tổ luôn luôn cùng tiến cùng lui với nhau đạo hữu có quyết định như vậy thật là chuyện may mắn nếu như nguyên đạo hữu không chê hay là nhân cơ hội này chúng ta hãy trao đổi một vài tâm đắc trong lúc tu luyện đi đạo hữu thấy ý kiến này thế nào hàn lập nghe vậy liền mừng rỡ thế rồi hắn tươi cười đưa ra đề nghị với nguyên yểm bổn tọa rất hứng thú đối với thực lực tăng vọt một cách kinh người của hàn đạo hữu sau khi tiến cấp trao đổi kinh nghiệm tu luyện với ngươi cũng là việc tốt lần này nguyên yểm chỉ hơi suy nghĩ đôi chút đã gật đầu đồng tình hàn lập nghe xong liền không khách sáo hắn phất tay xuống đỉnh núi phía dưới Lập tức trên đó đột nhiên trồi lên một tảng đá lớn khác, đối diện và khá gần với tảng đá mà Nguyên Yểm đang ngồi. Hàn Lập làm xong, hào quang trên thân hơi sáng lên rồi từ từ đáp xuống phiến đá. Ô không 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 ô, mà cùng với lúc này, ở hòn đảo nhỏ nổi giữa hồ nước, lão già Đồng Nha đang giữ vẻ mặt nghiêm nghị đứng lơ lửng trên không. Còn phía đối diện lão là một thanh niên tuấn tú toàn thân khoác chiến giáp trong suốt tỏa ánh sáng vừa vàng vừa bạc lấp lánh. Hắn đang nhìn chằm chằm về phía lão già, ánh mắt chẳng hề có chút thân thiện nào. Còn ở chỗ khác có một thung lũng trải đầy bởi những thân trúc xanh mượt mà đang bị khắp một trời sương mù trắng xóa bao phủ. Ngay giữa mặt biển trắng xóa này có từng dòng sương mù quay cuồng, thỉnh thoảng còn vang vang từng hồi tiếng nổ âm y. Đâu đó lác đác từng ảo ảnh những cánh hoa bay lượn lập lờ giữa không trung. Chương 2246, quay lại Quảng Nguyên trai. Lục Cực, bao nhiêu năm rồi không gặp vậy mà ngươi chẳng tiến bộ thêm chút nào chẳng lẽ là do vết thương trong cuộc chiến giữa ta và ngươi năm xưa vẫn chưa lành hẳn sao? Lúc này sáu cái hóa thân của ngươi đã bị ta diệt sạch, mà ngay cả thân thể chính thức ngươi cũng đang ở trong huyền thiên linh vực. Nếu như ngươi không có bản lĩnh tài trời thì chớ đừng mộng ước gì xa xôi. Giọng nói của bảo hoa truyền đến từ giữa muôn trùng những cánh hoa hồng nhạt. Nhưng trong biển xương trắng chỉ âm y những tiếng nổ liên miên, hoàn toàn không có ai đáp lại lời của nàng. Ngươi liều lĩnh chịu hao tổn cả sáu cái hóa thân để ngoan cường chống lại ta chắc là vì đợi hai tên niết bàn với nguyên yểm đúng không? Bảo hỏa chẳng thèm để ý đến thái độ của đối phương mà khóe miệng nàng còn nhếch lên châm chọc. Thì đã làm sao? Năm đó khi giành lấy địa vị thủy tổ từ tay người ta đã được chính niết bàn và nguyên yểm đồng ý, hơn nữa còn dốc hết sức để bảo vệ ta. Người chớ vội quên, lúc này ta mới chính thức là một trong ba thủy tổ ở thánh giới. Ta đã sớm đoán được thế nào ngươi cùng tìm đến để báo lại mối thù năm đó, vì vậy ta đã thông báo cho hai vị đạo hữu kia rồi. Thiếu nữ trong làn sương mù thẹn quá hóa giận, giọng nói của nàng truyền ra mang theo vẻ gắt gỏng chói tai. Quả thực nguyên yểm và niết bàn đã đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi đụng độ với ta là họ sẽ ra tay giúp đỡ. Thế nhưng muốn làm được vậy phải có điều kiện quyết định mới được, đó là làm sao để họ có thể phân thân ra kia. Bảo Hoa nhẹ nhàng cười khuẩy, sao, ngươi cũng đã nhờ người khác trợ giúp sao, không thể nào, ở trong thánh giới này làm gì có ai có thể cầm chân được bọn nguyên yểm với niết bàn. Chẳng nhẽ ngươi đã nhờ người đến từ giới diện khác, bọn họ là tu sĩ đại thừa ở giới nào mà lại dám đi đắc tội với hai gã thủy tổ cơ chứ? Trong giọng nói của lục cực pha đầy nỗi kinh hãi và sợ sệt. Ngươi cũng không ngu mốc chút nào, ta đã phải bỏ ra một cái giá không nhỏ mới có thể mời được hai người này giúp đỡ. Một trong số họ có thực lực không hề thua kém với hai tên kia, mà người còn lại thậm chí còn hơn xa nữa cơ vì vậy nếu có ý định đợi chờ viện binh đến cứu thì ngươi đã phải thất vọng rồi. Bảo Hoa bật cười khanh khách, hừ, không cần hỏi cũng có thể đoán được một trong hai người đó là lão già đồng nha, nhưng kẻ còn lại là ai? Trong các cao thủ ở các giới diện khác còn có người có thể dùng thực lực để áp chế các vị tổ ở thánh giới sao? Bảo Hoa, đừng nói là ngươi tự biên tự diễn vở kịch này chứ. Nhưng chỉ chốc lát sau đó giọng nói của lục cực trở nên chấn tĩnh hơn, thậm chí ả à còn tỏ vẻ không tin tưởng gì lắm, ta có tự thổi phồng hay không thì chẳng mấy chốc nữa là ngươi sẽ rõ ràng thôi. Nguyên yểm và Niết Bàn ở cách đây không quá xa, nếu như họ thực sự có cách đến cứu ngươi thì với thời gian trôi qua đã lâu vậy họ phải đến rồi mới đúng. Chỉ là lúc này ngươi làm sao để có bản lãnh chống đỡ được thêm một khắc mới là việc khó nói. Bảo Hoa lạnh nhạt đáp lời, trong biển sương mù chỉ truyền ra một tiếng hừ lạnh lẽo cực kỳ tức tối, thế rồi sau đó hoàn toàn trở nên yên lặng, không còn bất cứ âm thanh nào nữa. Bởi vì lúc này lục cực đã hiểu rõ ràng mọi chuyện, cho dù lời nói của đối phương có là thật hay giả thì phiền toái trước mắt phải do chính mình tự giải quyết, vì vậy à chẳng buồn nói thêm bất cứ lời nào. Nhưng Bảo Hoa lại không như vậy, khóe miệng của nàng lại khẽ nhách lên, buông một câu nói khiến cho sống lưng của lục cực lạnh buốt. Lục cực, có phải ngươi đang tự tin là mình đã chuẩn bị một con đường lui đúng không? Cho dù bây giờ có bị ta giết chết thì ngươi vẫn có cơ hội bày lại keo khác sao? Bảo Hoa, ngươi nói vậy là có ý gì? Cuối cùng thì lục cực đã chẳng còn kiên nhẫn thêm được, ả à liền quát một tiếng chói tai. Đơn giản thôi, không phải là ngươi còn một cái hóa thân thứ bảy chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người khác sao. Tuy cái hóa thân này của ngươi được giấu giếm rất cẩn thận, chưa hề nói cho kẻ nào biết. Nhưng ngươi chớ quên là thế gian này luôn luôn có chuyện tai vách mạch rừng, điều mà ngươi cố giấu giếm đã bị ta phát hiện ra. Bảo hoa cười trúng chím, ta không tin là ngươi biết được chuyện gì rõ ràng có phải là ngươi nghe được vài tiếng phong thanh ở đâu rồi về ăn nói ngông cuồng nhằm trêu tức ta? Lục cực không hổ danh là kẻ địch nhiều năm của Bảo Hoa, tuy bí mật lớn nhất của mình bị xé toạc ra nhưng ả vẫn lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Hẳn là ngươi tính dùng cái hóa thân thứ bảy này phòng khi chẳng may phải nằm xuống rồi vẫn có nó để mà sống lại. Tuy nó chỉ là một cái hóa thân nhưng với khả năng của ngươi nếu muốn một lần nữa khôi phục lại trí nhớ cũng như thần thông của mình thật chẳng phải chuyện gì quá khó khăn. Mà nếu ta không để mắt tới việc này, không khéo nhiều năm sau lại bị người ám toán cũng nên chỉ là nếu căn theo thời gian thì cái hóa thân thứ bảy của ngươi giấu ở địa phương kia đã bị người ta bắt rồi bảo hoa cười khẽ sau đó thì thào như đang tự nói với chính mình cái gì người tìm ra chỗ giấu hóa thân của ta sao lại thế được người đã cho ai tới đó lục cực nghe vậy liền thốt lên kinh hãi ngươi không chú ý đến thằng bé tên là hắc ngạc xưa nay vẫn chưa bao giờ rời xa khỏi ta sao bảo hoa trả lời không chút đắn đo hắc ngạc chỉ là một thằng nhãi hợp thể kỳ thì còn lâu mới đủ sức phá hủy cấm chế của ta. Lục cực nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, không sai, chỉ bằng vào hắn mà muốn tự mình phá hủy cấm chế thì đúng là chưa đủ. Nhưng trong tay hắn có thêm một kiện huyền thiên chi bảo khắc chế với trận pháp mà người bố trí thì sao? Bảo hoa nhẹ nhàng đáp lời, huyền thiên chi bảo, ngươi dám đem bảo vật bậc này cho hắn mượn, bộ không sợ hắn cầm theo bảo vật rồi chạy trốn mất sao? Sắc mặt của lục cực tái xanh tái mét, ta đã làm một vài thủ đoạn trên bảo vật đó thì cớ sao lại không dám cho hắc ngạc mượn dùng chứ. Tốt rồi, rông dài với người từ nãy đến giờ cũng coi như báo đáp cạn tình cạn nghĩa với người rồi. Tiếp theo đây ta sẽ tiến đưa người đi thêm một đoạn. Ban đầu thì giọng nói của nàng cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng lời cuối cùng lại trở nên cực kỳ u ám. Tiếp theo đó những đóa hoa vốn đã lơ lửng phấp phới giữa làn sương trắng chợt léo sáng rạng rỡ, từng tiếng gió rít, tiếng chấp giật dần bắt đầu giấy lên rồn dập giữa không trung chợt xuất hiện thêm một đóa hoa rất lớn, từng cánh của nó trong suốt, sắc bén vô cùng. Lập tức sau đó, trong trung tâm thung lũng có vô số những lưỡi đao màu hồng nhà thật lớn bay lượn điên cuồng. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, bất kể là biển sương mù hay những đóa hoa trong tích tắc đã biến thành một khối cầu sáng mờ mờ có đường kính lớn đến cả dặm dài. Lại không biết bao lâu sau trôi qua, đến khi khối cầu sáng cùng với những dao động tràn ra khắp không gian tan đi, giữa thung lũng lúc này chỉ còn lại mỗi một dáng người thướt tha. Nàng than một tiếng nhẹ nhàng, thế rồi thân hình chợt mờ đi, sau đó không còn thấy đâu nữa. Chương 2247, quay lại Quảng Nguyên trai tiếp. Cũng trong thời gian này, Hàn Lập và Nguyên Yểm đang cùng ngồi trò chuyện với nhau trên đỉnh một ngọn núi giống hệt như hai người bạn tốt đã từ lâu lắm chưa gặp. Nguyên Yểm quả không hổ là một thủy tổ ở ma giới. Những điều tâm đắc mà hắn có được trong lúc tu luyện làm cho Hàn Lập cảm thấy cực kỳ mới mẻ và nể phục. Còn về phía Nguyên Yểm tuy vẻ mặt vẫn lạnh như băng chẳng chút cảm tình nhưng ánh mắt hắn vẫn lộ ra một ta khác lạ. Xem ra hắn cũng rất hứng thú đối với những lý giải của Hàn Lập trong quá trình tu luyện. Mà ngay khi đang thao thao bất tuyệt về một bí thuật của mình, đột nhiên lời nói của Hàn Lập đình chỉ ngay tức thì rồi ngó qua một hướng xa xăm nào đó, thế nhưng lại đứng dậy cười ha ha. Nguyên huynh, xem ra bảo hoa đạo hữu đã báo thủ thành công rồi. Nếu đã thế thì Hàn mỗ sẽ không quấy rầy huynh thêm nữa, ta sẽ rời đi luôn đây hàn lập chẳng đợi cho nguyên yểm kịp trả lời mà đã hóa thành một vệt cầu vồng màu xanh xé ngang trời bay đi còn nguyên yểm vẫn cứ ngồi trên tảng đá ánh mắt dõi theo vệt sáng đang tắt dần nơi cuối chân trời vẻ mặt không sao giấu nổi nỗi bất đắc dĩ trong lòng mà ở một nơi nào đó ngân nguyệt đang rất lo âu thấp thỏm ở bên cạnh nàng có một ông lão với một thanh niên vai khoác áo choàng mái tóc màu bạc tung bay phấp phới hai người này đúng là mạc giản ly và ngao khiếu những lão tổ tiên của hai tộc nhân và yêu Ba người vừa thấy bóng dáng của Hàn Lập hiện ra từ trong không trung tức thì liền cười rạng rỡ. Mà Ngân Nguyệt còn không kìm được lòng trực tiếp bay tới đón chào. Ba tháng sau, trên không trung hồ Lam Bọc lừng lãi tiếng tăm ở ma giới có một chiếc thuyền trong suốt đang lướt đi. Mặt ngoài của chiếc thuyền được chạm trổ những ký hiệu hoàn toàn trái ngược với những chiến thuyền bay khác tại ma giới, nó đang lướt đi với tốc độ nhanh không tưởng được như chẳng xem mấy tầng cấm chế trên mặt hồ này ra gì. Những chiếc thuyền của dân chúng trong ma tộc đang đi lại phía dưới thấy vậy liền giật mình nhưng sau khi quan sát kỹ lại thì ai nấy đều lập tức thay thế bằng vẻ kinh sợ. Thậm chí còn có một vài gã ma tộc còn nhìn tới chiếc thuyền trên trời làm lễ thăm hỏi. Vì ai nấy đều hiểu rằng, dám có thái độ ngông nghênh như vậy thì chỉ có thể là thánh tổ Lam Bộc hoặc là những thánh tổ danh tiếng khác ở ma giới mà thôi. Những gã ma tộc bình thường bên dưới nhìn lên, có người tỏ ra cực kỳ tự hào, có người lại giấy lên một cỗ quyết tâm ở trong lòng. Ở trên chiếc thuyền trắng trong bằng ngọc chính là Hàn Lập hắn xuất phá từ nơi rất xa xăm ở ma giới, đi qua hơn 10 pháp trận truyền tống ở các thành thị lớn mới tới được nơi này. Mà mục đích của hắn cũng chỉ bởi tử linh mà thôi. Năm đó hắn đã đồng ý với nàng, chỉ cần mình có đủ khả năng là sẽ giúp cho nàng thoát khỏi ràng buộc với lục cực, tiếp đó sẽ đưa nàng trở về linh giới, tìm cách giúp nàng khôi phục lại thân thể nhân tộc của mình. Lúc này lục cực đã nằm xuống trong tay bảo hoa, còn ở ma giới thì chẳng có điều gì có thể uy hiếp đến mình, vì vậy tất nhiên là hắn thoải mái đi thực hiện lời ước hẹn năm xưa. Còn vị thánh tổ tên là Lam Bộc ở đây cũng là một thành viên bị nhốt trong phong ấn. Tuy lúc này mụ ta đã trở về nhưng chắc chắn là đã nghe lời đồn về hắn rồi. Chính vì vậy ngay cả khi biết hắn là một tên nhân tộc nhưng cũng tuyệt đối chẳng dại gì mà dây dưa vào. Trong tâm hàn lập tính như nước, chiếc thuyền màu trắng được hắn điều khiển đến một khu rừng rậm bên cạnh tòa thành rồi lượn thêm vài vòng, sau đó mới chịu chậm rãi đáp xuống dưới. Phốc phốc, vài tầng cấm chế bị thần niệm mạnh mẽ của Hàn Lập áp xuống tạo thành một lỗ thủng rộng đến vài chục trường. Chiếc thuyền không đợi cho cấm chế khôi phục, nó lập tức lướt thẳng vào trong lỗ thủng đó. Mà ở phía dưới lớp cấm chế là vài tòa lâu đài đã được người ta dựng lên vững vàng trên mặt đất. Trước cổng còn ghi thêm ba chữ sáng lấp lóe thật lớn, Quảng Nguyên Trai. Cùng lúc đó, trên tầng thứ tư của tòa lầu có một cô gái mặc áo gai đang nằm dài nhởn như đọc sách. Bỗng nhiên nàng bật dậy, bấm bấm nhầm nhầm gì đó rồi ngón tay lại hoa lên, trên mặt lập thực hiện ra nét kinh ngạc pha lẫn vui mừng. Tiểu thư, hỏng rồi, có người đột nhiên phá hủy cấm chế xông vào, giọng nói hốt hoảng của bà lão nào đó thốt lên từ tầng lầu phía dưới. Dì Chu đừng lo, người đến không phải kẻ địch đâu, mà là một vị khách quý đó. Người thiếu nữ áo gai hé môi cười, tỏ vẻ rất hưng phấn. Chương 2248, bước tiến hóa cuối cùng. Hàn Lập biết những lời nói này của Tử Linh là chân tình, trong lòng có chút cảm giác mất mát, nhưng cũng không khuyên bảo gì thêm mà chỉ dặn dò nàng vài câu. Dù sao thì theo lời của tử linh, thể chất ma tộc có vẻ phù hợp với nàng hơn, mà nếu có quay về nhân tộc, thì bản thân hắn cũng không đảm bảo được cho đối phương phi thăng tiên giới. Nếu như vậy thì tốt nhất cứ ở lại ma giới, nói không chừng có thể thực sự tìm ra cơ duyên của bản thân. Sau đó, Hàn Lập ở tại Quảng Nguyên Trai một tháng. Trong thời gian một tháng này, hắn đem hết tất cả những kinh nghiệm tu luyện ma công tâm đắc nhất truyền cho tử linh để nàng có thêm nhiều lĩnh ngộ sâu hơn về nó những lúc như vậy lam dĩnh cũng không khách khí đều ngồi một bên nghe hàn lập chỉ dạy kết thúc mỗi buổi giảng trên mặt nàng đều lộ ra vẻ trầm tư suy nghĩ rõ ràng cũng thu được rất nhiều lợi ích được một tu sĩ đại thừa kỳ ra sức chỉ bảo đối với các nàng chính là một cơ duyên hiếm thấy quảng nguyên trai không hổ danh là thế lực lớn chỉ sau một tháng đã tìm được địa phương được ghi chép lại trên bản đồ của Khấp Linh, rất nhanh Lam Dĩnh đã có kết quả trong tay. Lam Dĩnh không do dự đem tin này nói cho Hàn Lập biết. Hàn Lập biết tin thì vô cùng vui mừng. Qua thêm mấy ngày nữa, Hàn Lập dừng lại việc chỉ dạy cho Tử Linh, cùng nàng đi du lịch, thăm thú phong cảnh tuyệt sắc ở quanh khu vực Hồ Lam Bộc. Bọn họ vừa du lãm những cảnh sắc mà ở linh giới không hề có, vừa bồi hồi nhớ lại chút kỷ niệm xưa ở nhân giới, thỉnh thoảng lại cười cười với nhau tỏ vẻ hiểu ý nhưng hai người cũng không hề nhắc lại đoạn tình cảm năm xưa, ngay cả một hành vi thân mật cũng không có, mà chỉ nói chuyện với nhau như hai người bạn tri kỷ vậy. Thời gian nhanh chóng qua đi, vào buổi sáng một ngày, Hàn Lập phiêu nhiên rời khỏi thành Lam Bộc. Mà ở bên cửa sổ tầng 4 của Quảng Nguyên Trai, Tử Linh đứng đó, nhìn về phương xa, vẻ mặt đầy phư xê tạp, có chút ngọt ngào nhưng cũng đầy dứt khoát. Tử tỷ tỷ, tỷ thực sự tình nguyện cùng Hàn Huynh hai người hai giới, cách xa nhau sao? Tiểu muội nhớ cách đây không lâu, tỷ còn rất mong đợi ngày này mà. làm dĩnh đứng ở phía sau Tử Linh, nhíu mày hỏi, nếu ta về cùng hắn thì có thể làm vơi đi nỗi nhớ, nhưng cũng chỉ có thể ở bên cạnh hắn một đoạn thời gian mà thôi. nhưng mấy vạn năm sau, mười vạn năm sau nữa thì sao? với tư chất của hắn, tiến lên tiên giới chỉ là chuyện sớm muộn. ta muốn ở cạnh hắn mãi mãi, cũng chỉ có một con đường duy nhất đó là lên tiên giới. vui vẻ một quãng thời gian hay vĩnh viễn ở cạnh hắn, nếu là muội, muội sẽ chọn cái nào? Tử Linh không quay đầu lại, than nhẹ một tiếng, nói. Thiếu nữ áo gai nghe thấy vậy thì thần sắc khẽ động, sau đó lâm vào trầm tư. Nửa tháng sau, trong một sơn cốc gần khu vực Lam Bộc, Hàn Lập từ trên chiếc thuyền màu trắng nhẹ nhàng hạ xuống. Dưới một gốc cây lớn, một nữ tử tuyệt đẹp với mái tóc màu bạch kim đang lẳng lặng đứng đợi ở đó. Đúng là Ngân Nguyệt, vừa thấy Hàn Lập, trong mắt nàng hiện lên một tia ngạc nhiên. Hàn Huynh, gặp tử Linh muội muội chưa? Nàng ôn nhu hỏi, đã gặp rồi, nhưng nàng ta muốn tiếp tục ở lại ma giới tu luyện ta nghĩ đây cũng không phải là lựa chọn sai lầm nàng ta ở lại đây tu luyện ma công thật sự có thể đi tới đỉnh cao được hàn lập bình tĩnh trả lời nếu hàn huynh đã đồng ý thì lựa chọn của tử linh muội muội không sai rồi đã như vậy chúng ta cũng về linh giới thôi ông tổ của muội và mạc tiền bối cùng với những đại thừa khác của linh giới đã trở về từ trước rồi ngân nguyệt nghe vậy trên mặt cũng hiện lên chút khác thường nhưng vẫn gật đầu nói Hiện tại về linh giới còn hơi sớm, ta có một tàng bản đồ của ma tộc ở đây, trong đó chắc cũng có không ít bảo vật." Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi nói. "Tàng bản đồ?" Ngân Nguyệt kinh ngạc hỏi lại, hiển nhiên đây là lần đầu nàng nghe Hàn Lập nói tới chuyện này. "Ha ha, muội cứ đi theo ta là được, ta tính toán lộ trình, nếu thuận lợi cũng chỉ hết mấy tháng thời gian mà thôi." Hàn Lập mỉm cười nói. Hàn huynh đã nói như thế, tiểu muội tất nhiên tin tưởng rồi. "Vậy lên đường thôi." Ngân Nguyệt cười một tiếng, chân ngọc khẽ động, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc, nhẹ nhàng tiến lên chiếc thuyền. Hàn lập gật đầu, chân cũng nhẹ nhàng thúc giục con thuyền dưới chân mình, một âm thanh vù vù vàng lên, con thuyền hóa thành một đạo ánh sáng trắng phá không mà đi. Mấy tháng sau, hai người hàn lập ngồi trên con thuyền, cuối cùng cũng tiến được vào vùng đất hoang của ma tộc. Ở phía trước con thuyền, một con rối hình vượn cao hai trượng đang đứng, linh quang dưới chân không ngừng chấp động, hiển nhiên nó đang điều khiển con thuyền tiến lên phía trước mà ở trong một gian phòng trên phi thuyền ngân nguyệt đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn tay kết quyết hai mắt nhắm lại tu luyện cũng không biết là loại công pháp gì mà ánh sáng ngũ sắc không ngừng lưu chuyển quanh người đồng thời một hư ảnh cự lang màu bạc sau lưng nàng lúc ẩn lúc hiện trông rất sống động ở một gian khác cách đó không xa trong một căn phòng bố trí đầy cấm chế hàn lập cũng đang ngồi xếp bằng trên mặt đất nhưng trên mặt lúc này lại có vẻ do dự hai mắt nhìn vào một vật trong tay nhìn kỹ lại vật trong tay hắn có màu đen nhánh rõ ràng là tinh thạch màu đen còn sót lại sau khi minh trùng mẫu bị hình phạt thiên lôi giết chết. Hàn lập có được vật này đã lâu, cũng thử dùng thần niệm dò xét vô số lần, xem qua không ít sách cũ nhưng cuối cùng vẫn không biết lai lịch của vật này. Cũng có thể, đây là yêu hạch đã được rót vào vô số tinh hoa của cả đời minh trùng mẫu trăng. Đương nhiên, yêu trùng này cũng có thể đem tàn hồn ẩn tàng ở trong đó để tránh đi đại kiếp của mình. Nhưng tinh hồn nguyên thần của minh trùng mẫu thì đã bị tiêu tán rồi. Cho dù tinh hạch này có thể ngăn cản công kích ở một mức độ nào đó, nhưng làm sao có thể thoát được dưới hình phạt chi lôi, là thiên lôi của tiên giới được. Uy năng cường đại của hình phạt thiên lôi đã sớm tàn phá tất cả mọi thứ bên trong tinh hạch, thậm chí ngay cả bản thân nó cũng bị tiêu tán quá nửa rồi. Hàn lập tiếp tục nhìn vào vật ấy, trên mặt hắn đầy vẻ trần trừ, dường như rất khó có thể đưa ra quyết định. Một âm thanh ong ong vang lên, dù rất nhỏ nhưng trong tai hàn lập lại không khác gì sấm sét bên tai. Những tên này lại bắt nháo rồi, xem ra thật sự rất thèm thuồng thứ này. Nhưng đáng tiếc, vật này với ta còn có tác dụng, như có thể hấp thu tinh hoa ở bên trong, nói không chừng còn có thể làm phạm thánh chân ma công tiến thêm một tầng. Hàn lập cười khổ, khẽ thì thào, vẫn cúi đầu nhìn tinh hạch, đăm chiêu suy nghĩ. Mà âm thanh ong ong kia càng lúc càng lớn, hai hàng lông mày của hàn lập trao lại, tay áo vung lên, ba đoàn ánh sáng màu vàng từ trong phi ra. Quay tròn một vòng, sau đó quang mang dần được thu liếm lại. Ba con trùng màu vàng to lớn xuất hiện trước mắt Hàn Lập, bên ngoài thân còn có ban văn màu tím lúc ẩn lúc hiện. Ba con này đúng là ba con ngụy phệ kim trùng vương. Ba con phệ kim trùng này vừa hiện ra, ánh mắt đều tập trung hết lên viên tinh hạch màu đen trong tay Hàn Lập với vẻ thèm thuồng. Vèo, vèo, vèo ba tiếng, cánh của cả ba con trùng đều rung lên, đồng thời hóa thành ba đạo kim quang bắn về phía tinh hạch. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, bàn tay hướng ra phía trước người, năm ngón tay hướng ra hư không đánh một chảo, một lực lượng vô hình dữ dội cuồn cuộn bắn ra bang bang ba con phệ kim trùng vừa tới gần hàn lập đã bị bắn ngược trở lại dù không rơi xuống nhưng cũng khó khăn lắm mới có thể giang cánh ổn định lại thân hình một lần nữa những con ngụy phệ kim trùng vương này dù vô cùng lợi hại nhưng sau khi hàn lập tiến dai lên đại thừa kỳ thì những con trùng này chỉ như ấu trùng mà thôi một sức phản kháng lại hắn cũng không có nhưng dù thế nào thì ba con ngụy phệ kim trùng vương này vẫn không từ bỏ ý định muốn lao về phía hàn lập nhưng dường như chúng bị một cỗ lực lượng vô hình chăn lại nên không thể tới gần được Thấy bộ dáng của ba con phệ kim trùng này Hàn lập nhân mặt Sau đó mới thở dài Thì thảo nói Sao đây Trong này chứa tinh hoa của minh trùng mẫu Rất thích hợp để cho chúng cắn nuốt Còn minh luyện hóa thứ này cũng không biết sau này có để lại tại họa ngầm gì không Ba con ngụy phệ kim trùng vương này dường như đã đến bước tiến hóa cuối cùng Nếu như cắn nuốt tinh hoa của con sâu chúa Có khi Sắc mặt Hàn lập thay đổi liên tục bàn tay chắn trước người cũng thu lại sau đó ném tinh hạch màu đen này lên cao. Ba con trùng màu vàng không bị ngăn cản nữa, lại thấy tinh hạch rời khỏi tay hàn lập bèn đồng thời hóa thành ba đạo kim quang phóng tới. Sau một khắc, lấy tinh hạch màu đen làm trung tâm, ba con vệ kim trùng này ầm ầm đụng độ nhau. Ba con vệ kim trùng vừa cắn xé nhau, vừa hướng viên tinh hạch đang bắn đi, cuống cuồng hút lại. Cuối cùng, cả ba con đều há miệng, đem viên tinh hạch chia làm ba, sau đó cùng nuốt vào trong bụng tinh hạch vừa tiến vào trong bụng, ban văn màu tím bên ngoài thân phệ kim trùng ẩn hiện không ngừng, thân hình chúng bắt đầu co giãn không ổn định, hơi thở càng lúc càng trở nên rối loạn. Miệng phát ra thanh âm tê tê, ba con phệ kim trùng này bắt đầu lao vào nhau, hung hăng cắn xé lẫn nhau. Hàn lập nhìn thấy cảnh này thì thần sắc cũng khẽ động, nhưng hắn vẫn lặng lặng ngồi ở một chỗ, không hề có ý định ra tay ngăn cản. Ba con phệ kim trùng ở giữa gian phòng vẫn không ngừng tranh đấu thảm liệt. Không bao lâu sau, trên người ba con này đều lộ ra những vết thương lớn, trong đó có hai con còn mất đi một cái chân trước. Sau một hồi cắn xé lẫn nhau, bỗng nhiên kim quang chợt lóe ra trên người chúng. Bọn chúng lại tiếp tục phát ra thanh âm uy hiếp lẫn nhau, cánh rung lên, sau đó lại tiếp tục quấn lấy nhau. Mặc dù cả ba con đều bị thương không nhẹ nhưng động tác vẫn không bớt đi sự hung hãn, không con nào có ý định thối lui cả. Hàn Lập nhìn một hồi lâu, như nhớ ra cái gì, ánh mắt chợt lóe tay áo vung về phía hư không bên trên, một mảnh kim hà bay ra, ba con phệ kim trùng đang đánh nhau trên cao thân hình trở nên mơ hồ, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Chương 2249, kẻ thù cũ. Hàn Lập giơ tay bắt lấy ba con phệ kim trùng cất vào linh thú hoàn rồi nhắm mắt điều dưỡng tâm thần. Không thể nghi ngờ một điều là sau khi ba con phệ kim trùng này cắn xé nhau xong sẽ chỉ còn lại một con mạnh mẽ nhất nhưng sau đó con phệ kim trùng đó có trở thành trùng vương hay vẫn nằm ở trạng thái chuẩn bị thực sự là điều hắn không sao nắm chắc được dù sao thì cũng có lời đồn về sự kinh khủng của phệ kim trùng vương sự mạnh mẽ của nó đến độ ngay cả chân tiên cũng cảm thấy ngán ngầm mà tất nhiên đây cũng chỉ là lời đồn thôi còn thực hư ra sao thì ở linh giới lại chẳng hề có lấy một mẩu sách nào ghi chép lại cả thế nên sự đáng sợ của phệ kim trùng vương sau này quả thực rất khó nói trước được lúc này hàn lập chỉ biết thầm mong ngóng ở trong lòng mà thôi có điều với thần thông kinh người của Hàn Lập như lúc này thì sự trợ giúp của các một đại thừa kỳ bình thường đã chẳng còn tác dụng là bao. Cho nên hắn đã có quyết định, lần này trở về hắn sẽ đôn đốc báo lân thú chăm chỉ tu luyện thật nhiều hơn nữa. Dù gì con linh thú này đã theo hắn nhiều năm, cũng tính lũy được không ít tu vi cùng thực lực, hơn nữa lại với sự trợ giúp của hắn về đan dược thì tin rằng trong thời gian tới sẽ tiến thêm một bước dài cũng là điều dễ dàng. Hàn Lập âm thầm suy suy tính tính như vậy, thần thức dần chìm thật sâu vào bên trong thức hải chiếc thuyền bay màu trắng không hề che giấu mà cứ một mạch phô trương bay qua những vùng hoang vắng. Từ trên thuyền tràn ra một cỗ khí tức như có như không của một tu sĩ đại thừa kỳ để khiến cho các ma thú xung quanh phải kinh hồn táng đảm không dám ho he. Nửa tháng sau, màu xanh bất tận của những cánh rừng phía dưới đã biến mất, thay vào đó một mảng trắng xóa mênh mông tuyết trắng thành đồng. Trước mặt tràn đến từng trận gió lạnh cắt ra cắt thịt, những cánh hoa tuyết như từng sợi lông ngỗng trắng ập đến ảo ạt như bão, thỉnh thoảng còn lẫn trong đó là vài cục băng to như nắm tay nhưng nằm bên trong một màn sáng màu trắng ngà, chiếc thuyền vẫn phóng đi an ổn vững chắc hệt như đá tảng. Hai con rối to lớn có hình dáng giống như vượn vẫn ngồi phía trước điều khiến chiếc thuyền bay đi như chẳng thấy chuyện gì khác thường. Mấy ngày sau, con thuyền đã lướt đến một chỗ rất sâu bên trong cánh đồng băng bất tận. Phía dưới lúc này tràn ngập không biết cơ man nào là tuyết dày, thỉnh thoảng đâu đó còn có vài dòng sông băng trong suốt lóng lánh. Mà đứng trên thuyền có thấy bằng mắt thường vài con thú nhỏ có bộ lông xù màu trắng đang chạy giữa vài ngọn núi nhỏ trong suốt chúng cứ phóng đi băng băng hình như chẳng nhận ra chiếc thuyền màu trắng trên đầu thì phải cũng chẳng trách những con ma thú này thấp kém quá mức đến cả việc cảm giác được khí thức tỏa ra từ chiếc thuyền cũng chưa đủ tư cách bỗng nhiên một vệt sáng màu bạc lóe lên trên chiếc thuyền thế rồi nó bắn đi lao thẳng đến một con trong đàn thú phía dưới tiếp đó đó vệt sáng quay trở về một lần nữa xuất hiện ngay bên trong đến khi làn sáng tan đi hình dáng của ngân nguyệt đang tươi cười liền hiện ra ngay phía trước mũi thuyền nàng đang ngắm nhìn con thú nhỏ màu trắng xinh xắn trên tay con thú này hao hao giống với một con gấu trắng thế nhưng trên trán của nó lại có một cái sừng màu lam ngăn ngắn hai tai nhô dài nhìn thật đáng yêu con thú đang bị nắm lấy bốn chân cứ liên tục hôi loạn xả trong không trung đồng thời cây sừng nhỏ trên trán của nó còn bắn ra vài tia điện đi đạch màu lam xem ra loài thú này không mấy thông minh cho lắm lạ ghê con thú này chẳng bị nhiễm chút ma khí nào mà ngược lại còn có vài phần giống với linh thú ở nhân tộc. Ngân Nguyệt xoa xoa đầu con thú nhỏ, khuôn mặt ánh lên một nụ cười rạng rỡ động lòng người. Nó có tên băng giác hùng, là một trong vài loại thú bậc thấp ở ma giới không cần nhờ đến ma khí để sinh tồn. Từ khi sinh ra đã có được hai loại thần thông bao gồm cả băng lẫn lôi điện. Một giọng nói lanh lảnh bỗng nhiên truyền đến từ phía sau lưng của Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt liền quay lại, vừa vặn thấy Hàn Lập đang ung dung bước ra từ trong khoang. Ô, Hàn Huynh cũng biết về con thú này sao? Ngân Nguyệt chúm chím cười. Năm xưa ta từng siêu tầm sách ghi chép về các loài ma thú ở ma giới cho nên đối với loài nửa linh nửa ma thú này ta có ấn tượng rất sâu sắc. Hàn Lập ôn tồn đáp, thì ra là thế, nhưng mà lúc này Huynh lại ra ngoài, có phải chúng ta đã gần đến mục tiêu rồi phải không? Ngân Nguyệt gật đầu, bỗng nhiên nàng hưng phấn hỏi. Dựa theo lời nói của Lam Dĩnh thì khoảng cách đến khu vực trên bản đồ có bảo tàng của khắp linh giỏi lắm chỉ còn nửa ngày nữa thôi. Hàn lập dùng thần niệm đảo qua bốn phía xung quanh rồi tùy tiện đáp lời. "Nửa này ư, cũng chẳng xa mấy, ha ha, vị lão tổ khấp linh này ngày xưa cũng là một người có tiếng tăm lừng lẫy tại ma giới. Hắn đã tận tâm lưu lại bảo tàng bí mật thì chắc chắn bên trong đó có rất nhiều thứ tốt." Ngân Nguyệt tỏ vẻ hưng phấn, cũng khó mà nói trước được, công pháp của ma tộc đối với nhân tộc chúng ta phần lớn là đối ngược nhau, vậy nên chắc hơn nửa những thứ quý giá trong đó đối với chúng ta lại chẳng mấy tác dụng nhưng nghe nói năm xưa người này sở hữu một kiện pháp bảo phi hành đặc biệt được xếp vào hàng thứ ba ở ma giới tên gọi là Mạc linh thánh thuyền nếu có thể lấy được nó cũng coi như chuyến này đã chẳng phí công rồi hàn lập mỉm cười được xếp vào hàng thứ ba sao vậy xem ra bảo vật này không phải loại tầm thường rồi muội nghĩ rằng chắc vì nó bay rất nhanh ngân nguyệt cười rạng rỡ như hoa hàn lập cũng khẽ cười như đang định đáp lại nhưng đột nhiên hắn nhíu mày ánh mắt đảo về một hướng nào đó phía xa tận chân trời a à lên ngạc nhiên Sao thế, Hàn Huynh phát hiện ra điều gì sao? Ngân Nguyệt cảm thấy thật ngoài dự liệu. Thú vị thật, chúng ta sẽ gặp lại người quen từ năm xưa. Tia sáng màu lam chấp động trong mắt của Hàn Lập đang soi về xa tiếp tắc, khóe miệng nhếch lên khẽ cười. Người quen, muội cũng quen sao? Ngân Nguyệt kinh ngạc, đúng vậy, năm đó ta cùng nàng từng chạm trán với kẻ này. Lúc này chúng ta hãy qua gặp người xưa đi. Hàn Lập thu lại tia sáng màu lam trong mắt, hắn nhìn về Ngân Nguyệt cười lém lỉnh. Ta vẫn chưa nhớ ra được vậy hãy qua gặp một lần đi ngân nguyệt cũng đưa thần niệm quét về phương hướng phía bên kia nhưng đáng tiếc là phạm vi tra xét của nàng rất có hạn lúc này nàng vẫn chưa phát hiện ra sự thực bên đó thế nào nên trong lòng không kìm nén được nỗi tò mò hàn lập chỉ cười cười mà không nói thêm bất cứ điều gì nữa tiếp đó bản nhân hắn khẽ nhún cả con thuyền khẽ rung lên rồi nhắm về một hướng khác lao đi vun vút một lát sau con thuyền đã vượt qua một khoảng dài đến mấy vạn dặm tới trước một đỉnh núi bằng băng trong suốt cao sừng sừng phải đến mấy ngàn trượng. Trên đỉnh ngọn núi đang phát ra liên tiếp những tiếng nổ ầm ầm, hơn nữa còn tràn ra từng đợt sóng khí cuồn cuộn về khắp bốn phương tám hướng. Ngọn núi phía trước thật giống như những ngọn núi băng thật lớn đã tồn tại qua không biết bao nhiêu năm tháng khác, thế nhưng ở xung quanh sườn núi lúc này đã bị bào mòn đi thật nhiều. Mà bốn phía quanh nó giải chi chút những khối băng lớn nhỏ nằm nhấp nhô khắp nơi. Ở trong trung tâm vụ nổ có từng đám khí màu trắng xóa quyện lẫn với từng làn khí màu lam, chúng đan lẫn vào nhau tạo thành một mảng mây mù răng kín. Lúc này nếu nhìn vào thì thấy dường như hai làn khí này đang đấu đá với nhau cực kỳ kịch liệt. Hàn lập thấy cảnh này liền nhíu khẽ hai mắt nhưng sau đó chẳng màng làm bất cứ điều gì. Còn con thuyền ở dưới chân vẫn tự động bay đến rồi dừng lại bất động ngay giữa không trung gần đó. Ngân Nguyệt cũng vội chấp chấp cặp mắt long lanh nhìn về cuộn khí ngùn ngụt ở đằng xa, đáng tiếc là lúc này nguyên khí ở nơi đó đang loạn xạ liên tục khiến cho nàng chẳng thể thấy được điều gì nhưng với khí thế kinh người đang diễn ra trước mặt thì chắc hẳn rằng những tên ma tộc cỡ hợp thể kỳ chẳng thể nào làm ra được là à sau nghi quan sát tỉ mỉ một lúc đột nhiên ngân nguyệt cảm nhận được một chút khí tức mỏng manh khá quen thuộc khuôn mặt xinh xắn như ngọc của nàng liền trở nên giật mình hàn lập khẽ cười cũng chẳng đáp lời mà cứ đứng trước mũi thuyền lẳng lặng nhìn hai làn khí giao đấu với nhau với thần niệm mạnh mẽ của mình tình hình đang diễn ra trong làn khói kia thế nào cứ hiện ra rõ mồn một trước mặt hắn. Ước chừng một uống hết một tuần trà, từ bên trong đám khói truyền ra một tiếng nổ long trời lở đất. Một vầng sáng màu lam bùng ra khiến cho mọi thứ ở xung quanh đó bị phá hủy sạch sẽ chẳng còn lại chút gì. Tiếng thét thảm thiết thê lương hệt như thú giống. Không gian liên tục dao động, một con dao long màu trắng dài đến mấy chục trượng phá vỡ vầng sáng mà ra. Tiếp rồi nó mặc kệ hết thảy những vết thương đang chẳng chịt quanh thân mình, cắm đầu cắm cổ bỏ trốn mất dạng. Nhưng đúng lúc này, một dáng người thon thả thướt tha chợt hiện ra ngay trong quầng sáng. Ả à ta quát lên, trên trời cao bóng giấy lên dao động, một cái bàn tay màu lam nhạt khổng lồ chợt hiện ra rồi chụp thẳng xuống, cắt phăng thân thể con dao long trắng ra làm mấy khúc. Tiếp đó bàn tay màu làm kêu lên mấy tiếng phốc phốc, ngọn lửa đen rực cháy lên, bao phủ lấy toàn bộ mấy màu thân của con dao long. Con thú kêu lên thảm thiết liên tục, mấy khúc xương thịt của nó cứ thả sung hữu đột trong làn lửa màu đen nhưng không cách nào thoát ra ngoài được chỉ chốc lát sau tất cả những gì của nó đều tan biến thành hư ảo hàn lập thấy thế đuôi lông mày khẽ nhíu lúc này hắn mới quay sang bóng người đang ở trong vầng sáng màu lam nguyên sát đạo hiếu có vẻ như ta và ngươi thật có duyên ở nơi hẻo lánh thế này mà chúng ta còn có thể gặp được nhau nhưng xem bộ dáng của ngươi lúc này thật chẳng tốt đẹp chút nào đứng trong làn sáng rõ ràng là một người thiếu nữ có khuôn mắt như ngọc làn da trắng tinh cực kỳ xinh đẹp đúng là vị thánh tổ mà năm đó Hàn Lập đã từng chạm trán ở lãnh thổ của mục tộc. Chỉ khác là lúc này bộ chiến giáp màu lam mà ả à vẫn thường mặc đã không còn sáng bóng như trước mà thay vào đó là cực kỳ ảm đạm. Chẳng những thế mà sắc mặt của nàng còn tái nhợt, khí tức do nàng tỏa ra rất yếu ớt, bộ dạng vô cùng bất ổn. Đáng lạ hơn nữa, nếu xem kỹ lại thì khí tức thực sự của nàng lúc này chỉ còn ở cảnh giới hợp thể kỳ mà thôi. Thì ra là Hàn Đạo Hiếu, chẳng nhẽ bảo hoa đã thay đổi ý định cho ngươi đến đây giết ta sao? nguyên sát nhận ra hàn lập nhưng cũng không ngạc nhiên chút nào ngược lại ả à còn ảo não hỏi han đuổi giết ngươi sao lại như thế tuy đúng là ta có ra tay giúp bảo hoa một lần nhưng cũng chỉ giới hạn trong một cuộc giao dịch đó thôi ngươi cho rằng ta là thủ hạ của bảo hoa hay sao hàn lập trầm mặt sẵn giọng nói với nguyên sát vậy là ta đã hiểu lầm mong hàn đạo hiếu rộng lòng tha thứ cũng thật là kể từ khi đạo hiếu tiến cấp lên đại thừa đến nay thần thông đã không sai biệt lắm so với bảo hoa lý nào lại nghe sai bảo đến đuổi giết một người gần như tàn phế như ta chứ nguyên sát tần ngần một lúc rồi chợt cười ảo não người tàn phế khí tức trên người của ngươi quả là không ổn sao lại trực tiếp rớt khỏi cảnh giới đại thừa rồi do bảo hoa ra tay với ngươi sao hàn lập nhíu mày trầm ngâm rồi vừa đoán vừa hỏi không phải do ta tự làm hao tổn đi hơn phân nửa tu vi của mình nguyên sát trầm ngâm một hồi sau đó nói một đáp án khiến cho hàn lập phải bất ngờ chương 2250, bảo tàng hiện ra. Tự hủy tu vi, ngươi lại tự mình làm chuyện này, ánh mắt của Hàn Lập chợt lóe, có vẻ hắn chẳng tin cho lắm. Nếu ta không tự hủy hơn nửa tu vi thì dễ dàng gì bảo hoa chỉ trục xuất ta đến nơi hoang vắng này, ở đời làm gì có chuyện đơn giản như thế. Dù sau năm đó ta cũng từng là người được ả tín nhiệm nhất, vậy mà lại đâm một nhát chí mạng ngay sau lưng ả. Lần này có thể giữ lại được tính mạng đã khiến ta quá bất ngờ rồi. Nguyên sát nhẹ nhàng giải thích đôi câu, hóa ra là thế vậy ra quan hệ giữa ngươi và bảo hoa năm đó thực không bình thường chút nào nên dưới tình huống như thế mà vẫn thả cho ngươi cao chạy xa bay hàn lập gật gật đầu có vẻ như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó hàn đạo hữu năm đó ta từng xúc phạm ngươi lúc này cảnh giới của ta đã giảm xuống không thể nào là đối thủ của ngươi được lần chạm mặt này ngươi định xử lý ta thế nào có phải sẽ báo đáp lại mối thù năm đó ánh mắt của nguyên sát toát ra đôi nét khác thường ả à thong thả hỏi nếu bảo hoa mà không chừng trị ngươi rồi thì đúng là ta rất có hứng thú báo đáp lại mối ân tình của ngươi năm đó. Nhưng bây giờ thì sao nào, lúc này ý muốn đó đã phai nhạt đi nhiều rồi. Tu vi của ngươi đã xa sút rất nhiều, ngay cả ý chí cũng đã chẳng còn giữ được, chắc là từ nay về sau chỉ mãi dậm chân ở tu vi như lúc này thôi. Cho dù ngươi có muốn khôi phục lại cảnh giới đại thừa kỳ một lần nữa nhưng cuối cùng chỉ là vô vọng. Nể ngươi dù sao cũng đã từng là một tu sĩ đại thừa, ta chẳng muốn khinh rẻ ngươi quá đáng. Ngươi mau tự chặt một tay của mình đi, như vậy mọi ân oán nằm đó giữa chúng ta cũng theo cánh tay của ngươi tan biến mãi mãi. Hàn lập trầm ngâm một lúc sau đó mới trầm giọng đáp lại: Một cánh tay thôi sao? Nếu đơn giản như thế thì không thành vấn đề. Nguyên sát ngẩn ra, sau đó lập tức cười chua xót. Vừa dứt lời, ả à đột nhiên nâng cao một cánh tay, từ trong miệng phun ra một làn sáng trắng muốt quấn thành một vòng. Cánh tay của ả à lập tức rơi xuống không một tiếng động nào, hơn nữa ở miệng vết thương cũng chẳng có lấy một giọt máu nhìn thật láng bóng như mặt kính vậy. Phốc, nguyên sát dùng cánh tay còn lại nhấn một cỗ lực vô hình lên cánh tay vừa rơi xuống. Lập tức cánh tay đó hóa thành một cơn mưa máu lún phún rồi tai đi mãi mãi. Bây giờ ta có thể đi chưa? Sau khi tự hủy đi một cánh tay, sắc mặt của nguyên sát trở nên tái nhợt. Có thể, ngươi đi đi. Hàn lập gật đầu, chẳng hề có chút ý tứ làm khó dễ nào. Xin đa ta đạo hữu đã rộng lượng ta và ngươi chắc là sau này chẳng còn cơ hội gặp lại vẻ mặt của nguyên sát hơi động sau đó hơi chào hỏi hàn lập rồi thân hình mở đi hóa thành một làn sáng màu lam mờ mờ lao vút về nơi khác mà trong làn hào quang đang bay ngay chỗ đầu vai bị thương chợt có ánh sáng màu đen lóe lên một cánh tay mới tinh lại được tạo ra bên trong làn khí có điều cho dù cánh tay có khôi phục lại như lúc đầu nhưng nguyên khí trong cơ thể bị tổn thương là việc không tránh khỏi hàn huynh cứ thả à ta như vậy ư không sợ về sau à sẽ lại có cơ hội báo thù sao từ đầu đến giờ Ngân Nguyệt cứ đứng bất động ngay trên mũi thuyền, mãi đến lúc này nàng mới nhịn không được liền hỏi. Bảo Hoa đã đồng ý trở lại cho ả à một con đường sống, ta cũng không vì thế mà tiếp tục đuổi giết ả. À. Ai mà biết mấy người này còn giữ lại bao nhiêu tình cảm đây chứ? Bảo Hoa có thể dễ dàng bỏ qua chuyện cũ thì chắc là quan hệ của họ không phải ở mức thường, người ngoài chúng ta không thể tưởng tượng được. Sau này ta còn phải đến ma giới, vì vậy cũng không muốn quan hệ giữa ta và vị thánh tổ đó trở nên bế tắc. Còn việc trả thù ta sao? Để khôi phục lại cảnh giới đại thừa đối với nguyên sát đã là hy vọng xa vời, hơn nữa tâm trí ả đã như cho nguội, đến ngay cả chính ả ta cũng chẳng thể khôi phục được ý định nữa. Mà nếu không thể khôi phục tu vi về đại thừa kỳ thì tuổi thọ cũng chẳng còn là bao, căn bản ta chẳng cần phải lo lắng nhiều làm gì. Hàn lập lắc đầu, cũng đúng, cho dù ả ta có ý định này đi nữa thì với bản lĩnh của huynh cũng chả đáng để vào mắt. Chỉ là làm muội cảm thấy bùi ngùi năm xưa chỉ với một nhúm phân hồn của ả đã thiếu chút nữa làm muội với huynh phải nằm lại trong núi côn ngô vậy mà giờ đây kết cục lại trở thành như vừa rồi ngân nguyệt dõi mắt theo hướng vệt hào quang đã tắt ở mãi cuối chân trời thở dài khe khẽ đương nhiên là nàng không ưa gì người đã từng là thánh tổ của ma tộc này nhưng trước sau lại tương phản nhau quá lớn khiến cho lòng của nàng trào nên một nỗi dao động phức tạp nguyên sát đã không còn là mối lo của chúng ta không cần để ý đến nữa nhưng chúng ta vẫn phải mau chóng đi đến bảo tàng của khớp linh tránh cho đêm dài lắm mộng hàn lập nhẹ nhàng nói hàn huynh nói cũng phải ngân nguyệt đồng tình tiếp đó con thuyền vang lên nó lại quay về hướng ban nãy phóng đi vun vút nửa ngày sau chiếc thuyền bay đến một vùng bình nguyên bằng băng trong suốt nhưng kỳ lạ là ở ngay giữa bình nguyên bằng băng lại có một hồ nước nhỏ màu lam nhạt cái hồ nhỏ chỉ chừng vài ngàn mẫu thôi chẳng những thế mà trên mặt nước hơi nóng bốc lên hừng hực thỉnh thoảng còn có bọt khí sôi trào sùng sục ở xung quanh mé hồ có thêm các bụi cây nhỏ xanh đen sinh trưởng mạnh mẽ nếu đứng gần thì chẳng thể biết được ngoài kia là một vùng được băng tuyết che phủ đến bất tận con thuyền nhoáng lên rồi thình lình xuất hiện phía trên không hàn lập đứng trên thuyền quan sát mặt hồ một lúc sau đó hắn cười nói bâng quơ thú vị thật hàn huynh nơi này chính là nơi trôn giấu bảo tàng trên bản đồ sao thoạt nhìn cực kỳ khác biệt so với những chỗ khác nhiều năm đã trôi qua chẳng lẽ những ma tộc đi ngang qua không phát hiện ra sự tồn tại của nó sao ngân nguyệt tò tò hỏi bảo tàng mà một tên thánh tổ của ma tộc cỡ như khớp linh lưu lại dễ gì để cho mấy tên tu sĩ cao cấp có thể phát hiện huống hồ những gã đại thừa kỳ có tự mình đến đây đi nữa nếu không có bản đồ chỉ sợ cũng chẳng thể trông thấy điều gì đâu hàn lập khẽ mỉm cười tay áo phất xuống phía mặt nước tiếng xé gió vang lên bốn miếng gạch trong suốt bắn ra tỏa ánh sáng năm màu lấp lánh chúng xoay tròn một vòng rồi sau đó lơ lửng bất động ngay bên trên mặt hồ hàn lập lẩm nhẩm thần chú ngón tay của hắn bắn ra một sợi tơ bay nhẹ nhàng về phía hồ nước, sau đó quát băng quơ, mở. Oanh, từ bốn miếng gạch tràn ra vô số ký hiệu bay lượn khắp nơi giống hệt như mưa. Bỗng chốc những ký hiệu này ngưng tụ lại với nhau tạo thành một cái pháp trận năm màu rộng khoảng một mẫu. Chẳng cần đợi Hàn Lập điều khiển cái gì, những ký hiệu ở trung tâm của pháp trận tự động chuyển động nhanh dần rồi phát ra tiếng kêu trầm trầm. Một cột sáng màu xám lập tức tràn tới, chợt lóe lên, rồi nhanh chóng chìm nhìm vào sau mặt nước phút chốc sau, toàn bộ không gian khắp nơi quanh hồ nước bắt đầu dao động. Tiếp đó những đợt sóng trên mặt hồ tràn lên sau rồi hiện ra một vòng xoáy nước đen thui ngay bên dưới pháp trận. Từ trong đó còn thỉnh thoảng phun ra vô số những sợi tơ màu đen. Đây chính là bảo tàng của khắp linh, quả là cực kỳ bí ẩn. Nhưng muốn thực sự lấy được những bảo vật trong đó xem ra còn phải bận rồn nhiều. Ngân Nguyệt thấy cảnh tượng trước mặt liền tỏ vẻ hưng phấn đi thôi, bên trong còn mấy cái cấm chế nhưng để xem làm cách nào để ngăn cản được ta đây. Hàn lập mỉm cười lơ đánh, tiếp đó dưới chân hắn chợt lóe, chiếc thuyền lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Thân hình của cả hai hơi động sau đó liền thong thả bay xuống cái động đen ngòm dưới mặt hồ. Khi cả hai vừa vào trong lòng động đen hút, bốn miếng gạch trong suốt đang tràn ra vô số ký hiệu năm màu trên mặt hồ cũng nổ vang rồi liền lao vút theo phía sau. Mà dòng xoáy nước đen xì cũng quay cuồng rồi biến mất không thấy đâu nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua, mặt hồ nước không có chút khác thường nào mà trở lại dáng vẻ vốn có của nó. Không biết trải qua bao lâu sau, Hàn Lập và Ngân Nguyệt sóng vai nhau dảo bước thong thả trong một cái mê cung vô danh ở dưới lòng hồ. Ở xung quanh họ đầy là những cột trụ được dựng lên chi chít. Những cây cột này cao đến vài chục trượng, mặt ngoài còn có khí đen lờ mờ, thỉnh thoảng còn có tiếng gào khóc thảm thiết như có như không. Nếu là tu sĩ bình thường mà nghe phải tiếng khóc này chỉ e là sẽ mê man, đầu óc trở nên ngốc nghếch. Thế nhưng Ngân Nguyệt liền thả ra một làn hào quang che kín toàn thân, cách ly toàn bộ những âm thanh kỳ quái đó. Còn đối với Hàn Lập thì hết thảy vẫn như thường, hắn cứ chân chân nhìn thẳng vào những cây cột như chẳng có việc gì. Còn phía trên ngọn cao của những cây cột là một màn sương mù minh mông che kín mít, chẳng thể nhìn thấy được điều gì. Bỗng nhiên khí đen ngưng tụ trên một thân cột bên cạnh hai người biến ảo thành ảo ảnh mờ mờ như mấy con sói có dáng vẻ cực kỳ dữ tợn. Hàn Lập chẳng buồn dừng bước, ngay khi ba con sói nhảy sổ đến thì một làn sáng màu vàng nhợt nhạt chợt lóe lên cả ba con sói liền bị cuốn vào trong làn sáng rồi biến mất hút mà bên kia đúng lúc hai con sói khác lao đến đỉnh đầu của ngân nguyệt cũng là một tiếng sói chu lên một con sói màu bạc khác thình thình hiện ra con sói màu bạc há rộng miệng nuốt chừng hai con sói đen vào bụng rồi nhoáng lên biến mất một cách kỳ quái thân hình hai người chẳng hề dừng lại cứ thế nghênh ngang đi qua rất nhiều cột trụ rồi xa dần trong tầm mắt hàn huynh chúng ta đã giải quyết đám này lần thứ mấy rồi nhỉ? Đột nhiên Ngân Nguyệt hỏi, chắc là thứ bảy, Hàn Lập Bình thản đáp, lão khắp linh là một trong những lão tổ hàng đầu thì cấm chế do hắn bố trí chắc không chỉ ở mức này đâu. Mà từ đầu đến giờ, đừng nói là một tu sĩ đại thừa kỳ như Hàn Huynh, mà ngay đến cả một hợp thể kỳ như muội chỉ sợ nó chẳng có chút tác dụng nào. Ngân Nguyệt cười lạnh nhạt, nếu muội nghĩ vậy chỉ sợ sẽ chúng phải mưu kế của khắp linh. Hàn Lập nghe vậy liền từ từ trả lời sao cơ hàn huynh nói thế nghĩa là ngân nguyệt cảm thấy ngạc nhiên chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao muội thực sự cho rằng những cây cột được trồng ở đây chỉ để thả ra tạp âm với biến ảo thành vài con thú cấp bậc luyện lư thôi sao hàn lập cười cười chẳng nhẽ chúng còn có tác dụng khác sao ngân nguyệt nghe hàn lập nói vậy liền hỏi lại muội nhìn đây thì sẽ biết hàn lập mỉm cười đột nhiên cánh tay nhấc lên năm ngón tay chụp về phía hư không bên cạnh phanh năm ngón tay cháy bùng lên ngọn lửa màu bạc chụp đến rồi móc một thứ gì đó ra từ giữa hư không. Những ngón tay khép lại bắt chặt thứ đó vào trong, Ngân Nguyệt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang được làn lửa màu bạc bao phủ không trước mắt. Hàn Lập vẫn mỉm cười, hắn nâng lên rồi chậm rãi mở năm ngón ra. Chương 2251, con rối khổng lồ. Chỉ thấy giữa quầng lửa màu bạc là những sợi tơ màu xám nhỏ xíu như có như không đang vặn vẹo liên tục. Nhưng mặc cho chúng giãy giụa đến đâu thì cũng chẳng thể thoát khỏi lòng bàn tay được. Đây là, ngân nguyệt thấy thế liền lắp bắp kinh hãi đây là âm khí dơ bẩn tuy nhìn chúng giống như vật sống nhưng thực chất lại là vô hình vô thể chúng có thể xâm nhập vào cơ thể người ta một cách vô hình là một cách tấn công địch thủ cực kỳ tàn nhẫn ngay đến cả tu sĩ hợp thể kỳ nếu không phát hiện ra nó thì cũng chỉ còn cách đợi đến khi âm khí tích cóp đủ số lượng trong cơ thể mới nhận ra sự lợi hại của thứ này hàn lập trả lời không chút hoang mang cái gì lại có vật như vậy sao nếu vậy chẳng phải trên người ta đã ngân nguyệt khiếp sợ đến run người vội vàng dùng thần niệm quan sát khắp cơ thể mình yên tâm một khi ta đã phát hiện ra sự tồn tại của chúng thì làm gì có chuyện để chúng tiếp cận muội ta đã sớm dùng thần niệm để ngăn cản rồi hàn lập tùm tỉm cười vậy thật tốt dọa muội sợ hết hồn hàn huynh không phải là huynh đang cố ý chiêu chọc muội đấy chứ ngân nguyệt nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm thế nhưng nàng vẫn kịp liếc mắt nguyết hàn lập một cái để lộ ra vẻ quyến rũ đến động lòng người hàn lập đang ngắm nhìn khuôn mặt của ngân nguyệt cho dù tâm cảnh của hắn đã sớm tu luyện đến độ không bị ảnh hưởng bởi những thứ bên ngoài những vẫn không sao đè nén nổi một tia tình cảm khác thường đang nhen nhóm trong lòng đành phải quay mặt đi không dám nhìn nữa không phải là ta không định nói ra sớm hơn đúng là thứ này vô cùng độc ác mà lại vô hình vô sắc rất khó phát hiện nhưng nếu đã thấy chúng thì lại chẳng đáng sợ nữa chỉ cần dùng thần niêm bảo vệ toàn thân là được rồi ngay đến cả một gã luyện hư kỳ cũng có thể làm việc này một cách dễ dàng thì ra nó đơn giản như vậy, Nguyệt Nhi cũng an tâm hơn. Ngân Nguyệt nghe vậy liền mừng rỡ, nàng mau chóng thả thần niêm bao bọc kín lấy mình. Lợi hại thật, chắc đi hết cái mê cung này là sẽ đến được bảo tàng của khớp linh. Mà hai cái tàng bảo các lúc trước tuy cũng có vài thứ này nọ nhưng cũng chỉ là đánh lửa đám ma tộc bình thường, còn đối với huynh với muội lại chẳng đáng là gì. Ngân Nguyệt chấp chấp đôi mắt rồi cười hi hì, nếu những thủ đoạn vừa rồi là do các thánh tổ bình thường của ma tộc lưu lại thì cũng chỉ đến vậy mà thôi nhưng khắp linh lại là một thánh tổ hàng đầu có thể sánh ngang với thủy tổ ngoại trừ mấy cung điện bên ngoài cùng với cái mê cung này chắc còn nhiều thứ lợi hại hơn phía sau nữa hàn lập đâm chiêu một lát mới trả lời lợi hại hơn ư có thể là gì nhỉ chắc hơn phân nửa sẽ lại là những trận pháp hoặc cấm chế linh tinh thôi ngân nguyệt hé môi cười có lẽ thế thật hàn lập tỏ vẻ sao cũng được hai người vừa đi vừa nói chuyện thỉnh thoảng lại đánh chết thêm vài cái ảo ảnh mấy con thú được biến ảo ra đến lúc này trong mắt bọn họ đã có ánh sáng trưng ập đến thế chỗ cho không biết cơ man nào là cột trụ. Bên ngoài kia là một vòng cổng màu đỏ thắm rộng lớn cao đến hơn 10 trượng, trên mặt ngoài của nó được khẳng lên những văn tự của ma tộc đen thui. Thoạt nhìn có vẻ cực kỳ nặng nề, Hàn Lập dùng thầm niệm xem xét một lượt, rồi từ hốc mắt lại ánh lên những tia sáng màu lam, tỏ vẻ ngạc nhiên nói. Hỏa nguyên tinh, thì ra cánh cổng được luyện chế bởi thứ đó. Nếu vậy chắc tài sản của lão khấp linh còn giàu có hơn cả ta nữa hàn lập nói rồi dùng một ngón tay điểm lên cánh cổng xeo một đốm lửa màu bạc bắn ra lóe lên rồi lướt thẳng vào trong khung cổng cửa động vốn yên lặng bỗng vang lên một tiếng nổ lớn theo đó từ trong có vô số lửa tuôn ra nháy mắt biến thành một khung cửa đầy lửa hai cánh cửa vốn luôn đóng chặt cuối cùng cũng chầm chậm hé mở ra một cỗ không khí nóng cháy từ trong ập ra ngân nguyệt đứng ở bên ngoài cách xa tới mấy chục trượng mà cũng phải biến sắc linh quanh hiện lên bao bọc lấy cơ thể Thân thể vội vàng lùi lại mấy bước mới có thể tránh khỏi ảnh hưởng của cỗ nhiệt khủng khiếp này. Ánh sáng màu đỏ hồng trên khung cửa cũng lan ra, nhìn không khác gì một biển lửa cuồn cuộn. Lửa này hiển nhiên không phải lửa thường, ngay cả Ngân Nguyệt vốn là tu sĩ hợp thể kỳ cũng không dám lại gần, thậm chí còn phải toàn lực thúc dục linh quang bảo vệ cơ thể. Hàn Lập thấy một màn này thì khẽ cau mày, nhưng thân thể vẫn đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích.